Người phụ nữ mang thai này bất ngờ bị người ta truy đuổi giữa đêm khuya, hoảng loạn trốn vào một ngôi nhà gần đó. Hoảng loạn cầu cứu khiến vài người đàn ông bối rối. Đúng lúc này kẻ ám sát đã xông vào cửa, không kịp nói nhiều, mấy người đàn ông không nỡ để người phụ nữ đáng thương bị người khác tàn sát, quyết định cứu người trước. Vài người em nhìn thấy tình thế xấu liền tản ra bỏ chạy, lần này thật sự không còn đường lui. Thấy kẻ ám sát sắp ra tay độc ác, người phụ nữ trong cơn quẫn bách đã nhặt một cây gậy đang cháy và vung về phía đối phương, lần này đã khiến kẻ ám sát tức giận, vung dao chém vào cánh tay người phụ nữ, không kịp để ý đến đau đớn. Người phụ nữ lợi dụng lúc kẻ ám sát bị thương ở mắt và vội vàng chạy thoát. Người đàn ông vừa uống rượu xong chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên có đôi tay kéo lấy cổ chân ông ta. Người đàn ông hoảng sợ tỉnh táo ngay lập tức, nhíu mắt nhìn qua thì ra là một người phụ nữ đang mang thai. Người phụ nữ yếu ớt cầu xin ông giúp đỡ, nhưng người đàn ông chưa kịp hỏi rõ thì người phụ nữ đã ngất đi, không còn cách nào khác. Ông ấy đành phải bế người phụ nữ về nơi mình làm việc. Sau khi đặt người phụ nữ xuống, ông mới nhìn rõ người phụ nữ bị thương do vết đâm rất nặng. Người đàn ông vừa sai người canh gác đi gọi lang y, không ngờ nước ối của người phụ nữ lại vỡ. Ông ấy gần như điên lên, nhưng việc cứu người là quan trọng. Ông chỉ có thể tìm một người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhà tù để cứu nguy. Chẳng bao lâu, tiếng khóc của em bé vang lên trong phòng. Người phụ nữ sinh ra một bé gái, nhưng do vết thương quá nặng, bà ấy chưa kịp nhìn con một cái đã qua đời. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy thương xót cho hai mẹ con. Nhưng ngày hôm sau, khi quản giáo biết chuyện thì tức giận dữ dội, sợ rắc rối nên đã ra lệnh cho người đàn ông nhanh chóng xử lý xác người phụ nữ, đồng thời bảo ông vứt bỏ cả đứa bé. Người đàn ông nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình khóc nức nở. Dù có chút không nỡ nhưng ông không còn cách nào khác, chỉ có thể đặt đứa bé trước cửa một gia đình, lo lắng rằng đứa trẻ có thể bị truy sát giống như mẹ mình. Người đàn ông quay lại lấy đi kỷ vật của người phụ nữ để lại, trở lại phòng giam, nhìn thoáng qua và ngay lập tức nhận ra đây không phải là đồ vật của người bình thường. Đúng lúc này quân lính đã tìm đến, hóa ra có người chứng kiến người đàn ông bỏ rơi đứa trẻ để tránh bị phạt. Trong cơn vội vàng, người đàn ông vội vàng nói rằng mình chỉ đi tìm chỗ để đi ỉa một lát, khi quay trở lại thì phát hiện ra đứa trẻ đã mất tích, bản thân ông còn tìm kiếm mất một thời gian dài. Các quân nhân hỏi về nguồn gốc của đứa trẻ, người canh gác vội nói rằng đứa trẻ này được người đàn ông nhận nuôi, các quân nhân mới gạt bỏ sự nghi ngờ. Như vậy, đứa trẻ được người đàn ông nuôi trong nhà tù và còn đặt tên cho cô bé là Tù Nhi, đồng thời ở một nơi khác do âm mưu ám sát thất bại. Quốc cữu tên là Doãn Nguyên Hoành đang tức giận dữ dội và hắn chính là em trai ruột của Thái hậu hiện tại, cũng là cậu ruột của vị vua mới lên ngôi không lâu. Sau khi quốc cữu xả hơi, hắn rút dao và đưa những tay sai bất tài đi gặp tổ tiên, đồng thời ra lệnh cho mọi người tiếp tục truy sát người phụ nữ đã trốn thoát. Không lâu sau đó, hắn nhận được tin tốt là người phụ nữ đã chết, nay mọi chuyện đã ổn định. Hắn trong cung điện càng không coi ai ra gì, cứ thấy ai không vừa mắt là đá một cái. Nhưng ai bảo hắn là cậu ruột của vua, các quan lại chỉ có thể cố gắng tránh xa tên ác bá này. Chớp mắt đã 15 năm trôi qua, Tù Nhi đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, trở thành người phụ trách mua sắm, nấu nướng, giặt giũ trong sở tù. Và trong suốt 15 năm này, Tù Nhi không những quen biết tất cả những người tù ở đây mà còn học được nhiều kỹ năng từ những người có tài có đức. Thậm chí người xem tướng nổi tiếng nhất nước cũng trở thành sư phụ của cô, là một nhà chiêm tinh nổi tiếng nhất của Triều Tiên. Ông Lee bất mãn với hệ thống chính trị hỗn loạn của quốc gia, thường xuyên đưa ra những bình luận không phù hợp và trở thành khách quen của sở tù. Cuộc sống bình thường thường rất ngắn ngủi. Ngày hôm đó do sự điều động nhân sự, một giám thị nhà tù mới sẽ tiếp quản sở tù. Và theo những gì được biết, người này là một quan chức rất độc ác, không chỉ đối xử với tù nhân một cách khắc nghiệt mà ngay cả với cấp dưới cũng không tha. Mọi người nghe xong đều lạnh sống lưng, quả nhiên đúng như vậy. Ngày nhậm chức, giám thị mới họ Dung đã cho mọi người một bài học đầu tiên. Một trận mưa gậy khiến mọi người run rẩy, và hành động nổi giận như thế đã khiến ông Lee không thể ngồi yên, la lên rằng mọi người không có lỗi, tại sao lại đối xử với mọi người như vậy. Nghe xong, giám thị tức giận không nói không rằng đã đánh ông Lee tơi tả, nếu không phải cố vấn nhà tù ra tay can ngăn, Tù Nhi có lẽ đã mất một người sư phụ. Đúng lúc này, người cậu ruột của nhà vua đến sở tù. Chỉ nghĩ đến danh tính của quốc cữu, quản giáo Dung lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu nịnh nọt điên cuồng, cung cấp rượu ngon trà ngon, nhưng mục đích của quốc cữu đến đây không phải để uống trà. Ông ta muốn xem vận mệnh của mình, chuyến đi này chính là để tìm nhà chiêm tinh nổi tiếng ông Lee. Mọi người nghe xong lập tức ngớ người. Viên quản giáo hoảng sợ đến mức suýt làm ướt quần, hóa ra ông xem tướng vừa mới bị đánh, đến mức không nhận ra cả mẹ đẻ, để giữ chức vụ. Viên quản giáo lập tức thay đổi thái độ, bắt đầu nịnh nọt và van xin. Sau khi vất vả mời được người, ông xem tướng lại nói rằng mình thực sự không biết xem bói. Chỉ vì ông ta thực sự không hài lòng với triều đình, huống hồ là một kẻ thù của toàn dân, thấy quốc cữu sắp nổi giận, ông liền kéo Tù Nhi, người vừa đi ngang qua, đến và nói để cô ấy xem thử. Điều này khiến quốc cữu tức giận cười lớn, lập tức ra lệnh kéo ông xem tướng đi chém đầu. Nhưng sau khi ông Lee giải thích đi giải thích lại nhiều lần, mọi người cũng quyết định để Tù Nhi thử xem. Chính vì cơ hội này mà số phận Tù Nhi bắt đầu thay đổi. Sau khi nhận bài xem bói của quốc cữu, Tù Nhi bắt đầu tỏ ra chuyên nghiệp, tính toán và nói mà không chớp mắt.
quan lớn sẽ có quan vận suôn sẻ và sẽ trở thành trụ cột của quốc gia. Quốc Cữu nghe xong vô cùng hài lòng, không những khen ngợi Tù Nhi, mà còn hứa sẽ tặng cô một món quà lớn. Ngày mai sẽ có người đến đón cô đến dinh thự. Buổi tối, Tù Nhi đến phòng giam. Cô đã nói cho sư phụ về vận mệnh thật sự của Quốc Cữu, rằng ông ta là kiểu người sẽ gây họa cho cả dân tộc. Sư phụ rất hài lòng với tài năng xem tướng của cô. Sáng hôm sau, ngay khi Tù Nhi vừa được đưa vào dinh thự của Quốc Cữu, cô đã bị người của bà vợ lẽ chặn lại. Hóa ra là bà vợ lẽ đã đuổi vợ chính thất ra khỏi nhà, cũng muốn Tù Nhi xem bói cho mình. Tù Nhi lại một lần nữa sử dụng khả năng ăn nói khéo léo của mình, nói rằng chính vì có bà vợ lẽ này mà chủ nhân trong nhà mới thăng quan tiến chức, khiến cho tiểu thiếp cười không khép được mồm. Lúc này, con gái của tiểu thiếp bước vào, biết Tù Nhi là người phụ trách pha trà trong sở tù, ngạc nhiên hỏi làm sao có thể để một người hèn mọn như vậy vào nhà. Tuy nhiên họ không hề biết rằng Tù Nhi đã tính toán được số mệnh của hai người, một số mệnh có thể gây họa cho cả gia tộc. Sau khi nhận được phần thưởng, Tù Nhi đang vui vẻ chuẩn bị trở về, nhưng trên đường đã bị một nhóm cướp không rõ lai lịch bắt đi. Bọn cướp ngốc nghếch này không hỏi han gì, cũng không xem xét đối phương là ai, cứ thế bắt đi một nô lệ nhỏ của sở tù. Trở lại núi và nghe cuộc trò chuyện của bọn cướp, Tù Nhi mới nhận ra họ đã nhầm lẫn mình là con gái của kẻ ác nhân, dùng điều này để uy hiếp đối phương, muốn dùng cô để đối phương thả người đứng đầu bị bắt giữ trong sở tù. Sợ bị bịt miệng, Tù Nhi chỉ có thể tiếp tục giả vờ, thừa nhận mình chính là cô con gái cưng của Quốc Cữu, không hề biết rằng hành động này mang lại hậu quả thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, người cha nuôi lo lắng khi thấy đã khuya mà Tù Nhi vẫn chưa trở về, liền đến dinh thự của Quốc Cữu để tìm hiểu tung tích của con gái. Tuy nhiên, lời của ông không chỉ không gây được sự chú ý của Quốc Cữu, mà còn bị đùa cợt rằng chắc hẳn cô gái đang lòng vòng, có thể đang ở một góc nào đó gặp gỡ bí mật với người đàn ông mình thích. Đúng lúc đó một mũi tên bắn tới. Khi biết con gái mình bị bắt cóc, Quốc Cữu vội vàng muốn xác nhận. Khi biết bọn bắt cóc đã nhầm lẫn với Tù Nhi, Quốc Cữu tức giận vô cùng, nhưng không phải vì Tù Nhi bị bắt, mà bởi ông cảm thấy uy nghiêm của mình bị thách thức. Vì vậy ngay sáng hôm sau, ông ra lệnh giết thủ lĩnh bọn bắt cóc để dằn mặt người khác. Đối với ông, Tù Nhi chỉ là một cô gái phục vụ trà tầm thường, không đáng để ông bận tâm. Bọn bắt cóc không ngờ tên quan tham này lại không theo kịch bản, bất lực nhìn thủ lĩnh của họ bị giết. Trong cơn tức giận, bọn bắt cóc quyết định sử dụng cùng một phương pháp, xử tử con gái của tên quan tham để trả thù cho thủ lĩnh. Sau khi trở về, họ kéo Tù Nhi ra ngoài và trói vào một cây gỗ lớn. Trước tình hình đó, Tù Nhi chỉ còn cách nói ra sự thật. Tuy nhiên lời giải thích của cô không những không khiến bọn bắt cóc thu hồi ý định giết người, mà còn làm chúng càng tức giận hơn. Đúng lúc bọn cướp sắp ra tay, một trận mưa tên sắc lẹm liên tục bắn vào bọn cướp, chả hiểu sao lại không trúng nữ chính, đúng là ánh hào quang của nhân vật chính. Quân lính bất ngờ xuất hiện, bọn cướp bị bất ngờ, thấy cha nuôi đến, Tù Nhi cảm thấy như được giải thoát. Hóa ra những người thật sự tốt với mình vẫn là người thân. May mắn viện binh kịp thời đến, hóa ra cha nuôi biết Quốc Cữu không hề có ý định cứu người. Ông đã dùng danh nghĩa một quản giáo nhỏ trong sở tù, tìm đến một kẻ từng làm việc với bọn bắt cóc, sau một hồi ép hỏi đã biết được địa điểm ẩn náu của chúng và kịp thời điều động thế lực giải cứu. Tù Nhi mới chỉ 15 tuổi, lần đầu tiên trải qua sự kiện kinh hoàng này. Cô đã tự nhốt mình trong phòng giam để suy ngẫm. Cô nhớ lại lúc mới được thả ra, Quốc Cữu với vẻ mặt nghiêm trang đã an ủi cô rằng ông ấy rất lo lắng cho cô, may mà bây giờ mọi chuyện đã an toàn. Người vợ còn mặt dày hơn khi nói rằng việc cô được cứu là hoàn toàn nhờ công của chồng bà ta. Nghĩ đến đây, Tù Nhi không khỏi rùng mình. Lúc này cô mới nhận ra điều đáng sợ nhất trên đời này chính là lòng người. Ngày hôm sau, bà tiểu thiếp đã vinh váo bước vào cung điện hoàng gia. Cô ấy vào cung lần này gặp Thái hậu chính là để tranh giành vị trí của người vợ chính thất. Chỉ sau một hồi nịnh bợ, kết quả lại không như mong đợi. Thái hậu chỉ hứa thăng chức cho phu quân của cô, nhưng cô ta không chịu thiệt thòi, về nhà liền nằm giường giả vờ ốm. Khi Quốc Cữu hào hứng kể cho cô nghe tin tốt, cô ấy lại tỏ vẻ đau khổ nói rằng ngực đau không chịu được. Quốc Cữu cũng nhanh chóng đoán ra ý đồ của vợ lẽ, ngay lập tức an ủi rằng chỉ cần mình có thể thăng quan tiến chức, việc có hay không có danh hiệu phu nhân cũng không quan trọng. Trịnh Lan Trinh thẳng thắn không giả vờ nữa, quyết định phải ghi tên mình vào sổ gia phả nhà chồng. Tuy nhiên chính Trịnh Lan Trinh kiêu ngạo ấy lại có một cô con gái khiến cô lo lắng không yên. Hôm đó, khi thấy con gái chạy vào bếp muốn học nấu ăn, cô đã không ngần ngại mà dạy dỗ con một trận về tư tưởng. Sau đó cô lại vào cung tìm Thái hậu, muốn lợi dụng tình thương mà Thái hậu dành cho con gái mình, dẫn chứng rằng chỉ vì bản thân mình là tiểu thiếp nên con gái không thể thoát khỏi danh phận là con ngoài dã thú. Nhưng cô chỉ có một người con gái, tự nhiên là mong muốn tìm cho cô một gia đình tốt. Thái hậu nghe xong liền hiểu ngay, nhưng đã khéo léo từ chối với lý do người vợ chính thất vẫn còn sống khỏe mạnh, tuy nhiên vì bà ấy vẫn còn giá trị lợi dụng. Thái hậu lại thay đổi giọng điệu, nói rằng nếu người đó chết đi thì có lẽ mới có khả năng ra khỏi cung. Trịnh Lan nhớ lại lời nói của Thái hậu, lập tức đã nghĩ ra một kế hoạch. Về đến nhà, cô lại nghe được tin tức con trai riêng của Quốc Cữu, người được người vợ chính thất nuôi dưỡng bí mật và giờ đang tấn công các nhóm kinh doanh của họ. Trịnh Lan lập tức nghĩ ra một cách độc ác hơn, lấy một gói thuốc bí mật từ ngăn kéo, sai người mua chục người hầu bên cạnh người vợ chính thất,
đề nghị mỗi lần nấu canh đều cho một ít vào, thuốc này sẽ khiến người ta dần dần khô héo mà không thể phát hiện bệnh gì. Đối với người con trai riêng được người vợ chính thất nuôi dưỡng, bà cũng bắt đầu trả đũa một cách gay gắt hơn, vị quan nhỏ này trong nhà tù không đơn giản. Thực ra ông ta đang đánh bạc với một nhóm tù nhân, tưởng chừng như là bá vương, thực tế lại thua sạch sành sanh, còn buồn cười hơn là còn nợ mọi người 300 lượng bạc, điều này đã làm cho tù nhân trong phòng giam vui mừng không thôi. Giám thị mới nhậm chức quyết định thanh tra nhà tù để kiểm soát kỷ luật. Lúc này cha nuôi ông Ji Chun, người quản lý tài chính, bối rối không thôi vì thường xuyên có thói quen đánh bạc, hay lén lút sử dụng công quỹ, hiện tại còn thiếu 300 lượng. Và nếu việc này bị giám thị phát hiện, ông ấy sẽ thực sự phải sống chung với các tù nhân. Để gom đủ 300 lượng thiếu hụt, ông Ji Chun chỉ có thể nhờ cậy đến ông Khương, một đàn anh chị nổi tiếng trong nhà tù. Mặc dù bản thân đang bị giam giữ, nhưng với khối tài sản khổng lồ của mình, ông Khương vẫn sống rất thoải mái trong tù. Ông Khương đã nắm bắt được điểm yếu của ông Ji Chun đang cần tiền gấp và đưa ra một điều kiện để ông Ji Chun phải đáp ứng. Trong cơn vội vàng, ông Ji Chun đã vội vàng đồng ý mà không suy nghĩ, ngày kiểm kê. Ông Ji Chun đã kịp thời bù đủ số tiền còn thiếu, phần nào cứu vãn được mạng sống của mình, vừa thở phào nhẹ nhõm. Ông Khương đã gọi ông Ji Chun và nói với ông, dù bằng cách nào cũng phải giúp mình ra khỏi tù, đây chính là điều kiện của ông ta. Là một viên chức nhỏ, ông Ji Chun làm sao có quyền lực lớn đến thế, cuối cùng lại phải tháo đông vá tây. Và lần này thật sự không thể vá nổi nữa. Ngày hôm đó, tù nhi thấy cha nuôi có vẻ mệt mỏi, mặt bầm tím. Sau khi hỏi han mới biết được rằng, ông ấy không thể đáp ứng được điều kiện của ông Khương, tù nhi tức giận vô cùng. Đã đi tìm sư phụ để hỏi cách đối phó với ông Khương, và tuy nhiên, sư phụ chỉ ném cho cô bốn chữ, mượn dao giết người. Trong lúc bế tắc, trên đường trở về, tù nhi bị một tù nhân trẻ tuổi đẹp trai chặn lại. Anh ta đã nhờ tù nhi một việc, đó là xếp anh ta vào cùng phòng giam với ông Khương. Ông Khương là một tên côn đồ nổi tiếng trong nhà tù, cậu thanh niên này thật sự gan rất lớn. Tù nhi nghe mà bối rối, người khác thà trả tiền cũng không muốn chung phòng với tên côn đồ, nhưng anh ta lại vội vàng xin vào. Anh chàng này chắc là có vấn đề với đầu óc. Vào buổi tối, tù nhi đang suy nghĩ cách trả thù ông Khương, bỗng nhiên nhớ đến chàng trai đẹp trai ban ngày và liên tưởng đến lời sư phụ dạy về. Mượn dao giết người, cơ hội này không phải đã đến sao? Vì vậy, khi Doãn Thế Quân tìm đến tù nhi lần nữa, cô đã đồng ý ngay lập tức, nhưng cô không lấy tiền, thay vào đó cô đã lén lút kể cho Doãn Thế Quân về kế hoạch của mình. Sau đó, Thế Quân đã được chuyển vào phòng giam của tên côn đồ. Quả nhiên, ngay khi Thế Quân mới bị nhốt vào phòng giam, anh ta đã cố ý gây rối, chỉ trong nháy mắt đã dạy cho đám đàn em của ông Khương một bài học, sau đó còn giả vờ không biết gì. Quỳ xuống xin lỗi ông Khương, ông Khương đã hào phóng tha thứ cho Thế Quân, nhưng không biết rằng sau một hồi lộn xộn như vậy, mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra trong phòng giam của ông Khương. Lúc này, tù nhi đã diễn một màn tại phòng của quản giáo, nói dối là ông Quốc Cữu đã yêu cầu cô làm tai mắt cho ông ta, báo cáo về tình trạng bất ổn tại nhà tù, về bạo loạn và gây rối trong sở tù cho ông ta định kỳ. Tù nhi lo sợ quản giáo sẽ bị phạt, đã chủ động báo trước cho ông. Quản giáo Dung tức giận dữ dội, ông ta không dám làm mất lòng Quốc Cữu, liền xông vào phòng giam. Đây đã là lần thứ 2 kể từ khi quản giáo Dung nhậm chức. Đây là lần thứ 108 quản giáo Dung đánh tù nhân. Thế Quân và tù nhi nhìn nhau, dường như đang ám chỉ một hành động lớn sắp diễn ra. Nửa đêm trong khi mọi người đều ngủ say, Thế Quân lén lút vén chăn của tên côn đồ, lén lút bịt mũi và dùng tay kia ấn vào huyệt đạo của hắn. Sự thiếu oxy trong thời gian dài khiến tên côn đồ này rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời. Thế Quân đã tính toán ngày ra tù, và khi trời sáng đã rời khỏi sở tù. Hóa ra Thế Quân chính là con riêng của Quốc Cữu, tên côn đồ này chính là tay chân đắc lực của tiểu thiếp Trịnh Lan. Hiện nay do không có người đứng đầu, nhóm kinh doanh của Trịnh Lan không có người lãnh đạo, Thế Quân đã thuận lợi chiếm lĩnh thị trường mà hắn đang kinh doanh. Trong nhà tù, khi đàn em nhẹ nhàng đánh thức ông Khương dậy ăn cơm, họ mới phát hiện ra ông Khương đã thành người tàn phế. Cuối cùng, vì nhiều người đã trực tiếp chứng kiến việc quản giáo đánh ông Khương một trận tơi tả vào hôm trước, mọi người đều cho rằng nguyên nhân khiến ông Khương trở thành người mất trí là do quản giáo ra tay quá nặng. Như vậy, mọi tội lỗi đã hoàn toàn đổ lên đầu quản giáo, và cha nuôi của tù nhi cũng thoát khỏi sự ràng buộc của ông Khương. Đêm hôm đó, tù nhi nhận thêm một đơn hàng bên ngoài, nhiệm vụ là đưa một phạm nhân nữ ra khỏi nhà tù và đưa người khác vào thay thế. Trên đường tránh gặp những người canh gác, người phụ nữ được biết tù nhi sinh ra trong sở tù. Sau khi xác nhận thời gian và tên, bà lão hồi hộp nói với tù nhi, hóa ra cô chính là đứa bé mà bà đã đỡ đẻ năm xưa. Sau đó tù nhi cũng biết từ miệng bà lão, mẹ cô không phải là tù nhân ở đây, cũng không phải do tai nạn qua đời. Bà ấy bị người khác truy sát và trốn đến ngoài sở tù, nơi được cha nuôi phát hiện và cứu giúp. Tù nhi đau khổ không thôi, chỉ có thể tìm đến cha nuôi để xác minh tình hình. Khi thấy không thể giấu được nữa, cha nuôi chỉ còn cách xấu hổ mà kể hết sự thật cho tù nhi nghe. Vì muốn bảo vệ chức vụ của mình, viên quản giáo lúc bấy giờ đã định giải quyết bí mật mẹ con họ, nhưng cha nuôi vì thương xót tù nhi còn quá nhỏ nên ông ấy đã âm thầm nuôi tù nhi khôn lớn tại sở tù. Để không làm tù nhi bị sốc, ông chỉ có thể giữ tất cả chuyện này trong lòng.
Sau đó cha nuôi lấy ra những kỷ vật mà mẹ Tú Nhi để lại. Vì lo lắng Tú Nhi tìm hiểu về danh tính mẹ mà có thể gặp nguy hiểm, ông chỉ lấy ra một đôi nhẫn ngọc. Còn chiếc châm phượng, biểu tượng của danh tính, thì ông ấy đã giấu đi. Ngày hôm sau, Tú Nhi đến ngọn đồi sau núi, nơi có ngôi mộ chôn lộn xộn, nghĩ đến việc mẹ mình cuối cùng cũng không được an táng, cô cảm thấy đau khổ vô cùng. Điều này cũng khiến Tú Nhi quyết tâm phải tìm ra lai lịch của mẹ và báo thù cho bà. Đêm hôm đó, một cánh cửa không khóa đã thu hút sự tò mò của Tú Nhi. Vì thường ngày cánh cửa này không những được khóa bằng hai ổ khóa lớn, mà nơi đây còn là khu vực cấm. Ngoài quản giáo ra không ai được phép ra vào, tuy nhiên tối nay cửa lại mở, không lẽ có bí mật gì đáng ngờ không thể tiết lộ. Tú Nhi tò mò kéo cửa bước vào. Nhìn quanh thì chỉ thấy đó là một căn phòng bình thường, nhưng khi cô đặt khay lên bàn, vô tình mở ra một cánh cửa thứ hai, hóa ra đó là một căn phòng bí mật. Dưới hầm vẫn còn đèn sáng, cô liền theo ánh sáng tiến về phía trước, bất ngờ một tiếng thét thảm thiết vang lên, Tú Nhi vội vàng tìm theo tiếng động. Hóa ra là một người đàn ông đang ôm bụng rên rỉ trong phòng giam, nghĩ rằng người đàn ông bị ngộ độc, Tú Nhi lập tức đưa cho ông ta thức ăn có tác dụng gây nôn. Và ông ấy đã nhanh chóng nôn mửa. Ngày hôm sau, Tú Nhi lén lút theo dõi người giữ chìa khóa, sử dụng kỹ thuật học được từ các phạm nhân để dễ dàng lấy được chìa khóa, rồi ngay lập tức đưa cho thợ khóa làm một chiếc y hệt. Khi Tú Nhi vừa xuống dưới thì ngay lập tức bị người đàn ông phát hiện. Người đàn ông hỏi cô tại sao còn quay lại. Nếu bị quản giáo phát hiện chắc chắn sẽ bị trừng phạt, nhưng Tú Nhi đã nói với ông ấy rằng cô đã kiểm tra hồ sơ phạm nhân, hóa ra người đàn ông này là một điệp viên trong cung, phụ trách thực hiện các nhiệm vụ bí mật do vua giao phó, nhưng vì tội mưu phản đã bị giam giữ ở đây 20 năm. Còn mẹ của Tú Nhi, 15 năm trước bị người ta truy sát, được một người canh gác nhà tù cứu giúp, sinh ra cô và sau đó đã qua đời. Cô muốn trở thành nữ nha môn để làm rõ nguồn gốc của mình. Tú Nhi hy vọng có thể theo người đàn ông này học võ công và kỹ năng. Người đàn ông đã suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một điều kiện, đó là cô phải giúp ông ta tìm lại con trai mình trước. Tú Nhi rất vui mừng, bởi vì đối với cô đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Ngày hôm sau, cô đã đến chợ và tìm gặp một tên trộm từng bị giam trong nhà tù, dựa trên tình bạn trong quá khứ giữa hai người. Cô đã nhờ anh ta giúp tìm kiếm con trai của ông già trong ngục đó. Vài ngày sau, Tú Nhi đã kể lại tin tức mà cô tìm được cho ông. Con trai ông đã qua đời vào năm thứ hai, kể từ khi ông bị giam giữ, và con dâu cũng đã tự tử theo, cháu trai 4 tuổi của anh ấy trở thành nô lệ của quan lại. Và hiện tại không rõ tung tích, ông Park than thở rằng số phận thật trêu người, nhưng cuối cùng ông vẫn nhận Tú Nhi làm đệ tử, và quyết định dạy cô tất cả những kỹ năng sống của mình, thậm chí là cả ngôn ngữ của Triều Minh. Đêm hôm đó, sau khi học xong cách sử dụng các huyệt đạo để khống chế đối thủ, Tú Nhi đã lấy ra một kỷ vật của mẹ mình, muốn nhờ sư phụ xem xét nguồn gốc của nó. Ông Park ngạc nhiên khi nhận ra tên được khắc trên chiếc vòng ngọc. Ông kể cho Tú Nhi rằng đó là tên của một nhà vua, một vị vua chỉ trị vì được 8 tháng rồi qua đời. Trước khi ông lên ngôi, ông Park từng là giáo viên của ông. Trong dịp sinh nhật của thái tử, ông đã thấy thái tử tặng những chiếc nhẫn như thế này cho các cung nữ ở Đông Cung. Nhưng ông không chắc mẹ của Tú Nhi có phải là một trong những cung nữ đó hay không. Sau đó Tú Nhi đã tìm đến chuột con, người đã giúp cô tìm kiếm các cung nữ từng rời cung năm xưa, cuối cùng tìm được một người. Nhưng khi Tú Nhi hỏi liệu bà có nhận ra vị vua đã khuất hay không, khi ở Đông Cung và làm cung nữ chủ sự, người phụ nữ đột nhiên trở nên hung dữ, bảo Tú Nhi mau chóng biến đi. Bà ta không biết gì cả, Tú Nhi chỉ có thể nhờ chuột con giúp đỡ lần nữa. Ai ngờ chỉ 2 ngày sau, chuột con đã tìm đến Tú Nhi, đưa ra tất cả tài sản của mình, chỉ để mong cô đừng nhờ anh ta làm những chuyện này nữa. Hóa ra, các cung nữ cấp cao của Đông Cung năm xưa đã chết hết, những người còn lại cũng mất tích không rõ tung tích, anh ấy còn sợ rước họa vào thân. Và khuyên Tú Nhi cũng đừng tiếp tục điều tra nữa, nhưng Tú Nhi đã có manh mối, cô không cam lòng, lại đến tìm cung nữ. Ai ngờ cung nữ đã bị hại, Tú Nhi sợ hãi vội vã chạy ra khỏi cửa, hoảng loạn chạy khỏi sân. 5 năm trôi qua trong chớp mắt, Tú Nhi đã học được nhiều điều, nhưng nguồn gốc của mẹ cô vẫn là một bí ẩn. Ngày hôm đó cô đầy tự tin đến phòng thi, quyết tâm thi đậu nữ nha môn để tìm ra nguồn gốc của mình. Trong thời cổ đại, để thi của nữ nha môn, các cô gái cần phải thành thạo kỹ năng cầm kỳ thi họa, ngoài ra còn phải có kỹ năng võ thuật tốt. Đối với hầu hết các cô gái, kỳ thi võ là một cơn ác mộng, thí sinh này dễ dàng vượt qua vòng đầu tiên, nhưng chỉ một giây sau đã bị loại. Vì lý do cô có vóc dáng quá tròn trịa, lo ngại không đuổi kịp trộm, cô tự hỏi không biết có phải vì nhan sắc không. Cuối cùng đến lượt Tú Nhi, là đệ tử của một điệp viên nổi tiếng, sự chuẩn bị trong 5 năm đã giúp Tú Nhi dễ dàng khống chế đối thủ. Hai giám khảo chính đứng từ xa, chứng kiến toàn bộ kỹ năng của Tú Nhi, thốt lên rằng người này quả thực có khí chất phi thường. Để kiểm chứng thực lực thật sự của Tú Nhi, họ đã đưa cô đến sân thi của các nam nha môn, cho cô thi đấu với nam sinh đạt giải nhất. Dù Tú Nhi là phụ nữ, về sức mạnh và thể lực có phần thua kém, nhưng cuối cùng vẫn vượt trội hơn và thành công giành chiến thắng. Màn trình diễn này khiến cả sân thi trầm trồ kinh ngạc, và Tú Nhi càng thêm tự tin. Sau đó hai vị giám khảo đã trực tiếp tiến hành phỏng vấn cuối cùng, phát hiện ra rằng cô nàng sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt, có thể nói là hiểu biết từ thiên văn đến địa lý,
thậm chí còn thông thạo tiếng Hán. Điều bất ngờ hơn là cô không có ràng buộc tình cảm gia đình, chỉ có một người cha nuôi, thật sự là như tìm được báu vật. Ngày hôm sau, danh sách tuyển dụng đã được công bố, Tú Nhi đầy tự tin tìm kiếm tên mình, nhưng không những cô không nằm trong top 3, mà tên cô còn không hề xuất hiện trên danh sách. Tú Nhi ngay lập tức tìm đến phó giám khảo để hỏi lý do, nhưng câu trả lời cô nhận được lại là vì Tú Nhi quá xuất sắc. Việc sử dụng một nhân tài như cô sẽ khiến họ cảm thấy gánh nặng, dù Tú Nhi đã khẩn cầu. Nhưng cũng không thể thay đổi được gì, cô đã kể lại nỗi lòng mình với sư phụ. Nhưng sư phụ lại nói rằng người ta nói không sai, với khả năng hiện tại của cô, đã quá đủ để trở thành một mật vụ ở Hàn Dương. Dù không trở thành nữ nha môn, cô vẫn có thể tìm ra bí mật của mẹ mình, chỉ vì trong kỳ thi vào nha môn 3 ngày. Cô gái này đã thể hiện sức mạnh vượt trội, cô ấy đã bị một nhóm người không rõ danh tính truy sát. Đối phương không nói một lời nào đã bao vây. Trong tình thế địch đông ta ít, Tú Nhi chỉ có thể đầu hàng, chờ xem điều gì sẽ xảy ra, sau đó bị bịt mắt dẫn đến một căn cứ bí mật. Hóa ra người này cũng là một điệp viên lớn, chịu trách nhiệm cho các hoạt động bí mật giữa Triều Minh và Nhật Bản, thực hiện các nhiệm vụ do vua ban hành. Do ấn tượng bởi tài năng và kỹ năng của cô trong kỳ thi, người này muốn thu nạp cô vào hàng ngũ của mình. Sau khi trở về sở tù, Tú Nhi tìm sư phụ đang bị giam giữ trong ngục tối. Cô dự định hỏi thêm một số thông tin về nội gián, nhưng không ngờ sư phụ đã nghi ngờ và liên tục nhắc nhở, việc làm nội gián có thể khiến cô lâm vào con đường không lối thoát. Như mọi người đều biết, càng được sư phụ nhắc nhở, đồ đệ càng không nghe theo. Tú Nhi suy nghĩ mãi và quyết định gia nhập tổ chức nội gián, bởi đây là cơ hội duy nhất để tìm hiểu nguồn gốc của mẹ. Ngày hôm sau, Tú Nhi đã tìm đến lão Giang và thành công gia nhập tổ chức. Sau vài ngày huấn luyện bí mật, khả năng chiến đấu thực tế của Tú Nhi tiến bộ vượt bậc, hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò của một thành viên gián điệp. Chẳng bao lâu, Tú Nhi nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đó là bí mật loại bỏ một vị tướng lớn có ý định phản loạn. Tú Nhi rất tò mò về việc này, rõ ràng vấn đề này thuộc về việc của Cẩm Y vệ. Nhưng quy tắc đầu tiên của điệp viên là không được hỏi lý do, cô đành phải nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên khi hành động, Tú Nhi chần chừ mất 2 giây. Điều này đã cho đối phương cơ hội thở, và không những đối thủ có kỹ năng cao mà còn có vệ sĩ bảo vệ, Tú Nhi bị bắt vì thiếu quân số. Trong cơn tức giận, vị tướng lớn đã tra tấn Tú Nhi dã man bằng nhiều cách khác nhau. Tra khảo tiết lộ ai là người đứng sau, nhưng Tú Nhi luôn giữ im lặng, chịu đựng đến ngất xỉu mà không để lộ bất cứ thông tin nào. Không biết bao lâu sau, Tú Nhi dần tỉnh lại từ trạng thái mê man. Mờ mờ ảo ảo thấy lão Giang cùng các cấp dưới đứng ngay trước mặt mình, hóa ra tất cả những điều này chỉ là một bài kiểm tra cuối cùng. Tú Nhi đã gánh vác tất cả mà không tiết lộ tên tổ chức, cuối cùng được tổ chức công nhận. Tú Nhi không kìm nén được nữa và bật khóc, những đau khổ mình chịu đựng cuối cùng cũng được đền đáp. Lão Giang đã đưa cho Tú Nhi một lọ độc dược, bảo rằng nếu sau này thất bại trong nhiệm vụ thì hãy uống nó. Tiếp theo, Tú Nhi sẽ đối mặt với những thử thách còn khắc nghiệt hơn, họ lại giao nhiệm vụ cho một cô gái 18 tuổi chưa trưởng thành, đáng ngạc nhiên. Lại là ám sát sứ giả của Triều Minh, nhưng khi Tú Nhi muốn đi cảm ơn sư phụ thì phát hiện ra ông đã rời đi chỉ vài phút trước. Hoàng Thái Hậu từ cung điện đã đến căn hầm bí mật và gặp ông Park, người đã bị giam cầm ở đây hơn 20 năm, hai người từng có một mối tình không trọn vẹn. Sau đó vì nhiều lý do, ông Park bị kết án tử hình vì tội mưu phản. Vào thời điểm đó, Hoàng Thái Hậu nắm giữ quyền lực lớn, có thể hô mưa gọi gió trong triều đình, đã bí mật giam giữ ông Park trong ngục tối, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày, ít nhất cho ông ấy một cơ hội sống sót. Hoàng Thái Hậu hiểu rằng bà đã không đối xử công bằng với người này, nhưng cũng chỉ tin tưởng vào năng lực của ông, nên đã dùng việc thực hiện nhiệm vụ làm cớ để trả tự do cho ông. Chỉ vài ngày trước, sứ thần từ nhà Minh đến Triều Tiên để điều tra nguyên nhân cái chết của vua trước, và đã thu thập được bằng chứng cho thấy Hoàng Thái Hậu và Quốc Cữu đã âm mưu giết hại vị vua này 20 năm trước. Sự thật này sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Và vị vua này là do Hoàng đế nước Minh chỉ định, một khi sự việc bị lộ thì hậu quả sẽ là tử hình. Vì vậy Hoàng Thái Hậu và em trai đã lên kế hoạch giành lại bằng chứng và tiêu diệt sứ thần trên đường trở về nước. Do sự việc quan trọng không thể để lộ thông tin, Hoàng Thái Hậu đã tự mình đến tìm người tình cũ để nhờ giúp đỡ. Nghĩ đến mối tình đã qua, ông Park đã đồng ý chuyện này. Và điều này đã khiến ông vô tình bỏ lỡ cuộc gặp với Tú Nhi. Nhìn thấy bức thư sư phụ để lại, Tú Nhi rất buồn vì không thể gặp mặt lần cuối. Nhưng cô không biết rằng hai người lại đang thực hiện cùng một nhiệm vụ. Để đảm bảo nhiệm vụ này thực hiện thành công, lão Giang tìm hiểu và biết được rằng sẽ có một đoàn thương nhân đi cùng với sứ thần đến nước Minh để kinh doanh. Vì vậy Tú Nhi đã được cài vào đoàn thương nhân với tư cách là phiên dịch viên. Ai ngờ rằng người đứng đầu đoàn thương nhân chính là Thế Quân, người đã từng hợp tác với cô 5 năm trước. Nhóm thương nhân nhỏ này lại công khai thách thức Trịnh Lan, mợ của nhà vua đương triều. Không những từ chối lời mời đầy thành ý của cô ta, mà còn định cạnh tranh thị trường với đoàn thương nhân của Trịnh Lan. Đây có phải là muốn đối đầu với các đại thần triều đình không? Nguyên nhân khiến họ gan lớn không phải vì họ mạnh, mà chỉ vì ông chủ của họ có mối quan hệ ruột thịt với đại sứ Minh Quốc sắp trở về nước. Họ dự định tận dụng tình bạn này để cùng đoàn sứ thần đi tới Trung Quốc làm ăn lớn. Điều này không phải hấp dẫn hơn là dựa vào Trịnh Lan sao? Mọi người đều tràn đầy kỳ vọng.
Ông chủ thậm chí đã đặt cược toàn bộ gia sản của mình, một ván bài lớn, hy vọng vào màn trình diễn của Thế Quân. Nói về một việc quan trọng như thế, ông chủ lại không tự mình ra tay, điều này cho thấy ông vẫn rất tin tưởng vào nhân viên của mình. Mọi người đều đầy ước mơ về tương lai, nhưng không hề biết rằng triều đình đã lén lút ra lệnh ám sát đại sứ Minh Quốc. Thái hậu đã ra lệnh cho thuộc hạ theo dõi đoàn thương nhân một khi qua biên giới Triều Tiên. Tổ chức gián điệp sẽ ám sát đại sứ Minh Quốc nhằm dập tắt mọi rắc rối. Tù Nhi theo lịch hẹn đã đến báo cáo với đoàn sứ, nhưng không ngờ người đứng đầu đoàn thương nhân lại chính là Thế Quân, người mà cô đã thầm yêu mến suốt 5 năm qua. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyến giao dịch này đối với Thế Quân, Tù Nhi rơi vào trầm tư. Nếu đại sứ Minh Quốc thực sự bị ám sát, giao dịch của Thế Quân chắc chắn sẽ đổ bể, và lúc đó Thế Quân sẽ rơi vào tình thế khó khăn không thể cứu vãn. Giữa việc hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức giao phó và tương lai của người mình yêu thích, Tù Nhi phải đưa ra lựa chọn như thế nào? Tại khu vực nghỉ giữa trạm, Tù Nhi lén gặp gỡ và bàn bạc chiến lược với Lão Giang, nhưng lại phát hiện ra người chủ trì nhiệm vụ lần này chính là sư phụ. Điều này làm cho Lão Giang vô cùng vui mừng, vì sư đồ cùng lên trận thì chắc chắn hiệu quả tăng gấp đôi, vì vậy nhóm họ quyết định sẽ bắt đầu hành động tại quán trọ sau khi rời khỏi Triều Tiên. Lão Giang sẽ chịu trách nhiệm dụ dỗ quân lính, Tù Nhi chịu trách nhiệm xử lý các vệ sĩ. Còn ông Bắc đảm nhận nhiệm vụ ám sát sứ thần, kế hoạch dường như không có chỗ nào sơ hở. Tù Nhi trong quá trình hành động đã gặp sự cản trở của Thế Quân. Vì không nỡ ra tay với Thế Quân, đã để lộ thân phận của mình, Thế Quân tức giận hỏi tại sao lại phải ám sát đại sứ, điều này sẽ phá hủy tương lai của anh ta. Tù Nhi vì lý do thân phận chỉ có thể im lặng, may mắn là đồng đội kịp thời đến, hạ gục Thế Quân và cứu Tù Nhi. Tù Nhi đã ngăn chặn đồng đội không cho họ tiêu diệt Thế Quân và cam đoan rằng anh ta sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Trong khi đó, ông Bắc đã tìm thấy sứ thần đơn độc, thấy rằng chỉ có một con đường chết trước mắt. Sứ thần đã tiết lộ sự thật, tất cả những chuyện này là âm mưu của Quốc Cữu. Chính Quốc Cữu là người muốn giết ông, dù ông Bắc có chút dao động, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Sau khi xử lý xong đại sứ Minh Quốc, ông Bắc đến điểm hẹn để hội ngộ, họ cùng nhau chờ đợi Tù Nhi tới để rút lui. Nhưng lúc này cả hai người đều có suy nghĩ riêng, Lão Giang nghĩ về những gì Quốc Cữu đã truyền đạt, trong khi ông Bắc lại nhớ lại những lời của sứ thần để tìm hiểu sự thật. Ông Bắc đã hỏi Lão Giang về lý do thực sự đằng sau vụ ám sát này và yêu cầu được xem nội dung của bức thư, Lão Giang chỉ có thể mạnh mẽ che giấu nó. Hóa ra mặc dù ông Bắc vẫn còn tình cảm với Hoàng Thái Hậu, nhưng ông ấy lại là kẻ thù không đội trời chung với Quốc Cữu. Sau khi biết Hoàng Thái Hậu đã phái ông Bắc thực hiện nhiệm vụ này, Quốc Cữu đã lên kế hoạch tận dụng cơ hội này để cho Lão Giang tiêu diệt ông Bắc trong quá trình hành động, coi như là hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ. Biết rằng Lão Giang kính trọng ông Bắc và sợ rằng ông ta không thể ra tay, Quốc Cữu đã ra lệnh tương tự cho phó tướng vì thời gian khẩn cấp. Hai người không kịp quan tâm đến an toàn của Tù Nhi, chỉ có thể rời đi trước để trở về Triều Tiên. Khi Tù Nhi đến nơi, cô chỉ thấy sư phụ của mình đang hấp hối. Tù Nhi đã sử dụng hết tất cả phương pháp cấp cứu mà sư phụ đã dạy, nhưng mọi việc đều vô ích. Trong giây phút cuối cùng, ông Bắc đã tiết lộ cho Tù Nhi biết chính Quốc Cữu đã chỉ đạo mọi chuyện và trao cho cô một vật, bảo cô nhất định phải tìm thấy cháu trai của mình. Như vậy, Tù Nhi bắt đầu cuộc lưu vong không có hồi kết ở xứ người. Đoàn thương nhân của Thế Quân cũng mất đi chỗ dựa, tương lai của họ giờ phải đi về đâu sau 2 tháng gian khổ. Tù Nhi cuối cùng cũng trở về được Hàn Dương. Cô gái này thật đáng thương, được triều đình cử đi nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, không những mất đi sư phụ kính trọng, vừa mới trở về quê hương một mình, lại còn bị vu oan là thủ phạm sát hại sư phụ. Thế lực xấu xa nào đang vây quanh Tù Nhi vậy? Để không làm Hoàng Thái Hậu nghi ngờ, Quốc Cữu đã quyết định đổ tội giết người cho Tù Nhi. Tù Nhi không hề hay biết, vẫn định báo cáo tình hình cho tổ chức sau khi trở về. Kết quả chờ đợi cô lại là sự giam giữ của chính quyền. Khi cô giải thích cho Lão Giang, tất cả đều là âm mưu của Quốc Cữu. Tuy nhiên, Lão Giang là thuộc hạ của Quốc Cữu. Mặc dù Lão hiểu Tù Nhi và biết sự thật, nhưng không có cách nào khác ngoài việc phải tuân theo mệnh lệnh. Lão bảo cô phải nhận hết lỗi lầm về phía mình. Vì đây là số phận và trách nhiệm của một điệp viên, ông ta hứa sẽ tìm cách cứu cô ra. Tù Nhi tốt bụng chỉ có thể chọn cách tin tưởng Lão Giang, bởi vì cô quá tin tưởng vào lãnh đạo của mình. Nhưng Hoàng Thái Hậu lại nghi ngờ lời khai của Tù Nhi, ông Bắc là người giỏi nhất trong những người được cử đi, những kẻ khác đều trở về an toàn. Bà không tin rằng ông Bắc có thể dễ dàng bị hại như vậy, điều này làm Quốc Cữu hoảng sợ. Không ngờ chị gái lại quan tâm đến ông già đó đến như vậy, để phòng ngừa, Quốc Cữu lại tìm đến Lão Giang, yêu cầu ông ta ngay lập tức sắp xếp người vào tù và tiêu diệt Tù Nhi. Lão Giang ngạc nhiên, cảm thấy đây là việc qua cầu rút ván, nhưng vì là lệnh của cấp trên nên ông ấy đành phải tuân theo. Nghĩ đến việc mình đẩy Tù Nhi vào con đường này, Lão Giang vô cùng hối hận, lúc đầu không nên tuyển mộ cô ấy, lần này làm hại cả thầy trò. Điều này khiến Lão Giang nghi ngờ Quốc Cữu. Một sát thủ nhanh chóng được sắp xếp vào phòng giam của Tù Nhi. Không ngờ Tù Nhi lại mạnh mẽ đến vậy, sát thủ không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị Tù Nhi đánh bại. Tiếng ồn ở đây đã làm dấy lên sự chú ý của lính gác nhà tù. Tù Nhi bị coi là kẻ gây rối và bị đánh đập dã man, còn bị nhốt trong buồng giam không cho ăn uống, chỉ được cho một ít cháo đã thiêu để duy trì mạng sống.
Vụ việc đã thực sự trở nên nghiêm trọng, Hoàng Thái Hậu biết chuyện, càng chắc chắn rằng sự việc không đơn giản, nên đã ra lệnh cho thuộc hạ điều tra sự việc này, có phải do em trai bà làm hay không, một người non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Vẫn ngây thơ chờ đợi lão Giang đến cứu mình, cô không dám nói sự thật cho lão Lục, khiến người này cảm thấy thực sự bất lực. Nhưng qua ánh mắt của Tù Nhi, ông ấy có thể nhận ra cô đã che giấu rất nhiều chuyện. Mặt khác, khi biết âm mưu ám sát Tù Nhi đã thất bại, Quốc Cữu tức giận tột độ, biết rằng chỉ cần Tù Nhi còn sống, chị gái sớm muộn gì cũng sẽ biết hết mọi chuyện. Trong tình trạng lo lắng, ông đã ra lệnh cho thuộc hạ lập tức dùng cớ chuyển tù để xử lý Tù Nhi một cách bí mật, nhưng ông ta đã chậm một bước, Tù Nhi đã được lão Lục chuyển giao cho sở tù, nơi Tù Nhi lớn lên, và yêu cầu quản giáo cùng người cha nuôi bí mật chăm sóc cô. Khi hai người này gặp Tù Nhi, họ rất khó hiểu, không biết tại sao cô lại trở thành một phạm nhân bí ẩn, khi cô đã đi theo đoàn thương nhân đến Minh Quốc làm phiên dịch, dù người cha nuôi có hỏi thế nào. Tù Nhi vẫn không nói gì cả, cô nghĩ rằng mình có thể yên ổn ở đây vài ngày, nhưng không ngờ quản giáo đã quay ra tìm Quốc Cữu, muốn lấy lòng và tiết lộ vị trí của Tù Nhi. Dù đã chứng kiến Tù Nhi lớn lên, nhưng như một người lớn tuổi, lại làm ra chuyện mất lương tâm như vậy. Thật là không thể lý giải được, cuộc đối thoại giữa hai người vô tình được Thế Quân, người đang ẩn nấp gần đó nghe thấy. Dù Tù Nhi suýt khiến anh ta phá sản, nhưng anh ấy vẫn đến tìm chuột con và kể về hoàn cảnh nguy hiểm của Tù Nhi với sự giúp đỡ của chuột con. Thế Quân thành công lẻn vào sở tù, không thể giải thích nhiều, anh đã dẫn Tù Nhi trốn thoát qua cửa sau của ngục tối trước khi thuộc hạ của Quốc Cữu đến. Khi thuộc hạ đến nơi, căn phòng bí mật đã không còn ai, nghĩ đến việc mình đã làm phật lòng Quốc Cữu, quản giáo sợ hãi đến mức đái ra quần. Khi Tù Nhi trốn thoát và nhìn thấy những người đến bắt cô, lại chính là lão Giang mà cô tin tưởng nhất, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và phẫn nộ, đã hy sinh hết mình cho tổ chức. Không ngờ lãnh đạo lại muốn lấy mạng người, nhìn thấy bộ mặt thật của bọn họ, Tù Nhi không còn tin tưởng ai nữa và cuối cùng đã kể hết mọi chuyện cho Thế Quân. Thế Quân nghe xong cam kết sẽ giúp đỡ cô hết sức. Lý do Thế Quân dám mạo hiểm giúp đỡ Tù Nhi là bởi vì anh ấy chính là con trai riêng của Quốc sư. Bị tiểu thiếp Trịnh Lan đuổi ra khỏi nhà, anh luôn tìm cách đối phó với nhóm kinh doanh của Trịnh Lan và tận dụng cơ hội này để khiến vợ chồng Quốc Cữu và Thái Hậu xảy ra mâu thuẫn. Từ đó cuộc chiến với phù thủy Trịnh Lan bắt đầu, là người phụ nữ có quyền lực nhất trong Trung Điện. Thái Hậu tất nhiên không phải là người dễ dàng, vì thế bà đã sai người điều tra vụ việc, quyết tâm phải đưa cô gái đó về trước mặt mình để hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Sau khi bị từ chối, Quốc Cữu trở về cảm thấy rất bất an, bởi vì chưa bao giờ chị gái tỏ thái độ như vậy, phải chăng đã nghi ngờ mình. Vì thế, ông ta đã sai tiểu thiếp Trịnh Lan đi xem xét tâm tư của chị gái. Quả nhiên, khi Thái Hậu thấy Trịnh Lan, bà đã tức giận yêu cầu cô ta lập tức biến đi. Trịnh Lan vẫn tỏ ra ngây thơ hỏi Thái Hậu, Quốc Cữu đã làm gì sai khiến Thái Hậu tức giận đến thế. Sau khi nói xong, Thái Hậu đã bỏ đi không nhìn lại, khiến Quốc Cữu cảm thấy rằng sự tức giận của Thái Hậu còn lớn hơn họ tưởng, trong khi Quốc Cữu lo lắng không yên. Trịnh Lan lại nói rằng ông không cần hoảng sợ, miễn là họ tìm ra Tù Nhi trước và tiêu diệt cô ta, mọi chuyện sẽ ổn. Thái Hậu không có bằng chứng cụ thể nào, có thể làm gì họ. Hiện tại Tù Nhi đã trở thành kẻ chạy trốn, chỉ còn cách tự mình đến báo cáo sự việc với Thái Hậu và chỉ ra hành động của Quốc Cữu để thoát khỏi mọi tội danh. Tuy nhiên, đối với một người dân thường, muốn gặp Thái Hậu là điều khó khăn như lên trời, huống hồ bây giờ cô đã lâm vào cảnh ngộ khốn đốn. Để tránh bị truy sát, Thế Quân giấu Tù Nhi tại nhà mẹ nuôi, nhưng điều Tù Nhi không ngờ tới là người phụ nữ này chính là vợ chính thất của Quốc Cữu. Bị Trịnh Lan đuổi ra khỏi nhà, hai người gặp nhau và rất hợp cạ. Phu nhân nhận ra ngay Thế Quân thích cô gái này và đã để cô ở lại. Rõ ràng Thế Quân có thể sống trong giàu sang phú quý, lại một lòng muốn trở thành một tên lưu manh để hoàn thành mưu đồ báo thù. Dưới sự giáo dục chu đáo của mẹ nuôi, Thế Quân không những không thành tài mà ngược lại còn trở thành một tên lưu manh nổi tiếng ở địa phương. Khi được hỏi tại sao lại muốn trở thành lưu manh, anh ấy chỉ đáp lại rằng vừa phong lưu vừa đẹp trai, dù là một tên lưu manh. Nhưng anh lại là cánh tay phải đắc lực của chủ đoàn thương nhân. Một ngày nọ, khi Thế Quân đang thảo luận kinh doanh với chủ, ý định của anh là hướng mọi mũi nhọn vào đoàn thương nhân của Trịnh Lan, dự định sẽ so tài với họ. Mọi người đều tự hỏi, với khả năng của chúng ta mà dám so tài với Trịnh Lan, đây không phải là tự chuốc lấy thất bại hay sao? Khi được hỏi tại sao muốn khiêu khích Trịnh Lan, Thế Quân chỉ qua loa đáp lại vài câu, hóa ra Thế Quân là con riêng của Quốc Cữu. Nhưng do sự xuất hiện của Trịnh Lan, mẹ con anh đã bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc, mẹ anh cũng qua đời vì bệnh nặng. Điều này khiến Thế Quân vô cùng đau lòng và quyết tâm báo thù cho mẹ. Ông chủ cũng bày tỏ sự thông cảm, mặc dù hai bên đoàn thương nhân có sự chênh lệch rõ rệt, nhưng với tư cách là anh em, lão Khổng vẫn muốn giúp Thế Quân. Tuy nhiên, dù mơ ước đẹp đẽ, thực tế lại rất tàn khốc. Trịnh Lan sở hữu một đế chế công nghiệp lớn và có sức mạnh quyền lực, vì thế bà đã ra lệnh cho chàng rể tương lai sử dụng vị trí chức vụ của mình tại nha môn để điều tra đoàn thương nhân của lão Khổng, tùy tiện chỉ ra vài món hàng, sau đó khẳng định chúng là hàng cấm và không được phép giao dịch, dùng điều này làm cớ để bắt giam lão Khổng và lão Tứ vào nhà tù, như câu nói họa vô đơn chí. Đoàn thương nhân không ai quản lý,
khiến Thế Quân mất đi chỗ dựa. Phía bên kia Tù Nhi cũng gặp rắc rối, cô vô tình phát hiện ra một người hầu gái của phu nhân dường như đang lén lút cho thứ gì đó vào súp của bà. Khi Tù Nhi hỏi người hầu là thứ gì, người đó nói đó là thuốc bổ cho phu nhân, nhưng điều này không làm giảm bớt sự nghi ngờ của cô. Vì vậy khi người hầu đi ra ngoài mua sắm, Tù Nhi đã vào bếp tìm thấy gói bột mà người hầu sử dụng, nhưng cô chưa kịp làm rõ đó là cái gì thì người của Quốc Cữu đã tìm đến. Hóa ra trong lúc đi mua sắm, người hầu đã nhìn thấy thông báo truy nã Tù Nhi và cô ta chính là người hầu được Trịnh Lan mua chuộc để đầu độc phu nhân. Người hầu đã nhanh chóng thông báo cho thuộc hạ của Trịnh Lan, trong khi đó thuộc hạ của Thái Hậu cũng thông qua nhiều nguồn tin tìm đến Thế Quân và biết được toàn bộ sự thật. Vậy là khi Tù Nhi sắp bị đưa đi, Lão Lục đã dẫn người chặn lại, dưới danh nghĩa của Thái Hậu đã đưa Tù Nhi đi. Và cuối cùng, Tù Nhi cũng gặp được Thái Hậu, nghĩ đến sư phụ của mình đã chết oan và không thể chịu đựng sự áp bức của Quốc Cữu nữa. Cũng không cần nói gì về nghĩa vụ của một thám tử, Tù Nhi đã kể lại từ đầu đến cuối những gì xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho Thái Hậu. Sau khi xác định rằng đó là hành động của em trai mình, Thái Hậu suýt nữa thì tức phát khói. Trong khi đó vợ chồng Quốc Cữu, khi biết Thái Hậu đã gặp Tù Nhi, sợ đến mức há hốc mồm, họ vội vàng đến cung điện và bàn bạc. Dù Tù Nhi nói gì với Thái Hậu, họ cũng phải kiên quyết phủ nhận và còn phải đảo ngược tình thế, nói rằng ông già đó thực sự có ý đồ phản loạn. Tuy nhiên, khi hai người bước vào và nhìn thấy Tù Nhi, họ đã giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Thái Hậu yêu cầu hai người đối mặt trực tiếp. Trước khi qua đời, sư phụ đã nói tất cả đều là âm mưu có kế hoạch của Quốc Cữu. Nhớ đến sư phụ mình chết oan, Tù Nhi đã kể lại âm mưu của Quốc Cữu cho Thái Hậu, nhờ đó suy đoán của bà được xác nhận. Thái Hậu tức giận ngay lập tức cách chức Quốc Cữu và quyết định giam giữ ông ta với tội danh phản quốc. Cuối cùng oan khuất của Tù Nhi đã được minh oan. Khi biết những năm qua Tù Nhi đã chăm sóc người già yếu trong sở tù, Thái Hậu đã hỏi cô có ước nguyện gì không, bà sẽ giúp cô thực hiện. Tuy nhiên, Tù Nhi đã bị những tranh đấu trong triều đình làm cho sợ hãi và bày tỏ rằng cô không cần gì cả, cô chỉ muốn trở lại sở tù, làm một người pha trà bình thường. Đây cũng là di nguyện của sư phụ, điều này khiến Thái Hậu càng thêm yêu mến Tù Nhi và ngay lập tức bày tỏ nếu sau này có khó khăn gì cứ đến tìm bà sẽ là chỗ dựa cho cô. Trong khi đó, Quốc Cữu được đưa đến sở tù và sau khi Thái Hậu nhắc nhở, không ai được phép nấu ăn riêng cho ông ta, người cha nuôi đã tận dụng cơ hội này để nhốt ông vào phòng giam của Lão Khổng. Ông chủ Đoàn Thương Nhân có câu nói, hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, một tên côn đồ không biết danh tính của Quốc Cữu định dạy cho ông ta một bài học nhưng đã bị Lão Khổng ngăn lại. Nhìn Quốc Cữu có vẻ như một quý tộc phạm tội, nói ông hãy tìm một góc mà ở đi. Quốc Cữu nghĩ thầm, thật là xui xẻo, đường đường là một Quốc Cữu lại phải nhờ một tên lưu manh xin xỏ. Nhìn xung quanh toàn người mặt mũi hung dữ, ông quyết định phải cụp đuôi sống cho qua ngày. Lão Khổng đã bị tiểu thiếp Trịnh Lan hãm hại vào tù, là một ông chủ Đoàn Thương Nhân có tiếng nên ngay cả quản giáo sở tù cũng phải khom lưng trước sức mạnh tiền bạc của ông. Khi đến giờ ăn trưa, lính canh phân phát những bữa ăn thường ngày sơ sài và nhạt nhẽo, Quốc Cữu quen với những món ngon làm sao có thể ăn nổi. Khi ông đang tự hỏi tại sao Lão Khổng và mọi người không có cơm ăn, người cha nuôi đã vui vẻ mang đến những món ăn ngon lành. Điều này khiến Quốc Cữu bị sốc, tự hỏi đây là ý gì vậy, không phải bọn họ đang ở tù sao, nhìn mọi người ăn ngon lành. Quốc Cữu nuốt nước bọt, vì đã bị giam cùng một phòng với Lão Khổng nên xem như là duyên số, Lão Khổng bèn mời ông ấy đến ăn cùng. Quả nhiên khi ăn cơm cùng nhau thì chuyện trò cũng trở nên dễ dàng hơn, Lão Khổng muốn kết bạn nên đã trao đổi tên họ. Lúc này, có người đến sở tù thăm Lão Khổng, khi thấy người anh em, Lão Khổng rất vui mừng, liền kể lại chuyện vui vừa rồi cho Thế Quân nghe. Thế Quân bảo ông anh đừng hoảng, đây là cơ hội tốt nhất để trả thù cho ông. Sau đó hai người đã bàn bạc một kế hoạch. Trở lại phòng giam, Lão Khổng quỳ xuống trước mặt Quốc Cữu, khóc lóc ăn năn về sự ngu dốt của mình. Quốc Cữu không phải là kẻ ngốc, biết rằng trong hoàn cảnh hiện tại, ông vẫn cần sự chăm sóc của Lão Khổng, vì vậy ông đã đe dọa vài câu, rồi tự nhận mình là ông chủ của phòng giam này. Vị quản giáo nhà tù này thật là gan lớn, dám để người tự do ra vào nhà tù, lý do lại vì quản giáo dung nghèo khó. Để giải quyết vấn đề ăn uống của bản thân, đã tìm đến Tù Nhi để bàn bạc cách kiếm tiền. Theo như Tù Nhi biết, Lão Tứ là một thương nhân giấy nổi tiếng địa phương, kinh doanh giấy gần như độc quyền tất cả thị trường địa phương, và đối tác lớn nhất của ông ta chính là Trịnh Lan, người có sức mạnh lớn trong triều đình. Lý do Lão Tứ bị giam giữ trong sở tù là vì đã chọc giận Trịnh Lan và bị bà ta hãm hại. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tù Nhi đã tìm đến Thế Quân, lên kế hoạch hợp tác giữa hai đoàn thương nhân. Cả hai bên không những có thể cùng có lợi mà còn khiến quản giáo dung hưởng lợi từ việc này, đồng thời cũng có thể gây tổn hại đến đoàn thương nhân của Trịnh Lan. Trong thời gian gần đây, do Quốc Cữu bị giam giữ trong nhà tù và Trịnh Lan không có chỗ dựa, sự hợp tác giữa hai bên hoàn toàn có thể điên cuồng một phen, lý tưởng thật đẹp. Nhưng thực tế lại quá tàn khốc, Trịnh Lan đã bố trí rất nhiều mắt xích ở khắp mọi nơi, tin tức nhanh chóng truyền đến tai cô ta, Trịnh Lan lại không phải là người dễ dàng. Cô nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch độc ác, kế hoạch không chỉ giúp cứu Quốc Cữu ra khỏi tù, mà còn khiến Thế Quân không bao giờ có cơ hội ngẩng đầu.
cô ấy trước tiên đã phái người mình đã sắp xếp sẵn trong sở tù, loại bỏ lão tứ, người đứng đầu đoàn thương nhân đối đầu với mình, và giả mạo cái chết của ông ta thành tự tử để che giấu sự việc. Không chỉ lấy mạng người mà còn tận dụng người ta, dùng danh nghĩa người đứng đầu đó, vào nửa đêm, dán những lời lẽ mưu phản khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Ngày hôm sau, khi người dân thấy thì phản ứng rất dữ dội, tin tức nhanh chóng lan đến tai Thái hậu, điều này gây áp lực rất lớn. Cần phải nhanh chóng đưa ra biện pháp để dập tắt sự việc. Quả nhiên, người đầu tiên Thái hậu nghĩ đến là vợ chồng Quốc Cữu, những người trợ thủ đắc lực của bà. Thái hậu ngay lập tức triệu kiến Trịnh Lan vào cung. Như đã dự đoán, Trịnh Lan đã tỏ thái độ và giả vờ ốm, khiến Thái hậu phải chờ đợi nửa ngày mới lết vào cung với vẻ bệnh tật. Vừa vào cung, cô ta đã nhập vai diễn sâu. Thái hậu không có thời gian để tranh cãi những chuyện vô bổ, trực tiếp hỏi cô ta biết bao nhiêu về chuyện phản quốc. Đợi đúng câu hỏi này, Trịnh Lan lập tức khóc lóc sướt mướt nói rằng người duy nhất có thể thu dọn tình hình hiện tại và ổn định chính trị chỉ có Quốc Cữu. Dù đại nhân đã mắc sai lầm làm Thái hậu phật lòng, nhưng khả năng vượt qua khủng hoảng của ông ấy vượt trội hơn bất kỳ ai. Thái hậu chắc hẳn biết rõ điều này, Thái hậu chỉ còn cách phải thả Quốc Cữu ra để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, Trịnh Lan độc ác không dừng lại ở đó. Cô ta còn bịa ra danh sách các đoàn thương nhân có liên quan đến Lão Tứ, dùng tội danh tương tự. Để bắt giữ tất cả các đoàn thương nhân địa phương không tuân thủ mình, Thế Quân là mục tiêu chính của Trịnh Lan. Dưới sự tra tấn, Thế Quân đã bị hành hạ đến mức đau đớn khôn xiết. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Lão Khổng đang bị giam giữ. Lão Khổng lập tức sử dụng sức mạnh tiền bạc của mình để ra tù sớm. Sau khi ra tù, người đầu tiên Lão Khổng gặp là Quốc Cữu, do từng nhận được ân huệ của Lão Khổng trong tù, với tư cách là Quốc Cữu đã hứa với Lão Khổng chỉ cần nói ra sẽ giúp giải quyết mọi chuyện. Lão Khổng không vòng vo, thẳng thắn nói rằng mình có một người em tên là Thế Quân. Anh ấy là con ruột của ông, hiện đang bị tiểu thiếp của ông tra tấn chỉ còn thoi thóp. Quốc Cữu lúc đầu ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nhận ra mình thật sự có một đứa con riêng, ông nhận ra rằng con trai mình vẫn còn sống và ngay lập tức tức giận tìm đến Trịnh Lan để tra hỏi tại sao cô ta lại lừa dối mình. Lại còn áp bức đứa con duy nhất của ông sau lưng, ông yêu cầu Trịnh Lan phải lập tức thả Thế Quân và sau này đừng bao giờ quấy rầy con trai ông nữa. Nghe thấy điều này, Trịnh Lan cũng bối rối, cô nói rằng mình làm tất cả chỉ để giải thoát ông ra khỏi nhà tù, nếu thả người thì toàn bộ kế hoạch mưu phản của mình sẽ đổ bể. Cô ta tuyên bố không thể nghĩ đến chuyện thả người, Quốc Cữu tức giận đe dọa và bỏ đi. Người hầu nghe thấy hai người cãi nhau, vội vàng chạy vào an ủi, khuyên cô nên nhường ông ta một bước. Người phụ nữ lấy ra một gói bột thuốc từ ngăn kéo, tự hào nói với phụ tá rằng đây là loại thuốc mà Thái hậu đã sử dụng để lên ngôi, có thể khiến người khác chết một cách không ai biết. Phụ tá hiểu ý lập tức nói sẽ thu xếp ngay. Hôm đó như thường lệ, người hầu mang thức ăn đã được pha trộn vào. Và khi phu nhân chuẩn bị uống súp thì bị tù nhi ngăn lại. Sau đó, tù nhi lấy một chiếc kim bạc nhúng vào bát súp. Tuy nhiên, chiếc kim không hề đổi màu đen. Điều này khiến tù nhi rất khó hiểu, bởi vì chỉ mới đây, khi đến thăm phu nhân, tù nhi vô tình thấy người hầu đang cho thứ gì đó vào thức ăn của phu nhân. Và không lâu trước đó cô cũng đã chứng kiến cảnh tương tự, khi đó biểu hiện hoảng loạn của người hầu đã khiến tù nhi nghi ngờ. Dù đã tìm thấy vật thể đó, nhưng lúc đó cô không thể xác định đó là chất độc có hại, và hôm nay cô lại chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa. Và sức khỏe của phu nhân cũng ngày càng yếu đi, vì vậy, tù nhi đã chia sẻ những nghi ngờ của mình với Thế Quân, mặc dù chiếc kim bạc không đổi màu. Nhưng không loại trừ khả năng bột kia không độc, và vài ngày trước đó, cô cũng đã thấy người hầu tiếp xúc với thuộc hạ của Trịnh Lan, hai người nhanh chóng tìm đến một lang y từng làm việc tại hoàng cung, và quả thật lang y nói rằng tình trạng bệnh phu nhân rất nghiêm trọng. Tù nhi vội vàng lấy ra bột mà cô tìm thấy trong bếp, xác định đó là một loại thuốc độc mạn tính nguy hiểm. Tuy nhiên vào tối hôm đó, người hầu bị thuộc hạ của Trịnh Lan chuẩn bị tiêu diệt, may mắn thay, tù nhi kịp thời xuất hiện và cứu người hầu. Dưới sự thuyết phục của tù nhi, người hầu đã thừa nhận là do Trịnh Lan chỉ đạo và đồng ý làm chứng. Nhưng hiện tại, quan chức từ huyện lệnh là con rể tương lai của Trịnh Lan, tù nhi chỉ có thể dựa vào lời khuyên của sư phụ đến tìm cố vấn hình sự để trình báo sự việc. Nhưng cô không biết rằng mình đã bị người của Trịnh Lan theo dõi. Và khi hai người cùng người hầu đến gặp cố vấn hình sự, đúng lúc người hầu sắp tiết lộ người chỉ đạo mình, thì một mũi tên bắn trúng tim. Giờ đây, khi nhân chứng đã mất, cố vấn hình sự không muốn chỉ dựa vào lời của hai người để làm mất lòng Quốc Cữu, đã từ chối tiếp nhận vụ việc. Điều này khiến cả hai cảm thấy rất thất vọng và bất lực. Tù nhi lại một lần nữa tìm đến sư phụ của mình để xin giúp đỡ, nhưng sư phụ nói bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi thời cơ. Tù nhi chỉ có thể tìm cách giải độc cho phu nhân. Nhưng đã quá muộn, sau khi giao Thế Quân cho tù nhi, phu nhân đã qua đời, một phu nhân từ tầng lớp nhất phẩm ra đi. Mà không có một người đến đưa tiễn, người bạn thân của Thế Quân không thể chịu đựng được cảnh này, đã tự mình tổ chức tang lễ cho bà. Trịnh Lan khi biết phu nhân qua đời đã vô cùng phấn khích. Như thể đã loại bỏ được một tảng đá cản bước, liệu Trịnh Lan có thể trở thành phu nhân chính thức hay không? Người chồng đến đưa tiễn vợ nhưng lại bị con trai đuổi đi. Tức giận mắng ông đừng vì thể diện mà đến làm ô uế đền thờ. Vào 20 năm trước, Quốc Cữu đã đuổi người vợ chính thức và mẹ con Thế Quân ra khỏi nhà và do bệnh nặng.
Mẹ Thế Quân không lâu sau đã qua đời, để lại Thế Quân và mẹ kế sống cùng nhau. Trong 20 năm, Quốc Cữu không hề hỏi han gì đến hai người. Bây giờ lại đến đây giả vờ làm người tốt, điều này khiến Thế Quân tức giận không thể kiềm chế. Anh đã thẳng thắn nói ra chuyện tiểu thiếp đầu độc phu nhân. Nghe xong điều này, Quốc Cữu giận dữ tát một cái vào mặt Thế Quân, nói rằng những năm qua ông ta không chăm sóc là lỗi của mình, ngang nhiên bôi nhọ tiểu thiếp của ông ta, không phải là cố tình tìm chuyện sao? Thế Quân đã liệt kê tất cả bằng chứng ra, Quốc Cữu mới có chút dao động. Ông trở về tìm Trịnh Lan để xác minh tình hình. Trịnh Lan đầy mưu mô tất nhiên không chịu nhận, còn quay lại cáo buộc đó là sự vu khống. Quốc Cữu đương nhiên cũng không thể làm gì được cô ta, chỉ có thể tức tối rời đi. Để có được chỗ đứng vững chắc, Trịnh Lan ngay lập tức vào cung để gặp Thái hậu, nhưng được thông báo Thái hậu đang triệu kiến Tù Nhi. Trong lòng Trịnh Lan lo lắng không yên, lo lắng Tù Nhi sẽ tiết lộ tội ác của mình cho Thái hậu. Trong lúc nói chuyện với Thái hậu, Tù Nhi nhớ lại lời khuyên của sư phụ và quyết định thay đổi đề tài, nói về những chuyện khác. Sau khi ra khỏi cung, đối mặt với sự thăm dò của Trịnh Lan, Tù Nhi không để ý mà bỏ đi thẳng. Sau khi gặp Thái hậu, Trịnh Lan lại lấy cớ con gái sắp kết hôn, nhưng cô lại có thân phận hèn mọn, lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến con gái. Để kể lể khổ sở, Thái hậu nhanh chóng đoán ra ý đồ của nàng, nói rằng phu nhân chính thức mới qua đời chưa lâu, bây giờ lại nhanh chóng cho cô một vị trí cao. Liệu cô có sợ ánh mắt dị nghị của thiên hạ không? Trịnh Lan ngay lập tức bày tỏ rằng vì con gái, cô sẵn sàng chịu đựng những lời ra tiếng vào đó. Sau khi trở về, Trịnh Lan đã nhanh chóng thông báo tin tốt cho thuộc hạ của mình. Những năm tháng chịu đựng nhục nhã cuối cùng cũng đã qua, Trịnh Lan cuối cùng cũng nhận được vị trí và trở thành bà chủ nhà. Điều này cũng có nghĩa là cô ta có thể chính danh đưa ra lời chỉ thị tại triều đình. Việc đầu tiên mà Trịnh Lan làm là tàn nhẫn tăng thuế và giảm chi tiêu của các bộ phận, dẫn đến khủng hoảng thiên tai trên khắp đất nước, sở tù bị ngừng cấp thực phẩm trong nửa năm, không còn cách nào. Tù nhân chỉ có thể ăn một bát cháo mỗi ngày, chỉ trong 3 ngày, sở tù đã xảy ra bạo loạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tù Nhi nảy ra một ý tưởng, lừa lấy lương thực của Trịnh Lan. Thế Quân và sư phụ đều ngạc nhiên với ý tưởng này, nghĩ rằng Tù Nhi đã điên. Nhưng Tù Nhi giải thích, Trịnh Lan sắp tổ chức tiệc mừng thọ, lúc đó những người quan trọng ở triều đình sẽ đến chúc mừng. Họ có thể lợi dụng điểm yếu đối với vàng bạc để dụ cô ta sập bẫy, và nhiệm vụ này sẽ do lão Triệu, một kẻ lừa đảo trong giang hồ, mới có thể hoàn thành. Đúng lúc trong sở tù có một tù nhân làm giả tiền bạc, Tù Nhi đã lén lút đưa người này ra ngoài, và sau khi đãi ngộ ngon lành, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, tù nhân rất nhanh đã dẫn theo vài người đến chứng minh khả năng in tiền của mình, và không lâu sau đó hai thùng quà tặng được gửi đến cho Trịnh Lan dưới danh nghĩa của Triệu Đạt Hào. Nhìn thấy hai thùng đầy tiền bạc sáng loáng, mắt Trịnh Lan suýt chút nữa lồi ra, nhưng cô không hề biết rằng tất cả đều là giả. Cô vui vẻ mời lão Triệu vào nhà nói chuyện. Lão Triệu đi vào cũng không dài dòng, nói rằng mình đã tìm thấy một mỏ vàng, nhưng việc khai thác mỏ bị nhà nước nghiêm cấm. Nếu bị bắt sẽ bị xử tử ngay tại chỗ, nên mới đến tìm phu nhân để hợp tác. Chỉ cần phu nhân tài trợ cho việc khai thác mỏ vàng, thì lợi nhuận sẽ được chia đôi với phu nhân. Nói xong còn đưa ra một hộp, bên trong là một khối vàng nguyên chất. Dù biết rõ việc tự ý khai thác mỏ là bất hợp pháp, nhưng khi nhìn thấy khối vàng lớn trong tay lão Triệu, làm sao Trịnh Lan có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Nhưng cô ta là người xảo quyệt và không dễ dàng tin vào lời của một người lạ, nhất là khi việc này liên quan đến nguy hiểm tới mạng sống. Vì vậy cô ta bảo cần suy nghĩ và lập tức sai thuộc hạ tìm kiếm viên chức, người phụ trách điều tra hoạt động khai thác mỏ lậu, để xác minh có người tên lão Triệu hay không. Lão Lâm nghe thấy cái tên này, lập tức trở nên nghiêm túc và nói rằng đó chính là tên tội phạm mà mình đang truy bắt, hỏi phu nhân có manh mối gì về anh ta không. Nghe vậy, Trịnh Lan bề ngoài tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng đã mừng rỡ. Lão Lâm nhận ra ý đồ của phu nhân và lại khuyên cô không nên làm những chuyện vi phạm pháp luật. Sau khi ra ngoài, ông ta còn sai thuộc hạ theo dõi phu nhân Quốc Cữu, phát hiện lão Triệu thì lập tức bắt giữ. Sau khi thuộc hạ trình báo, Trịnh Lan cuối cùng tin rằng mỏ vàng thật sự tồn tại và lập tức sai người bí mật mời lão Triệu đến bàn bạc về việc hợp tác. Ngay khi lão Triệu vừa nêu ra yêu cầu của mình, Trịnh Lan đã vẫy tay một cái, nói rằng tại sao một cơ hội làm giàu tốt như vậy lại phải chia sẻ với người khác, khi mà cô ta có thể hưởng thụ một mình. Sau đó, cô ra lệnh người ta trói lão Triệu lại và trực tiếp tra tấn để ép anh ta tiết lộ vị trí của mỏ vàng. Tuy nhiên lão Triệu kiên quyết không mở miệng, Tù Nhi rất nhanh chóng biết được việc lão Triệu bị trói. Và tối hôm đó đã cùng Thế Quân lén lút vào biệt thự của Trịnh Lan, dễ dàng giải quyết các vệ sĩ. Nhìn thấy lão Triệu đầy vết thương, Tù Nhi cảm thấy xấu hổ với người chú, vì theo đuổi ước mơ của bản thân mà đã làm khổ chú mình. Tuy nhiên, lão Triệu lại rất kiên định, cho rằng Trịnh Lan là mối họa cho dân tộc. Đây là hy vọng duy nhất, chỉ có kiên trì, Trịnh Lan mới đồng ý hợp tác và giao nộp tất cả tài sản. Đây là cơ hội duy nhất để dân chúng vượt qua cơn đói kém. Trong tình thế bất đắc dĩ, Tù Nhi và Thế Quân chỉ có thể rời đi, nhưng Trịnh Lan vẫn không có ý định dừng tay. Càng tăng cường mức độ tra tấn, lão Triệu càng đau càng hứng thú. Cuối cùng, Trịnh Lan thực sự mất hứng. Cô ta cũng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, có vẻ như lão Triệu thực sự biết vị trí của mỏ vàng. Trịnh Lan hỏi cần bao nhiêu vốn, nói một con số. Con cá này lần này thực sự đã cắn câu, lão Triệu không ngại ngần đòi 10.000 lượng bạc.
Hai bên gật đầu ngay lập tức. Lão Triệu vội vàng tìm đến Tù Nhi và những người khác, chia sẻ tin tốt lành này, nói rằng mọi người đã chuẩn bị thu lưới. Trong khi đó, Trịnh Lan bắt đầu bán cả nồi niêu để gom tiền bạc. Những giao dịch nhạy cảm như thế này, càng ít người biết càng tốt. Hai bên hẹn nhau vào giữa đêm để thực hiện giao dịch cuối cùng. Sau khi kiểm tra số bạc mà Trịnh Lan gửi đến, lão Triệu cảm thấy vô cùng hài lòng, giao dịch hoàn thành. Sau đó anh ta quay lưng bỏ đi, không ai ngờ rằng lão Lâm cùng một nhóm người đã đến kịp thời, mạng sống quan trọng, Trịnh Lan và những người khác vội vàng bỏ chạy. Sau một trận ẩu đả, chỉ còn lại vài dương vàng bạc, hóa ra lão Lâm cũng là giả mạo, những người đến đều là một nhóm lừa đảo hành hiệp trượng nghĩa. Kế hoạch hoàn hảo đã đạt được, trong khi đó, Trịnh Lan trở về nhà càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy không ổn. Làm sao mà trùng hợp thế được? Và lúc này, người phụ tá của bà cũng thông báo rằng, sau khi kiểm tra số bạc mà lão Triệu gửi đến, họ mới phát hiện ra tất cả đều là giả. Những người này mới chợt hiểu ra mình đã bị lừa, không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Muốn cho chồng bãi nhiệm chức vụ của lão Lâm để lấy lại tiền, thuộc hạ vội vàng ngăn cản, nói rằng tiền mất có thể kiếm lại, nhưng chuyện này không thể lộ ra ngoài. Liệu Trịnh Lan có thể trả thù thành công hay không? Vua đã biết về cuộc bạo loạn gần đây xảy ra tại sở tù, nên đã giả danh cố vấn hình sự đến để kiểm tra dự trữ lương thực. Sau khi hiểu được tình hình chung, hỏi quản giáo sở tù làm thế nào để vượt qua đợt khan hiếm lương thực này để không phạm tội với cấp trên và không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Quản giáo Dung đã đề xuất rằng khi người nhà của tù nhân đến thăm giam, họ có thể mang theo lương thực để giải quyết. Vị vua chưa bao giờ thực sự quản lý triều chính, lại nghĩ đây là một ý tưởng tốt. Tù Nhi ở một bên thực sự không thể chịu đựng được nữa, đã thẳng thừng chỉ trích kẻ mặt baby trước mặt một trận. Cô nói rằng người dân đang trong cơn đói kém, ai còn lương thực để đem đến thăm người nhà. Cô cho rằng việc kiểm tra như vậy chỉ là hình thức, triều đình mới là nơi phải phân phát lương thực. Mọi người nghe xong đều sợ hãi không dám lên tiếng, và vua cũng bị lời nói dữ dội của Tù Nhi làm cho câm nín. Vào buổi tối, vua một mình ngồi suy nghĩ trong đại điện, suy ngẫm về những lời Tù Nhi đã nói trong ngày. Người dân bị Trịnh Lan và những người khác bạo hành, khiến họ lưu lạc mất nhà. Nhưng quyền lực của chính mình cũng đã bị khống chế triệt để, đất nước đang hỗn loạn như vậy, là một vị vua bù nhìn, anh cảm thấy xấu hổ. Không biết phải làm sao, và một người phụ nữ chỉ làm việc pha trà, lại có thể hiểu rõ tình hình quốc gia đến như vậy. Điều này khiến vua càng thêm tò mò về Tù Nhi, và ngay lập tức, vua đã sai người phụ tá điều tra lai lịch của Tù Nhi, không điều tra không biết. Một khi đã điều tra lại càng thêm thích thú, vào buổi tối, không chịu nổi cô đơn, vua đã lén lút rời cung dưới sự giúp đỡ của thuộc hạ. Tìm gặp Tù Nhi đang trên đường về nhà, nhưng không ngờ, Tù Nhi đã điều tra ra người này, không phải là cố vấn hình sự chính thức. Rất có thể là một kẻ lừa đảo trong giang hồ, nên Tù Nhi không có thiện cảm với đối phương khi vừa định bước chân bỏ đi. Vua thấy vậy vội vàng chặn lại giải thích, Tù Nhi chỉ cười không nói gì, ông là quan lại được hoàng đế phái đến phải không, vậy thì hãy lấy ra lệnh bài mà nhà vua trao cho cô xem nào. Vua cũng cười ngượng ngùng, nói rằng bây giờ mình không mang theo, nhưng sẽ sai người đi lấy, mà đã đến đây rồi. Để anh mời cô một bữa nhé, Tù Nhi hoài nghi dẫn vua đến một quán ăn nhỏ và thì thầm vài câu với phu nhân chủ quán, nhìn thấy bát cơm trộn với rau. Người quen ăn món sơn hào hải vị, trông có vẻ bối rối, tự hỏi thức ăn này có thực sự ăn được không, có vẻ ngay cả vị vua của một quốc gia cũng không thoát khỏi đặc sản ở dân gian. Vua nói rằng món này rất ngon, trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ, thế quân dẫn người xông vào. Hóa ra Tù Nhi chẳng tin tưởng gì người mặt baby này, nên đã nhờ phu nhân quán mời thế quân đến. Thế quân tức giận không ngừng, túm cổ áo đối phương dạy dỗ một trận, nói rằng nhìn thấy anh trắng trẻo thế kia, chắc chắn là kẻ lừa đảo, hãy thành thật khai báo tại sao lại tiếp cận Tù Nhi, sau đó kéo người ra ngoài định đánh một trận. Thì ngay lúc đó, người mang lệnh bài của hoàng đế đã kịp thời đến, dùng vũ lực khống chế thế quân và mọi người, đồng thời lấy ra lệnh bài. Tù Nhi nhìn thấy liền biết rằng mọi chuyện đã hỏng bét. Cô vội vàng xin lỗi, còn vua, để sau này vẫn có thể gặp lại Tù Nhi, đã nhắc nhở cô phải giữ bí mật rồi vội vã rời đi. Tù Nhi đành phải giải thích rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Để giải quyết triệt để tình trạng khan hiếm lương thực, Tù Nhi lại nghĩ ra một giải pháp hai bên cùng có lợi, đó là để tù nhân làm việc, đúng lúc đoàn thương nhân của thế quân đang sản xuất muối và cần nhân công gấp. Điều này vừa có thể mang lại thu nhập cho sở tù, cách này không chỉ giúp tù nhân được ăn no, mà còn cung cấp lao động giá rẻ cho đoàn thương nhân, đồng thời vừa khéo chính quyền địa phương. Đang tìm nhà cung cấp muối tiêu dùng cho thị trường, một khi đoàn thương nhân trúng thầu, lợi ích sẽ rất lớn và cơn khủng hoảng lương thực của sở tù cũng sẽ được giải quyết triệt để. Tuy nhiên cơ hội tốt như thế này, các đoàn thương nhân tự nhiên rất quan tâm đến cuộc đấu thầu. Trịnh Lan còn muốn dùng ảnh hưởng của chồng để chỉ định trước nhà cung cấp trong lần đấu thầu này. Quốc Cữu lại không coi đó là chuyện quan trọng, nói rằng cô đã là phu nhân Quốc Cữu rồi, giàu sang quyền quý đều nắm trong tay. Tại sao vẫn còn muốn làm những chuyện làm ăn nhỏ nhặt, khiến người ta nói mình tham lam? Nghe xong, Trịnh Lan gần như tức giận bùng nổ. Hỏi lại ông nghĩ vì sao Thái Hậu lại coi trọng mình, không phải vì ông là em trai của Thái Hậu, mà vì tất cả tài sản trong tay bà ấy đều do cô cung cấp, tất cả đều là nhờ đoàn thương nhân. Nghe thấy điều này, Quốc Cữu cũng bị sốc. Có con vợ như vậy thì còn gì bằng. Mặt khác,
Dưới sự điều phối của quản giáo Dung, những người phạm tội đã sản xuất ra 5.000 bao muối cho đoàn thương nhân của Thế quân, kết hợp với hàng hóa cung cấp bởi cơ quan muối, nếu có thể trúng thầu với giá 7 đồng mỗi bao như những năm trước, đó sẽ là một thành công lớn. Để có thể tham gia đấu thầu một cách thuận lợi, Thế quân đã chủ động tìm đến cha ruột là Quốc Cữu. Đây là lần đầu tiên Thế quân nhờ cậy cha giúp đỡ. Quốc Cữu đã cảm thấy có lỗi với Thế quân. Thấy con trai cuối cùng cũng chủ động gặp mình, nhưng khi Thế quân đề nghị tổ chức đấu thầu một cách công bằng và minh bạch, Quốc Cữu bị làm khó. Giữa bà hổ trong nhà và con trai duy nhất, ông thật sự khó xử. Cuối cùng, để làm dịu mối quan hệ với con trai, Quốc Cữu đã đứng về phía Thế quân, yêu cầu người chủ trì đấu thầu phải tổ chức đấu thầu một cách công bằng. Điều này khiến người chủ trì đấu thầu bối rối, vì hàng năm luôn là chỉ định đoàn thương nhân của Trịnh Lan. Lần yêu cầu này thật sự đặc biệt. Sau khi người chủ trì đấu thầu đồng ý, ông ta đã quay lại và thông báo cho thuộc hạ của Trịnh Lan. Cô nàng xảo quyệt này lập tức nghĩ ra là Thế quân đang âm mưu từ bên trong. Tuy nhiên Trịnh Lan không hề biết rằng mình đã sa vào cái bẫy của Thế quân. Cuộc chiến nội bộ trong gia đình có thể gay gắt đến mức nào, cả đoàn thương nhân của người tình lẫn con trai đều muốn giành lấy dự án cung cấp muối cho thị trường. Một bao ba lượng là một mức giá chẳng thu lại được gì. Tay chân của Trịnh Lan đồng loạt khuyên bà nên từ bỏ lần đấu thầu này. Chiến thắng đoàn thương nhân của Thế quân sẽ phải trả một cái giá không thể lường trước. Tuy nhiên, Trịnh Lan đã mê muội, chỉ cần có thể dập tắt thái độ ngạo mạn của Thế quân, mất một chút tiền là cái gì. Chúng ta đặt giá 2 lượng 9, nhất định phải giành được hợp đồng này. Cuộc thi đấu căng thẳng diễn ra đúng hẹn, có vẻ như là sự cạnh tranh giữa ba đoàn thương nhân. Nhưng thực chất chỉ có Thế quân và Trịnh Lan đang âm thầm giằng co. Khi đoàn thương nhân kia đưa ra mức giá 6 lượng, khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ có thể thắng Trịnh Lan. Người chủ trì lại đọc giá 3 lượng của đoàn thương nhân Thế quân, khiến hiện trường tức thì bất ổn. Tuy nhiên, khi công bố giá 2 lượng 9 của đoàn thương nhân Trịnh Lan, điều này càng khiến mọi người kinh ngạc. Nhóm của Thế quân không hề nghĩ tới việc giá của họ sẽ bị lộ ra ngoài. Trịnh Lan trúng thầu thành công, vừa mừng vừa bất ngờ, đồng thời cũng sắp xếp nhân viên chuẩn bị công việc cung cấp muối thật tốt. Nhưng một câu nói của nhân viên lại như một tiếng sấm sét đánh mạnh vào đầu Trịnh Lan. Qua điều tra, việc Thế quân không trúng thầu thực sự là cố ý, mục đích là để áp lực lên đoàn thương nhân của mình. Vì anh ta đã có kênh phân phối muối tốt hơn, hóa ra vị hoàng đế giả dạng làm quan lớn triều đình, biết rằng Tù Nhi và những người khác không thể đánh bại Trịnh Lan, đã sử dụng danh nghĩa quan lớn để cung cấp cho Thế quân một kênh cung cấp muối đặc biệt, không chỉ giá cao hơn mà còn ổn định hơn. Tuy nhiên, Thế quân không muốn chỉ dừng lại ở đó. Việc đấu thầu vẫn phải tham gia, nhưng mối thù với Trịnh Lan nhất định phải được báo. Vì thế anh ta cố ý hạ giá để khiến đối phương tức giận, đồng thời còn cố tình để lộ giá cả, vừa có thể áp chế đối thủ, vừa có thể giảm bớt gánh nặng cho người dân, không phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Trịnh Lan tức giận không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm làm mưa làm gió, mình lại bị hai đứa trẻ Tù Nhi và Thế quân lừa đảo đến chóng mặt. Nhưng điều khiến cô ta càng bất ngờ hơn là, không chỉ đoàn thương nhân của mình không còn được sủng ái, mà những tướng lĩnh bên cạnh mình cũng dần bị Tù Nhi dụ dỗ. Một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, sắp thừa kế gia sản trị giá hàng tỷ, lại bị một cô gái nhỏ báo tin anh không phải con ruột của cha mình. Và như thế, Tù Nhi bị đuổi ra ngoài, nhưng chàng trai trẻ, người có bản chất nghi ngờ bẩm sinh, từ khi đến gặp Trịnh Lan, đã chứng kiến quá nhiều sự xấu xa của bản chất con người, nên đã can đảm hỏi cha mình liệu anh có phải là đứa trẻ được nhặt về không. Không ngờ cha anh đã thẳng thắn thừa nhận, ông giải thích rằng, mặc dù là thương nhân giàu có nhất Triều Tiên, ông vẫn không thể sinh con trai để thừa kế gia sản, nên 15 năm trước đã nhận nuôi cậu bé lang thang trên đường phố về. Dù không phải con ruột, nhưng ông đã dành rất nhiều kỳ vọng vào chàng trai và không tiếc tiền bạc để dành cho anh một chức vụ cao, thậm chí cả bố vợ tương lai của anh cũng là một trong những người có quyền lực nhất ở triều đình. Để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của con, ông đã nhắc nhở anh không được để gia đình vợ biết chuyện này, nhưng chàng trai trẻ cảm thấy mơ hồ. Anh đã sai người gọi Tù Nhi đến hỏi về lai lịch của mình. Tù Nhi nói rằng anh chính là cháu của sư phụ cô. Trước khi qua đời, sư phụ đã nhờ cô tìm ra anh. Nghe xong, chàng trai trẻ không thể chấp nhận được, bởi nếu điều này là sự thật, thì anh chính là hậu duệ của một kẻ mưu phản. Đêm đó, mang theo mầm mống nghi ngờ, chàng trai trẻ đã mời Quốc Cữu đi ăn tối để thăm dò. Khi nhắc đến tên ông Park, Quốc Cữu không hề né tránh mà thừa nhận họ là kẻ thù từ trước. Bí mật về thân phận dần dần lộ ra, mọi thứ đến quá bất ngờ. Điều này khiến chàng trai trẻ khó chấp nhận được. Một ngày nọ, Trịnh Lan đã tìm đến chàng trai trẻ một cách vòng vo để xem liệu anh có chỗ nào không hài lòng với con gái cô ta không. Hóa ra ngày hôm qua, khi Tù Nhi đến gặp chàng trai trẻ, không những bị con gái cô ta bắt gặp, mà còn từ chối lời mời của cô ấy và đi cùng Tù Nhi. Hiện tại con gái đang nổi cơn thịnh nộ trong phòng, thấy chàng trai trẻ thành thật xin lỗi, Trịnh Lan lập tức thay đổi giọng điệu, ra lệnh cho anh sử dụng chức vụ của mình để tìm cớ bắt giữ Thế quân và những người khác, những kẻ cản trở đoàn thương nhân của cô ấy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ mặt thật của vợ chồng Trịnh Lan, chàng trai trẻ không những từ chối yêu cầu của họ mà còn đề nghị hoãn đám cưới. Trịnh Lan đau khổ vì đoàn thương nhân của mình đang lỗ và còn mất cả chàng rể tiềm năng, thế là nợ cũ nợ mới tính một thể. Trịnh Lan bắt đầu một cuộc phản công mới.
với mục đích loại bỏ mọi trở ngại cho con đường kiếm tiền của mình. Cô ta nửa đêm sai thuộc hạ lấy trộm được sổ sách về việc hợp tác giữa thương đoàn lão khổng với sở tù, sau đó nghĩ mọi cách để buộc chàng rể dùng tội danh hoạt động phi pháp để bắt giam tù nhi và những người giúp đỡ cô vào tù, nhưng chỉ giam giữ họ làm sao có thể giải tỏa được sự tức giận trong lòng cô ta. Hơn nữa, những người giúp đỡ cô gái đó còn có con trai của quốc cữu, có thể chỉ vài ngày nữa họ sẽ được thả ra. Trịnh Lan tin tưởng rằng Thế Quân đã nhiều lần gây rối cho đoàn thương nhân của mình chính là do âm mưu của tù nhi phía sau, gần đây còn thường xuyên tiếp xúc với chàng rể tương lai của mình, khiến chàng trai trẻ hủy hôn một cách vô cớ, làm mất mặt gia đình quốc cữu. Dù là trong sự nghiệp hay gia đình, Trịnh Lan cảm thấy mình luôn bị tù nhi nhắm vào. Vì thế lần này, Trịnh Lan quyết định buộc tội tù nhi để cô ấy phải làm nô lệ cho quan chức ở vùng sâu vùng xa, không bao giờ có cơ hội ngẩng đầu. Nhưng tù nhi, vì là đệ tử người tình cũ của Thái Hậu, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của bà. Nếu tin tức này vang đến tai Thái Hậu, không ai có kết cục tốt đẹp cả. Vì vậy bà đã đạt được một thỏa thuận với chồng mình, cô có thể tìm cách để con trai ông được thả. Nhưng tù nhi phải được phái đến một khu vực hẻo lánh để làm nô lệ, điều kiện tiên quyết là ông phải xử lý tốt hậu quả, không để Thái Hậu biết chuyện này. Quốc Cữu nghe xong liền đồng ý ngay, miễn là con trai ông có thể ra tù, mọi thứ khác không quan trọng. Kế hoạch của hai người bắt đầu ngay lập tức. Trịnh Lan trước tiên sai người tìm đến quản giáo Dung, người đã hợp tác với tù nhi, và bảo ông ta chỉ cần đẩy hết tội lỗi lên người tù nhi trước mặt quan tòa, ông sẽ tự nhiên được minh oan và Quốc Cữu sẽ tìm cách đưa ông trở lại làm việc tại sở tù. Quản giáo Dung không cần suy nghĩ đã đồng ý, bởi việc phản bội đồng đội là điều ông ta giỏi nhất. Ngày xét xử, Thế Quân và Lão Khổng bị phạt 50 gậy vì tội hối lộ, trong khi quản giáo Dung bị giáng chức và bị phạt 2 tháng lương, tù nhi thì thật sự bi đát. Quản giáo Dung không chỉ đổ hết tội lỗi lên người cô, mà còn vu khống cô, sử dụng mọi thủ đoạn để làm giả hồ sơ sổ sách, thường xuyên thu gom tiền của các tù nhân. Cuối cùng, cô bị kết án làm nô lệ, phục vụ một nhóm quan chức tại đảo Hải Châu. Một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, đơn giản là nó còn tệ hơn cả cái chết. Chàng trai trẻ đứng bên cạnh cảm thấy bất bình và không thể chịu đựng được nữa. Sau khi biết anh ấy là chàng rể tương lai của quốc cữu, quan tòa quyết định điều tra lại và sẽ tuyên án sau 3 ngày nữa. Tuy nhiên hành động của chàng trai trẻ đã khiến Trịnh Lan hoàn toàn tức giận. Như vậy, tù nhi vẫn bị giữ nguyên án và ngay lập tức được phái đến biên giới. Tất cả mọi người đều khó chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Để không làm tù nhi quá buồn, Thế Quân chỉ có thể nhìn người bạn thân yêu của mình từ xa, người cha nuôi của tù nhi một mình trốn trong nhà khóc lóc, cũng không dám ra ngoài để gặp tù nhi lần cuối. Nhưng khóc có ích gì? Sư phụ của tù nhi đã gọi ông và lão Triệu cùng mọi người lại để bàn bạc một kế hoạch cứu tù nhi, nhưng tội đã được quyết định. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vua ra lệnh điều chuyển tù nhi ra khỏi đảo Hải Châu. Nhưng làm sao một vị vua của một quốc gia lại quan tâm đến một nữ quan nhỏ như vậy? Nghĩ đến đây, lão Triệu, người đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, đã nảy sinh một ý tưởng táo bạo, làm giả chỉ dụ. Chỉ cần trước khi tù nhi được áp giải đến chính quyền đảo Hải Châu, gửi chỉ dụ giả trước, khi đó có thể dẫn tù nhi đi ngay, dù giả mạo chiếu chỉ là tội đáng bị chặt đầu. Nhưng nghĩ đến những năm tháng sinh tử cùng nhau, mọi người đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ tù nhi, mỗi người đều coi cô như con gái mình. Dù nguy hiểm đến đâu cũng phải cứu người ra, mọi người đồng lòng, nói làm là làm, rất nhanh, mỗi người nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của mình. Mượn được chỉ dụ mà Hoàng thượng từng ban hành, lão Lâm Tài Hoa cũng phát huy khả năng văn chương mạnh mẽ của mình, dễ dàng làm giả chỉ dụ điều chuyển tù nhi, không thể nói là giống hệt, nhưng có thể nói là y đúc. Cuối cùng chỉ cần lão Triệu và lão Lâm giả dạng là quan chức từ kinh thành đến huyện lệnh đảo Hải Châu để truyền đạt chiếu chỉ là được, mặc dù kế hoạch rất hoàn hảo. Phía tù nhi lại xảy ra sự cố bất ngờ, trên đường áp giải, bỗng nhiên một nhóm cướp núi nhảy ra đòi bắt người. Trước tình huống bất ngờ này, dù cô ấy có võ nghệ cao cường nhưng không hề chống cự. Sau khi cô bị giam giữ tại hang ổ của bọn cướp, cô phát hiện ra ở đây có rất nhiều cô gái nhỏ cũng bị bắt giữ. Sau khi hỏi han, cô biết được những người này đều là những người mà bọn cướp định bán cho Đại Minh. Ban đầu chỉ là làm nô lệ cho quan lại, giờ đây lại trở thành hàng xuất khẩu, nhưng mọi chuyện đã đến. Cô chỉ có thể chờ đợi xem sự việc tiếp theo diễn ra thế nào. Trong khi đó, nhóm của tù nhi, vài người đã đến nha huyện đảo Hải Châu và đã trao chiếu chỉ cho quan huyện. Hai người đã sử dụng kỹ năng diễn xuất xuất sắc, chỉ dụ giả mạo đã được chấp nhận mà không có sự nghi ngờ. Tuy nhiên, một câu nói của huyện lệnh đã làm cho ba người bị sốc, người này không thể đưa đi được vì nhóm tội phạm đã bị cướp núi tấn công trên đường đi, chỉ có một người quay trở lại với thương tích nặng. Còn những người khác đều đã bị giết, ba người lập tức mang tin này trở lại, một số trưởng lão đột nhiên bật khóc, chỉ có Thế Quân không chịu chấp nhận thực tế tàn khốc này và quyết định tự mình đến hang ổ của bọn cướp để tìm hiểu tình hình, nếu còn sống phải gặp người, nếu đã chết phải thấy xác. Nếu hai người có thể gặp nhau khi còn sống, anh ấy sẽ tỏ tình với tù nhi. Trong khi đó, tại hang ổ của bọn cướp, tù nhi biết được họ sẽ bị bán qua biên giới vào tối nay. Sau khi suy nghĩ kỹ, tù nhi vẫn quyết định tìm cách trốn thoát, vì dù sao đây cũng là quê hương của cô. Và sau này cô vẫn có cơ hội để rửa sạch sự oan khuất. Vì vậy cô nói với các cô gái rằng, khi lên đường vào buổi tối, họ phải ngoan ngoãn hợp tác với bọn cướp núi.
và cô sẽ dẫn mọi người an toàn thoát ra. Những tên cướp đi xuống núi để thăm dò tình hình đã vui vẻ trở về, không nhận ra đã có một người theo dõi sau lưng họ. Thấy hang ổ của bọn cướp cũng có khá nhiều người canh gác, Thế Quân quyết định đợi đến khi trời tối, tấn công vào lúc đêm khuya khi lực lượng canh gác yếu nhất. Cuộc tấn công bất ngờ vào ban đêm khiến bọn cướp núi hoàn toàn bị đánh bất ngờ. Thế Quân và chuột nhỏ nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm, tuy nhiên họ không thấy bóng dáng của Tù Nhi đâu cả. Hóa ra họ đã đến muộn một bước. Lúc này Tù Nhi và những người khác đã trên đường tới biên giới. Nhờ kỹ năng học được từ sư phụ, sợi dây nhanh chóng bị cắt đứt và tên đàn em không đề phòng đã bị cô thắt cổ ngay lập tức. Tù Nhi không còn giấu giếm sức mạnh của mình, chỉ trong vài giây đã hạ gục mấy người. Nhưng khi cô đang giải cứu nhóm nô lệ, một tên lầm lì cầm dao tấn công bất ngờ khiến cô bị thương. Không kịp quan tâm đến vết thương chảy máu không ngừng, cô dẫn một vài người bắt đầu chạy trốn. Nhưng khi đến khu vực an toàn, cô bị những người này tàn nhẫn bỏ rơi. Tất cả mọi người đều không muốn làm nô lệ, bỏ mặc người đã cứu mạng họ và tự mình chạy trốn. Trong khi đó, Tù Nhi lại quyết định hướng tới trại giam đảo Hải Châu, bởi vì cô vẫn chưa rửa sạch được oan khuất và mối thù cũng chưa được trả. Sau một chặng đường dài vất vả, Tù Nhi cuối cùng cũng đã đến cổng thành, mang trên mình những vết thương nặng. Vừa bước đến cổng lớn thì kiệt sức và ngã gục. Đúng lúc này, từ xa một bóng dáng nhanh nhẹn tiến đến, nhìn kỹ mới biết người đến chính là chàng trai trẻ đã từng hủy hôn làm Phật ý Trịnh Lan và vì thế bị đày đến nơi hẻo lánh này làm quan tòa. Chính sự xuất hiện của anh đã giúp Tù Nhi giữ được mạng sống. Chàng trai trẻ tuân theo di ngôn của ông nội, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải đảm bảo an toàn cho Tù Nhi. Tù Nhi tuy tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng làm thế nào để thoát khỏi địa vị nô lệ? Sau khi thảo luận, hai người quyết định trước khi Tù Nhi bình phục phải tìm cách thoát khỏi danh phận nô lệ, và trong thời gian này nhất định phải giấu kín tin tức Tù Nhi còn sống. Nếu không, Trịnh Lan và những người khác vẫn sẽ không để yên ở nơi xa lạ, không có thế lực, chức vị thấp kém. Việc lật ngược tình thế gần như bất khả thi. Ở phía bên kia, vì không kịp lên thuyền ra khơi, Thế Quân rơi vào trạng thái tự trách sâu sắc. Nhưng điều làm anh càng đau lòng hơn là ông chủ của mình đã quy hàng đoàn thương nhân của Trịnh Lan. Kế hoạch ban đầu là cùng nhau chống lại yêu phụ, nhưng kết quả lại trực tiếp gia nhập phe của cô ta. Thế Quân khó có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Sau khi tranh cãi với lão Khổng, anh quyết định rời bỏ đoàn thương nhân, thà chết đói cũng không làm việc cho Trịnh Lan. Tuy nhiên anh không hề biết rằng mọi hành động của lão Khổng đều vì mình. Nếu không gia nhập, Trịnh Lan chắc chắn sẽ tìm cách để anh ngồi tù suốt đời. Hiện tại Thế Quân hoàn toàn lạc lối, cha mình là quốc cữu cao quý, bỏ vợ bỏ con suốt 20 năm, người tình nhỏ là nguyên nhân khiến mẹ anh qua đời sớm, và giờ đây anh lại bị chính đội ngũ của mình ruồng bỏ. Người yêu Tù Nhi cũng bị Trịnh Lan hãm hại đến chết. Trong cơn rối ren, anh bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình. Ngẫu nhiên quán rượu của anh lại có người gây rối, các cô gái trong quán rượu bị một số quan lại trẻ tuổi ức hiếp đã trở thành điểm khởi đầu cho sự đen tối hoàn toàn của Thế Quân. Vì quyền lực có thể khiến người ta làm những điều mình muốn, vậy thì anh sẽ cho mấy quan lại nếm trải cảm giác bị quyền lực áp bức. Dù Thế Quân vẫn còn oán hận cha về những gì đã làm trong những năm qua, nhưng những trải nghiệm gần đây đã khiến trái tim anh ấy có những thay đổi lớn. Anh cuối cùng cũng hiểu ra rằng không có địa vị, mình chẳng là gì cả. Nếu muốn lật đổ Trịnh Lan, phải tự mình mạnh mẽ và trong giới quan lại phải có một chỗ đứng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thế Quân quyết định hòa giải với cha mình, nói rằng anh muốn làm quan, ông xem xử lý thế nào để bù đắp thiếu sót trong những năm qua. Đối với đứa con ngoài giá thú, quốc cữu đã không tiếc mọi giá để sửa đổi một đạo luật cho phép con ngoài giá thú cũng có thể được miễn thi khoa cử, trực tiếp làm quan. Người ta nói rằng quốc cữu ở triều đình làm việc tùy tiện, hôm nay nhìn mới thấy đúng là danh bất hư truyền. Và lần này quốc cữu mưu cầu chức vụ cho Thế Quân cũng là để mở rộng quyền lực của mình, bởi vì Trịnh Lan ngày càng có quyền lực lớn, ông ta thậm chí đã không thể kiểm soát người phụ nữ này nữa. Nếu con trai có thể cùng ông chung sức, chắc chắn sẽ có thể kiềm chế được Trịnh Lan. Thế Quân đề nghị ông ấy sắp xếp cho mình một vị trí đứng đầu tại Sở Thị Chính Bình Thị Thư. Quốc Cữu nghe xong vô cùng ngạc nhiên, ông ấy có thể sắp xếp cho con trai một chức vụ lớn hơn, tại sao lại thích vị trí viên chức cấp 6 nhỏ bé này? Thế Quân không giải thích, chỉ hỏi ông có đồng ý không, vừa mới dỗ dành được con trai, làm sao ông dám từ chối, nói rằng con muốn thế nào cũng được, miễn là con vui là được. Mọi người đều bối rối về quyết định của Thế Quân, nhưng không ai biết rằng Sở Thị Chính quản lý tất cả các lái buôn địa phương và mọi khoản tiền nộp lên triều đình đều phải qua sự phê duyệt của Sở Thị Chính. Và lý do Trịnh Lan được Thái Hậu sủng ái là bởi vì cô ta đã sử dụng đoàn thương nhân của mình để cung cấp liên tục khoản tiền tài khổng lồ cho Thái Hậu. Nếu có thể kiểm soát tất cả các đoàn thương nhân, anh ấy không phải dễ dàng kiểm soát Trịnh Lan sao? Khi biết chồng đã giúp con trai có được một công việc ổn định, Trịnh Lan không thể ngồi yên, cô ta liền tìm đến Quốc Cữu để tính sổ. Quốc Cữu cuối cùng cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con hổ cái này. Cuộc chiến giữa hai người thực sự ác liệt, bất chấp nhiều tranh cãi, Thế Quân đã nhậm chức thành công, đánh dấu một bước ngoặt trong đời mình, sắp bắt đầu con đường trả thù điên cuồng. Không ai biết rằng Tù Nhi không những không chết mà còn đang trong nhà tù ở đảo Hải Châu. Đang nghĩ cách thoát khỏi địa vị nô lệ, cô gái này sắp được đưa đi phục vụ một nhóm quan lớn, bề ngoài tuy tỏ ra bình thường,
Nhưng trong lòng đang tính kế thay đổi số phận chỉ trong một giây, sau một hồi chỉnh trang, Tù Nhi thật sự khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi, lập tức được dẫn đi đến nơi cần đến. Sau một hơi thở sâu, Tù Nhi gọi tên người đàn ông đó, đột nhiên hỏi một câu nhỏ, năm nay ngài có sinh con gái không? Quan lớn hỏi tại sao cô biết, cô lại hỏi một câu nhỏ, đây là đứa thứ năm phải không? Để có con trai nên mới lấy thêm ba tiểu thiếp đúng không? Người đàn ông hoang mang, làm sao cô em biết rõ chuyện của ông ta thế? Thấy đối phương đã mắc câu, Tù Nhi hoàn toàn nhập vai, đột nhiên rung động, nhà ông có một cô em gái chưa kịp lấy chồng đã mất. Chuyện này không phải ai cũng biết, người đàn ông lần này hoảng hốt, hoàn toàn tin lời Tù Nhi. Tù Nhi đã thể hiện bề ngoài có vẻ như thực sự biết rõ. Cô nói với người đàn ông rằng, định mệnh của ông là không thể có con trai, nhưng không phải không có cách giải quyết, cô sẽ kê cho ông một đơn thuốc đông y cấp quốc gia. Trải qua một liệu trình đảm bảo ông sẽ có thể ôm một cậu con trai bụ bẫm, người đàn ông tin rằng mình đã gặp được cứu tinh, vội vàng báo cáo sự việc của Tù Nhi cho quan phán sự. Là một vị quan phán sự, làm sao có thể tin vào chuyện vô lý như thế, vì thế ông gọi Tù Nhi đến trước mặt, sau khi những người khác được yêu cầu rời đi. Tù Nhi tự do phô diễn tài năng của mình, vừa co giật vừa kể lại quá khứ bi thảm của quan phán sự, không chỉ kể một cách sinh động. Cô còn biểu cảm khuôn mặt một cách hoàn hảo, càng nói Tù Nhi càng hăng say, quan phán sự càng nghe càng mê muội. Sau một màn trình diễn nghẹt thở, Thái Tuấn nhận ra quan phán sự đã hoàn toàn bị Tù Nhi làm cho mê muội, bị cái gọi là hồn ma nhập xác làm cho sáng tỏ. Hai người sau đó đã quyết định hủy bỏ kế hoạch để Tù Nhi làm gái mại dâm. Ông ta không dám để một người có phép thuật phù thủy trở thành gái điếm. Thái Tuấn lập tức thông báo tin tốt này cho Tù Nhi. Hóa ra cô ấy muốn tránh trở thành gái mại dâm, đã nhờ Thái Tuấn tìm mọi cách, tìm hiểu tình hình gia đình của hai người, không ngờ họ lại dễ dàng bị lừa như vậy. Nhưng dù trốn được ngày mùng 1, cũng khó thoát khỏi ngày 15, Tù Nhi nghĩ mình cần phải rời khỏi nơi này. Không ngờ cơ hội lại đến nhanh đến thế. Hôm đó, triều đình cử quan viên đến đây để tổ chức lễ tế ngư, một sự kiện thường niên. Từ nhỏ Tù Nhi đã học kinh dịch với sư phụ của mình, cô nghĩ ông trời cũng đã giúp mình sau khi ngăn một vị đạo sĩ đang tụng kinh dịch và không tìm được người thay thế vào phút chót. Thái Tuấn đã giới thiệu Tù Nhi, biết cô là đệ tử của Lan Review, quan viên ban đầu nửa tin nửa ngờ đã hỏi Tù Nhi một số câu hỏi. Kết quả là sự kinh ngạc và ngợi khen, sau khi thay đổi trang phục, Tù Nhi đã lên sân khấu và tổ chức lễ tế ngư thành công rực rỡ. Qua sự kiện này, quan viên cũng nhận thấy tầm quan trọng của kiến thức và năng lực của Tù Nhi, quyết định đưa cô trở về kinh thành làm việc tại chánh sách sở. Với tư cách là một người tự do và thay đổi địa vị từ nô lệ sang thường dân, hôm nay, Thái Tuấn dự định đưa Tù Nhi đi chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của người cha nuôi Trương Đại Phú và nhân tiện tìm kiếm di vật ông nội để lại cho mình. Họ tưởng rằng đây sẽ là một chuyến đi trọn vẹn, nhưng không ngờ, Thế Quân mới nhậm chức đầu sỏ thị trấn Hàn Dương, nhằm quản lý thị trường tốt hơn, đã quyết định dùng hình thức đánh gà dọa khỉ. Bắt đầu từ thương đoàn của tỷ phú Trương Đại Phú, điều tra các mặt hàng mua bán phi pháp của họ. Từ đó lật đổ thương đoàn này, liệu Tù Nhi có thể gặp lại Thế Quân lần nữa không? Với sự giúp đỡ của các đàn em, Thế Quân đã thành công trong việc nắm giữ chứng cứ buôn bán phi pháp của thương đoàn Trương Đại Phú và đã dẫn đầu một đội ngũ, lật tung thương đoàn đó, thuốc súng và bảo vật đều có đủ. Bây giờ đã bắt được cả người lẫn của, Trương Đại Phú bị cuộc đột kích của Thế Quân làm cho bất ngờ, ngay cả cơ hội giải thích hay van xin cũng không có mà đã bị kết án. Tất cả tài sản bị tịch thu hết, hình phạt này khiến Trương Đại Phú khó chấp nhận được sự tàn khốc của hiện thực, lệnh cấm buôn bán thuốc súng đã sớm chỉ còn là danh nghĩa. Hơn nữa ông ta chỉ sở hữu một lượng nhỏ, không đến mức phải chịu một án phạt nặng như vậy, như những người được gọi là đại thần của triều đình này. Làm sao hiểu được nỗi khổ của dân chúng, Trương Đại Phú thực sự không thể chấp nhận hình phạt khắc nghiệt này, bỗng nhiên bị bệnh tim và ngất đi, mặc dù mọi người thấy vậy đều cảm thấy hổ thẹn. Nhưng việc này đã được định đoạt, không còn đường lui, Thế Quân cùng một đoàn người thu dọn xong hiện trường và lên đường trở về nhà. Trên đường đi, không ngờ lại vô tình lướt qua Tù Nhi và Thái Tuấn, chỉ trong vài giây đã thay đổi số phận của mọi người. Thái Tuấn đến để mừng thọ 60 tuổi của người cha nuôi. Nhìn thấy Trương Đại Phú nằm trên giường bệnh, hối hận về những hành động bốc đồng trước đây của mình, nếu như không từ chối hôn sự mà Trịnh Lan đề xuất, cha anh cũng không bị đối phương trả thù dã man như vậy. Tuy nhiên, khi nghe tên Thế Quân được nhắc đến, Thái Tuấn và Tù Nhi hoàn toàn sửng sốt. Chàng trai trẻ nhiệt huyết muốn trả thù Trịnh Lan và quốc cữu, làm sao có thể chuyển sang phe địch được? Ba người hoàn toàn không dám tin vào điều này, nhưng vào lúc này, Trương Đại Phú biết mình sắp qua đời, đã gọi Thái Tuấn đến bên và nhắc nhở anh phải báo thù cho mình và dùng cả đời còn lại để bảo vệ công lý cho dân lành. Sau khi nói xong, ông ấy đã qua đời, đây vốn là dịp để mừng thọ cha, nhưng lại trở thành lần cuối cùng cha con họ gặp nhau. Nỗi đau trong lòng Thái Tuấn khó có thể diễn tả. Người cha già, từng bạc phơ mái đầu trong những năm tháng chờ đợi, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi thấy bóng dáng con gái. Người mà ông tưởng như không bao giờ gặp lại, ánh mắt của người cha và người chú tràn đầy nước mắt, nhưng không phải là nước mắt của nỗi buồn, mà là của một niềm vui sâu sắc. Một phép màu mà họ không bao giờ dám mơ tới. Mặt khác, Thế Quân đã chuyển giao thương đoàn của Trương Đại Phú cho lão Khổng quản lý, các đàn em đều vui mừng rạo rực. Sự bất ngờ phát triển của thương đoàn
cuối cùng cũng cho phép họ có thịt để ăn. Tuy nhiên vào thời điểm này, lão Khổng không thể chấp nhận sự may mắn này. Ông ta cho rằng hành động trừng phạt này đã khiến gia đình người khác tan nát. Điều này khác gì với việc làm của Trịnh Lan và những người khác. Lão Khổng bắt đầu cảm thấy không hài lòng với Thế Quân, người từng là trợ thủ đắc lực của mình, trong khi Thế Quân lại tỏ ra bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Sau khi nhận được sự đánh giá cao từ Quốc Cữu, Thế Quân tuyên bố sẽ hết lòng hỗ trợ cho ông, hoàn toàn không biết rằng tù nhi vẫn còn sống. Điều này dẫn anh ta hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tại đám tang, Thái Tuấn quyết tâm báo thù cho cha nuôi và tù nhi cũng thay đổi thái độ đột ngột đối với Thế Quân vì muốn củng cố vị trí của mình trong triều đình. Thái hậu và Trịnh Lan, cùng với những người khác trong phe của họ, đã không ngần ngại sử dụng hết tất cả ngân sách quốc khố để xây dựng các ngôi chùa, nhằm thiết lập uy quyền trước mặt các nhà sư và từ đó có thể khích lệ tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, do liên tiếp xảy ra các thảm họa tự nhiên, đất nước phụ thuộc vào nông nghiệp này khó có thể chi trả ngay một lần số tiền lớn như thế để cho con trai một cơ hội thể hiện và giành công. Quốc Cữu đã giới thiệu Thế Quân cho Thái hậu. Nếu Thế Quân có thể giải quyết được vấn đề này cho Thái hậu, con đường công danh của anh sẽ rộng mở. Nhưng việc thu thập 10.000 lượng bạc từ tất cả các thương nhân bằng cách thu thuế trong 3 năm chỉ trong 3 tháng là điều không tưởng. Đúng lúc Thế Quân không biết phải làm sao, một trong những nữ phục vụ trong quán rượu của anh đã nghe được cuộc nói chuyện của hai quan chức triều đình. Thái hậu đã lên ý định tổ chức khoa cử và lý do cũng rất đơn giản, mỗi năm đều có thiên tai dịch bệnh, bách tính lưu lạc, triều đình lại đúng lúc này bỏ ra một khoản tiền lớn để xây dựng chùa chiền. Điều này khiến cho những học giả cảm thấy không hài lòng. Một khi khởi công, một cuộc biểu tình phản đối chưa từng có sẽ chắc chắn xảy ra. Chuẩn bị một kỳ thi khoa cử lúc này có thể hoàn toàn bịt miệng những học giả này, tiêu tiền của người ta mà vẫn khiến người ta khen ngợi. Thái hậu quả nhiên là một con cáo giả. Lúc này, Thế Quân cũng bắt đầu nhắm tới những học giả, dưới sự dẫn dắt của cha, tìm đến quan lớn phụ trách tổ chức khoa cử. Để thay đổi hệ thống thi cử, bắt các học giả phải tự bỏ tiền mua giấy thi, từ đó có thể lợi dụng thương nhân dưới quyền để thu lợi. Trong khi Thế Quân đang sắp xếp kế hoạch cho việc này, chuột con gấp rút đến và báo cho Thế Quân biết rằng tù nhi đã an toàn trở lại Hàn Dương. Người con gái mà mình nhớ nhung không nguôi đã sống lại, khiến Thế Quân có chút bất ngờ và không kịp chuẩn bị tâm lý để gặp lại người bạn thời thơ ấu sau bao năm xa cách. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của tù nhi sẽ trở thành biến số cho tất cả các sự kiện tiếp theo. Liệu Thế Quân có nhận được sự giúp đỡ từ tù nhi, người bạn đồng hành đắc lực này không? Với sự giúp đỡ của hạ nhân, Thế Quân cuối cùng cũng gặp lại được tù nhi, người mà anh ta luôn nhớ nhung. Anh nghĩ đây sẽ là một cuộc tái ngộ đầy xúc động, nhưng không ngờ lại đón nhận sự thờ ơ của cô ấy không còn là tù nhi ngày xưa, và anh cũng không phải là Thế Quân trước đây, hai người giờ không thể cùng nhau đi một con đường. Thế Quân sửng sốt, chuyện này là thế nào? Tù nhi vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt. Cô nói rằng anh tìm đến cha mình, điều này không có gì để chê trách, anh nhờ cha mà có một chức vụ cũng không có vấn đề gì, nhưng tại sao anh lại câu kết với Trịnh Lan? Những người này đã hại chết sư phụ cô, đẩy cô vào chỗ chết, mà anh lại cùng họ bán đứng Trương Đại Phú. Anh đã thay đổi, tù nhi thể hiện sự phẫn nộ đối với Thế Quân. Cuộc tái ngộ của hai người kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Ngày hôm sau, Thái Tuấn đã từ bỏ chức vụ ở đảo Hải Châu và đã lặng lẽ đến Hàn Dương gặp tù nhi, hai người đến một nhà bí mật. Vào trong nhà, một nhóm người đang đợi họ, hóa ra Thái Tuấn đã dùng vàng do ông nội để lại, bí mật thành lập một thương đoàn. Và tù nhi lên kế hoạch sử dụng sức mạnh của thương đoàn để chống lại nhóm kinh doanh của Trịnh Lan, Lão Lâm, Lão Triệu và hai người khác. Đều là những người mà Thái Tuấn bỏ nhiều tiền ra để mời. Thương đoàn chính thức được thành lập, Thái Tuấn tìm hiểu sức mạnh từ nhiều phía. Phát hiện ra Thế Quân đang bàn với Quốc Cữu và những người khác về việc độc quyền kinh doanh giấy, nhóm cũng quyết định sử dụng việc kinh doanh này làm bước đột phá. Mở đầu cho cuộc phản công chống lại kẻ thù mạnh mẽ, tù nhi và những người khác sẽ sử dụng phương tiện gì để chống lại kẻ thù, kỳ thi khoa cử sắp tới. Muốn kiếm tiền từ việc độc quyền giấy thi của các học giả, Thế Quân, người đứng đầu thị trường, đã sớm thông báo cho thương đoàn của Trịnh Lan và Lão Khổng, cho họ tích trữ toàn bộ giấy trên thị trường trước kỳ thi, rồi bán lại với giá cao cho thí sinh khi mọi người đang mơ về việc kiếm tiền. Tin tức đã bị rò rỉ, thương đoàn mà Thái Tuấn và tù nhi bí mật thành lập cũng đã tận dụng cơ hội tuyệt vời này để chính thức khai trương. Muốn trả thù thì phải khiến đối phương phải trả giá. Nếu Thế Quân muốn độc quyền giấy, nhóm tù nhi sẽ độc quyền nguyên liệu làm giấy, từ đó làm tăng giá làm giấy trên thị trường. Với sự hợp tác nỗ lực của Lão Triệu và Lão Lâm, tất cả gỗ ở địa phương đã bị thương đoàn của họ mua hết, thậm chí cả những mầm cây trên núi cũng đã bị đào lên với sự khan hiếm nguyên liệu. Giá giấy thành phẩm trên thị trường đã tăng gấp 3 lần, khiến thương đoàn của Lão Khổng và Trịnh Lan hoảng loạn, kinh doanh chưa kịp làm đã lỗ. Và khi nguyên liệu càng ngày càng ít, giá giấy còn tăng cao, lúc đó ai sẽ trả giá cao để mua giấy thi? Thế Quân thì không hề hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, mua vào giá cao thì bán ra giá cao thôi, học giả không vì giấy thi đắt mà bỏ thi đâu, nên anh ta dùng hết tiền của thương đoàn để mua nguyên liệu, chuẩn bị cho một cuộc đánh cược lớn. Sau một loạt các hoạt động, tất cả giấy trên thị trường địa phương đã bị hai thương đoàn độc quyền. Chi phí lại cao hơn dự tính 4 lần, kế hoạch ban đầu của Thái Tuấn và mọi người coi như đã hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ khi giá giấy trở lại giá thị trường,
thì hai thương đoàn mới chịu lỗ nặng. Khi mọi người đang bế tắc, Tù Nhi đã lên tiếng, hủy bỏ kỳ thi khoa cử, nhu cầu về giấy giảm đáng kể, giá cũng sẽ tự nhiên giảm xuống, kỳ thi khoa cử làm sao muốn hủy là hủy được. Tù Nhi lại lên tiếng, cô sẽ tìm cách hủy nó, làm sao một thường dân nhỏ bé lại có thể nói lớn như vậy, Tù Nhi sẽ sử dụng cách thức nào để hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như không thể này. Đêm hôm đó, với sự giúp đỡ của Lão Lục, Tù Nhi đã gặp nhà vua, người mà cô vẫn lầm tưởng là ngài cố vấn hình sự, và nói cho vua biết một bí mật quan trọng, Thái hậu dự định tổ chức kỳ thi khoa cử để dập tắt sự bất mãn của các học giả vì đã xây dựng chùa. Nhà vua nghĩ rằng mình chưa đồng ý mà dân chúng đã biết, Tù Nhi tiếp tục giải thích rằng giấy thi do thí sinh tự mua. Một số thương đoàn đã nhận được tin tức trước và độc quyền toàn bộ giấy trên thị trường, dự định bán cho thí sinh với giá cao. Khi nghe thấy điều này, nhà vua tức giận vì đã có chuyện vô lý như vậy, người dân đã khổ sở, chính quyền lại cấu kết với thương đoàn để kiếm lời từ thảm họa quốc gia. Thật là vô lý, lần này Tù Nhi thật sự đã gây rắc rối lớn, nhà vua và Thái hậu đã xảy ra mâu thuẫn về quyền lực không ngừng, sự việc này chắc chắn sẽ làm tình hình thêm trầm trọng. Nhà vua mặc lên mình chiếc áo choàng rồng và than thở về sự bi thảm của thế sự, mặc dù mình là vua của một quốc gia. Quyền lực lại bị nhóm do Thái hậu và Quốc Cữu dẫn đầu kiểm soát, cả triều đình lộn xộn không thôi. Sau khi triệu tập Quốc Cữu, nhà vua đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Năm nay sẽ không tổ chức kỳ thi khoa cử, Quốc Cữu cho rằng kỳ thi đại học hàng năm không thể tùy tiện hủy bỏ. Nhà vua tiếp lời, không chỉ hủy bỏ kỳ thi khoa cử mà cả kế hoạch xây dựng cũng bị hủy bỏ, quỹ quốc khố hiện do vua trực tiếp quản lý. Trong thời gian thảm họa, việc ổn định dân chúng là nhiệm vụ hàng đầu của mọi người. Thấy nhà vua nghiêm túc, Thái hậu đã tự mình ra tay, trực tiếp chặn cửa nhà vua. Hai người lúc này đã đối đầu nhau. Mặc dù quyền lực của Thái hậu mạnh hơn, nhưng vì là vua của một quốc gia, nhà vua mới là người quyết định mọi việc, kỳ thi khoa cử phải được hủy bỏ. Nói xong thì rời khỏi hiện trường, Thái hậu cũng bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Tin tức về việc hủy bỏ kỳ thi khoa cử nhanh chóng đến, Trịnh Lan ngay lập tức sai người tìm Thế Quân. Hai bên bắt đầu đổ lỗi cho nhau về việc mua rất nhiều nguyên liệu. Trịnh Lan tinh danh không những không buồn vì thiệt hại lớn, ngược lại còn nghĩ ra cách tốt hơn để gây quỹ cho Thái hậu, và đã nhắm trúng Tù Nhi để kiềm chế thái độ phản kháng gần đây của nhà vua. Thái hậu với sức mạnh lớn đã cùng em dâu Trịnh Lan và chồng âm mưu một sự kiện lớn để đàn áp nhà vua. Dù kinh nghiệm không bằng Thái hậu, nhưng hành động độc ác của Trịnh Lan rõ ràng sâu sắc hơn. Hôm đó, cô ta triệu tập người đứng đầu chính sách sở. Khi thấy người mà vị này mang theo, Trịnh Lan lập tức nổi điên, cô gái này không phải đã bị mình gửi đi làm gái điếm sao? Làm sao cô ta không những không chết mà còn trở thành người của chính sách sở, gặp lại kẻ thù khiến Trịnh Lan càng thêm ganh tị. Sau khi trở về, Lão Mưu cũng cảm thấy bất lực, Trịnh Lan khốn nạn không chỉ dám tung hoành ngang dọc trong triều đình, còn định sử dụng bộ truyền thông để mê hoặc dân chúng. Đúng là trái với lẽ thường, nhưng bất đắc dĩ, người ta có vị thế quá mạnh, không những là phu nhân Quốc Cữu mà còn là cánh tay phải của Thái hậu. Muốn sống sót chỉ có thể để mặc cho bà ta sai khiến. Đêm đó, những người của Trịnh Lan đã bắt đầu hành động. Một số người chịu trách nhiệm đổ chất lỏng không rõ vào các giếng nước, những người khác giải bột mịn vào các máng ăn của gia súc. Ngày hôm sau, phần lớn gia súc trong thành phố đã chết, người dân bị nôn mửa, tiêu chảy và sốt cao không ngừng. Trịnh Lan thậm chí còn dùng quyền lực để ép buộc, yêu cầu chính sách sở phóng đại sự việc, khiến người dân tin rằng dịch bệnh đã lan tràn khắp thành phố. Trong thời cổ đại, dịch bệnh giống như thảm họa trời sập. Quốc Cữu ngay lập tức báo cáo sự việc này cho vua. Trong lúc mọi người bối rối về đợt dịch bệnh bất ngờ này, Thái hậu một mình âm thầm cười trộm. Bước đầu tiên của kế hoạch được coi là hoàn thành trọn vẹn, vở kịch hay sắp bắt đầu. Khi mọi người đều hoảng sợ về sự lây lan của dịch bệnh, Tù Nhi, một tiểu nô lệ trong bộ chính sách sở, lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Trong những lời than phiền của Lão Mưu không khó để nhận ra, dịch bệnh này có thể chính là Trịnh Lan đứng sau gây ra. Vì vậy, cô tìm đến một người bạn cũ từng gặp ở sở tù, một vị lương y từng làm việc trong hoàng cung. Người này từng vì phản đối quan chức cao cấp mà mất chức, nhưng vẫn được người dân yêu mến vì tài năng y thuật xuất chúng. Hai người lập tức đến một ngôi làng nhỏ phía nam thành phố, nơi dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng, cả làng đã bị phong tỏa. Triều đình còn cử quan chức đến để quản lý. Sau khi hỏi han, mới biết rằng nơi đây chỉ đơn thuần là bị phong tỏa. Không có một vị đại phu nào đến để điều trị bệnh, tất cả mọi người đều bị cấm ra vào. Nhìn thấy dân chúng khốn khổ, Tù Nhi không khỏi bàng hoàng. Bệnh tình nghiêm trọng đến vậy mà không có đại phu. Đúng lúc này, một tiểu đệ của Thế Quân bất ngờ xuất hiện, thấy Tù Nhi dẫn theo đại phu đến. Như thấy được cứu tinh, mẹ của anh ta đang trong tình trạng nguy kịch vì dịch bệnh, van xin họ cứu giúp bà. Mặt khác, sau khi bước đầu tiên của kế hoạch hoàn thành, khi mọi người còn đang hoảng sợ về đợt dịch bệnh này, Thái hậu gọi Quốc Cữu và con trai ông ta đến và tiết lộ toàn bộ kế hoạch của mình. Gần đây vua rất nóng nảy, đang muốn lấy lại quyền lực từ tay chúng ta, lần dịch bệnh này là do bà và Trịnh Lan tạo ra. Thái hậu nói không cần hoảng sợ, bệnh dịch sẽ sớm qua thôi, triều đại nào cũng phải hứng chịu dịch bệnh, vua thường tổ chức lễ tế để xoa dịu lòng dân. Sau đó vì lý do quản lý đất nước không tốt mà tự kỷ luật, vì vậy họ cần tận dụng cơ hội này để kìm hãm khí thế gần đây của vua.
và nhân cơ hội làm một vụ lớn để bổ sung vào kho bạc quốc gia. Thế quân nghe ở bên cạnh mà suy sụp tận đáy lòng vì tranh giành quyền lực, mà bọn họ thậm chí không quan tâm đến sinh mạng của người dân. Đây có còn là việc con người làm nữa không? Loạt hành động xảo quyệt này khiến Thế quân nhớ lại lời Tù Nhi nói khi chia tay, nói anh và Trịnh Lan không có gì khác biệt. Khi đã lên tàu của bọn cướp thì không còn cách nào ngoài việc là phải tuân theo mệnh lệnh. Thái hậu tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Bà không chỉ đến khóc lóc trước mặt vua về những khổ đau hiện tại, mà còn nhắc nhở vua ngay lập tức tiến hành nghi lễ tế lễ và suy ngẫm trong thời gian đóng cửa một nghi thức tôn giáo để tăng thêm công đức. Nhà vua bối rối trong thời điểm thảm họa lớn như thế này. Điều cần thiết là phải giúp người dân vượt qua khó khăn, chứ không phải là làm những thứ hão huyền này. Nhưng suy cho cùng, gừng già vẫn cay, dưới sức ép và sự thuyết phục của Thái hậu, vua chỉ có thể đồng ý một cách miễn cưỡng. Với sự tham gia của các quan văn võ, vua bất đắc dĩ tổ chức nghi lễ tế lễ và tự kiểm điểm. Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến tai người dân. Trong khi Trịnh Lan lại độc quyền các loại thảo dược điều trị dịch bệnh và thao túng giá cả, khiến cho người dân lâm vào cảnh khốn cùng. Trong khi mọi người đều bị Thái hậu và những người khác lừa gạt và bóc lột, Tù Nhi cùng Lương Y đã phát hiện ra manh mối. Sau khi Lương Y điều tra, các triệu chứng của bệnh giống như cúm thông thường và có nhiều nghi vấn xung quanh căn bệnh lan truyền trong thành phố. Thêm vào đó, bất kỳ lang y thông thường nào cũng có thể nhận biết được. Đây là bệnh cảm thông thường, nhưng suốt thời gian dài này lại không ai chỉ ra được. Và hơn nữa, các loại thảo dược điều trị bệnh này rất phổ biến và rẻ tiền. Nhưng bây giờ chỉ có một hiệu thuốc được bán chúng và giá cả đã tăng gấp 10 lần, hoàn toàn không hợp lý. Dưới sự điều tra của chuột con, rất nhanh đã xác nhận đây chính là hoạt động của nhóm Trịnh Lan. Không chỉ kho hàng chứa đầy dược liệu, mà tối nay còn có một lô hàng lớn sẽ được vận chuyển từ cảng. Điều này chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Trịnh Lan đang làm quỷ sau lưng. Tù Nhi ngay lập tức muốn tìm vua, người giả danh quan chức để báo cáo sự việc này. Tuy nhiên lúc này, vua đã bị Thái hậu gián tiếp quản thúc, không những không thể điều tra bí mật, mà còn không có cơ hội ra ngoài, bị cắt đứt mọi liên lạc. Nhà vua không hề biết chuyện, chỉ có thể chịu đựng, không tìm được người. Tù Nhi chỉ có thể nghĩ đến việc dùng sức mạnh của chính mình và nhóm để đối đầu với Trịnh Lan, nhưng không biết rằng mình đã bị người của Trịnh Lan theo dõi. Thấy kẻ thù không ngừng chống đối mình, Tù Nhi bị bắt bởi đội cướp của Trịnh Lan. Dù là một cô gái tài năng, nhưng khó có thể chống lại sức mạnh vượt trội của kẻ địch. Trịnh Lan tức giận đe dọa giết người diệt khẩu. Đối mặt với những lời đe dọa, Tù Nhi không hề tỏ ra yếu đuối, nói rằng bà đã hại sư phụ và khiến cô rơi vào hoàn cảnh chết chóc. Mối thù này, dù không báo được trong kiếp này, thì kiếp sau cô cũng sẽ tìm bà để trả thù. Trịnh Lan ra lệnh cho thuộc hạ tìm một nơi kín đáo để xử lý người này một cách triệt để. Tuy nhiên, cuộc đối thoại của mấy người đã bị chuột con nghe lén. Sợ hãi đến mức anh ta bỏ chạy đi tìm Thế quân. Nghe xong, Thế quân tức giận vô cùng, lập tức đến hiện trường cứu Tù Nhi. Liệu Thế quân có thể giải cứu Tù Nhi hay không? Mặt khác, một tên lính nhỏ vì thèm khát vẻ đẹp của Tù Nhi nên đã chần chừ không ra tay. Nghe xong, lão đại chỉ biết cười trừ. Đúng lúc lão đại chuẩn bị hành động thì Thế quân kịp thời đến nơi. Chuột con lợi dụng cơ hội giải cứu Tù Nhi và với sự tham gia của cô, họ đã nhanh chóng giải quyết được tất cả mọi người. Mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, Tù Nhi không những không biết ơn người đã cứu mình mà còn đối xử lạnh lùng với bạn thân từ thuở nhỏ. Hai người dù cùng một mục đích trả thù nhưng lại đi những con đường khác nhau dẫn đến hiểu lầm. Tù Nhi nghĩ Thế quân đã trở thành tay sai của Trịnh Lan. Thế quân thì đau khổ vì không được Tù Nhi hiểu và chịu đựng áp lực lớn vì phải gia nhập phe đối địch. Sau khi Tù Nhi bị Trịnh Lan hãm hại, Thế quân cũng cuối cùng tỉnh ngộ ra rằng sức lực mỏng manh của mình cuối cùng không thể làm gì. Vì vậy Thế quân quyết định làm phản, báo cáo tất cả âm mưu của Thái hậu và Trịnh Lan cho nhà vua. Đây là ngày thứ 14 nhà vua đóng cửa suy ngẫm, suốt ngày đêm suy nghĩ, khiến vị vua này mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên vào lúc này, Thế quân đã lấy hết can đảm tiến vào đại điện, định sẽ tiết lộ cho nhà vua về âm mưu dựng chuyện dịch bệnh của Thái hậu và Trịnh Lan. Vua đang phân tâm lo lắng, làm sao còn có thời gian quản lý công việc của triều đình. Thế quân liền tiết lộ âm mưu của Thái hậu và Trịnh Lan, nhà vua hoàn toàn bị choáng váng. Ban đầu vua còn nghi ngờ lời nói của Thế quân, nhưng những lời sau đó của Thế quân đã khiến vua tức giận. Trịnh Lan bịa đặt và thổi phồng tin đồn dịch bệnh lan truyền nhằm mục đích làm mê hoặc lòng dân, sau đó bán thuốc trị cảm cúm với giá gấp 10 lần. Cô ta còn muốn lợi dụng cơ hội này để ép nhà vua suy nghĩ suốt nửa tháng nhằm mục đích kìm hãm sự nghiêm khắc của nhà vua. Vua vẫn còn hoài nghi về việc này, nhưng những lời Thế quân nói tiếp theo đã làm bùng nổ cơn giận trong lòng. Trịnh Lan không chỉ vươn vuốt của mình tới người dân, gần đây cô ta còn bắt cóc Tù Nhi, suýt nữa đã hại chết cô ấy. Lúc này nhà vua không còn bình tĩnh nữa. Sau khi rời khỏi đại điện, vua lệnh cho Lão Lục ngay lập tức bắt giữ Trịnh Lan, phải điều tra cho rõ ràng. Trong khi đó, Thái hậu và em trai Quốc Cữu đang mừng rỡ vì mọi chuyện tiến triển tốt đẹp. Bỗng dưng có người vào báo tin Trịnh Lan bị bắt, hai người vội vàng chạy đến vua để biện minh. Vua đã nén giận lâu ngày nay bùng nổ, nói rằng chưa từng thấy ai trơ trẽn đến thế, lập tức phơi bày âm mưu của hai người. Trịnh Lan đã đầu độc người dân và giả mạo dịch bệnh, sau đó mua hết thuốc rồi bán với giá cao, sử dụng danh nghĩa của vua để khiến người dân hoảng sợ, nhân cơ hội đó để bóc lột người dân, nhồi nhét vào kho tiền của mình. Thấy hai người còn muốn biện minh,
vua đã hoàn toàn bùng nổ, hai người này mới nhận ra con hổ đang ngủ say sắp tỉnh giấc. Cẩm y vệ đã bao vây toàn bộ dinh thự của Quốc Cữu, khi biết chuyện đã bại lộ, Trịnh Lan vẫn cao ngạo hỏi vì sao đến đây. Thật đáng tiếc khi chỉ huy không coi bà này ra gì, trực tiếp ra lệnh bắt giữ, đồng thời, nhóm kinh doanh của Trịnh Lan cũng bị đột kích. Quốc Cữu vội vã trở về, vẫn muốn tận dụng sức mạnh của mình để vào bên trong, thông đồng với Trịnh Lan, nhưng không chịu nhận ra thực tế đã thất bại. Sau một đêm tra tấn, dù không thu được lời khai về tất cả các tội danh, nhưng Trịnh Lan và người đứng đầu nhóm kinh doanh của cô ta vẫn được người phụ trách đưa đến sở tù cùng nhau. Thấy Trịnh Lan, quản ngục kinh hãi run rẩy, đây là phu nhân của một Quốc Cữu tai tiếng, cách hành xử tàn nhẫn của cô ta khiến nhiều quan lại đều rùng mình. Nhà vua ra lệnh không cho phép ai đối xử đặc biệt với Trịnh Lan, nhưng quản ngục cũng không dám làm mất lòng vị quan lớn này. Lỡ như cô ta được thả ra thì chắc chắn sẽ trả thù gấp ngàn lần, nhưng đó là một củ khoai tây nóng, vẫn phải có người giám sát chặt chẽ. Ông giám sát nhớ lại việc bị Trịnh Lan hãm hại trước đây, nay thấy đối phương bị nhốt trong ngục, liền tiến tới châm biếm và chế nhạo không ngừng, nhìn thấy dáng vẻ xa cơ lỡ vận của người khác. Ông ấy cuối cùng đã giải phóng hết sự uất ức tích tụ nhiều ngày, những người nhỏ mọn được thể hiện một cách xuất sắc. Trịnh Lan ở trong tù chịu đủ sự khinh miệt kể từ khi Trịnh Lan bị giam giữ. Phe chính nghĩa đại diện bởi vua và lão Giang đã có cơ hội lật đổ đối thủ, tuy nhiên để lật đổ phe đối thủ của mình, hiện tại sức mạnh của họ vẫn còn hạn chế, vì vậy họ quyết định thay đổi bộ trưởng giám sát thành một người của phe mình để có thể kiểm soát mọi hành động trong cung điện, nhằm dễ dàng đánh bại phe phái Đại Yên. Tuy nhiên, việc lấy lại vị trí này từ tay Thái hậu không hề đơn giản. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, nhà vua đã đưa ra một quyết định táo bạo. Nhà vua và Thái hậu đã thực hiện một thỏa thuận, vua có thể không tiếp tục truy cứu các tội của Trịnh Lan, nhưng điều kiện đổi lại, người giữ chức lại bộ thượng thư sẽ do vua tiến cử, lại bộ thượng thư đóng một vai trò quyết định trong quá trình đối đầu giữa hai lực lượng một khi trở thành người của nhà vua. Lúc đó việc theo dõi và vạch trần tội ác của phe quốc sư rất dễ, nhưng vai trò của Trịnh Lan cũng không ai có thể thay thế được. Sau một hồi thảo luận, mọi người đã quyết định đồng ý với giao dịch của nhà vua, bởi vì Trịnh Lan thực sự là cánh tay phải của Thái hậu, cây còn xanh thì còn hy vọng. Với việc có cơ hội bổ nhiệm một thượng thư mới, nhà vua cuối cùng đã đạt được ý nguyện, nhưng nội bộ triều đình lúc này lại lộn xộn không thể tả. Việc tìm một người đáng tin cậy để nắm giữ chức lại bộ thượng thư thật không dễ dàng. Đúng lúc này, lão Giang và viên quan lại đã chọn được một ứng cử viên là Thái Tuấn, một chàng trai trẻ từng suýt trở thành con rể của Quốc Cữu sau khi biết đối phương là kẻ thù của cha mình. Anh đã nuôi ý định báo thù nhưng lại bị mất chức và suýt mất mạng. Thái Tuấn đã lén lút tổ chức một nhóm thương nhân ở dân gian để chống lại Trịnh Lan và những người khác. Với lòng yêu nước và hận thù đối với vợ chồng Quốc Cữu, dù không ham mê chức vụ nhưng cơ hội báo thù tuyệt vời này không có lý do gì để từ chối. Thái Tuấn khi trở lại chính trường sẽ hỗ trợ nhà vua tái cấu trúc lại triều đình nhờ sự giúp đỡ của lão Giang. Người từng là một điệp viên, tù nhi cuối cùng đã gặp được gương mặt quen thuộc. Sau khi xác nhận vật chứng, Thượng Cung Kim có thể khẳng định mẹ của tù nhi chính là người bạn thân thiết nhất của mình. Bà đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho tù nhi. 40 năm trước, hai cô bé nhỏ đã được gửi đến cung điện. Hai người từ nhỏ đã xây dựng tình bạn sâu đậm. Một đêm, mẹ cô bất ngờ bỏ trốn khỏi cung điện. Bản thân bà cũng vì quan hệ thân thiết mà bị Quốc Cữu bắt. Bị hỏi những câu hỏi vô lý, mặc dù bà đã chịu đựng hình phạt khắc nghiệt, nhưng lại nghe được lệnh của Quốc Cữu cho sát thủ ra tay ám sát mẹ cô. Để bảo vệ bản thân, suốt những năm qua bà không hề nhắc đến tên mẹ cô, nhưng trong lòng luôn nhớ về người bạn tri kỷ này. Cho đến khi tù nhi xuất hiện, bà mới nhận ra mẹ cô đã sớm ra đi từ 20 năm trước. Khi biết được nguồn gốc của mình, tù nhi đến ngôi mộ tập thể. Nghĩ đến việc mẹ không được chôn cất cẩn thận, cô đau khổ vô cùng. Cô nhìn vào chiếc nhẫn ngọc trong tay, thề sẽ báo thù cho mẹ. Và bây giờ ai là cha cô lại trở thành một câu hỏi lớn. Tại sao khi mẹ cô gặp nguy hiểm lại không xuất hiện để giúp đỡ? Đêm đó tù nhi lại được vua, người giả danh là cố vấn hình sự mời ra ngoài, nhưng từ miệng đối phương biết được Trịnh Lan ngày mai sẽ được thả. Điều này khiến tù nhi không hiểu. Tội ác rõ ràng sao lại được thả nhanh thế? Vua vừa ngượng ngùng vừa bất lực giải thích, nghe nói nhà vua sẽ dùng Trịnh Lan để thỏa thuận với Thái hậu và Quốc Cữu. Mặc dù tù nhi không hài lòng, nhưng làm sao dám có ý kiến với quyết định của vua, chỉ có thể thể hiện sự bất mãn với cố vấn hình sự trước mặt. Cô nói không thể chấp nhận việc Trịnh Lan được thả ra dễ dàng như vậy khi đã hại dân đến nông nỗi này. Chẳng ngờ người đàn ông đối diện lại chính là vua hiện tại. Vua nghe tù nhi nói, 20 năm trước tất cả các cung nữ ở Đông Cung đều bị hại, mẹ cô ấy dù chạy ra ngoài cung nhưng cũng bị Quốc Cữu đầu độc, giờ đây khó tìm ra nguyên nhân vì không còn ai còn sống. Vua nghe xong liền thay đổi sắc mặt. 20 năm trước chính là năm mình lên ngôi, khi ấy còn trẻ và không biết chuyện gì đã xảy ra trong cung. Thế là vua mang theo thắc mắc đến hỏi Thái hậu về tình hình vừa mới bắt đầu. Thái hậu liền không giữ được bình tĩnh, nhà vua ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, quyết tâm phải điều tra xem những cung nữ bị ám sát vì lý do gì, đồng thời giúp tù nhi tìm hiểu nguyên nhân mẹ cô bị hại. Vì thế, vua gọi Thượng Cung Kim đến, hỏi bà có biết 20 năm trước tất cả các cung nữ ở Đông Cung lần lượt qua đời hay không. Thượng Cung Kim gần như sợ hãi khi nghe điều này, bà cho biết không hề nghe nói về chuyện này.
Sau khi trở về, bà lập tức tìm đến lão Giang để bàn bạc xem có nên nói hết sự thật cho vua hay không. Hóa ra Thượng Cung Kim là người duy nhất sống sót từ đó. Bây giờ dù là người chủ trì đại điện, nhưng bà vẫn âm thầm liên kết với lão Giang và những người khác giúp vua chống lại thế lực của phe Đại Yên. Bây giờ khi vua đã bắt đầu điều tra sự việc, nếu không nhanh chóng thông báo sự thật, người của Thái Hậu chắc chắn sẽ hành động trước, cố tình tạo ra bằng chứng giả. Mọi chuyện sẽ phát sinh thêm rắc rối. Nghĩ vậy, Thượng Cung Kim lấy hết can đảm xin được gặp vua sau khi yêu cầu mọi người rời đi. Bà đã nói ra sự thật, tất cả cung nữ ở Đông Cung đều bị hại. Họ bị hại vì biết âm mưu đầu độc tiên đế. Ngay cả khi đã rời cung và sống ẩn danh nhiều năm, họ vẫn bị tàn nhẫn sát hại chỉ vì người ta không muốn âm mưu này bị phơi bày. Vua nghe xong thì lập tức hoảng hốt, hoàn toàn không thể tin nổi. Thời thơ ấu, Thái Hậu yêu thương người anh em cùng cha khác mẹ của vua cha, thậm chí còn hơn cả mình. Tin tức này như một tia sét đánh xuống đầu vua, dù không dám đối mặt với hiện thực, nhưng mọi chứng cứ đều cho thấy mẫu hậu thực sự rất có thể là thủ phạm đứng sau. Cuối cùng, vua cũng hiểu được sau nhiều năm mình lên ngôi, tại sao mẫu hậu lại liên kết với em trai quốc cữu để khống chế quyền lực của mình. Hóa ra mình chỉ là công cụ trong tay họ mà thôi. Nhà vua say xỉn không quan tâm đến sự ngăn cản của thị vệ và giữa đêm khuya lao vào phòng ngủ của mẫu hậu, hương rượu phảng phất khiến Thái Hậu cũng bất ngờ. Vua kìm nén cơn tức trong lòng, nói rằng có một số việc mình vẫn không thể hiểu được, vua không thể kìm nén cảm xúc. Đã nói ra sự thật của ngày xưa, lời nói trong sự đau khổ tột cùng, như sét đánh ngang tai khiến Thái Hậu sửng sốt, nhưng sau đó Thái Hậu lại tỏ vẻ vô tội và quyết không thừa nhận. Thậm chí còn dàn dựng một màn kịch đau thương để dập tắt sự giận dữ của vua. Vua hoàn toàn mất kiểm soát, hai người cứng đầu không ai nhường ai. Chỉ có thể vội vàng kết thúc cuộc tranh cãi. Ngày hôm sau, vua cuối cùng cũng đón chào trợ thủ đắc lực của mình, chính là thanh niên đẹp trai Thái Tuấn. Người có mối thù đẫm máu với Trịnh Lan, Thái Tuấn dù trẻ tuổi nhưng có bộ óc thông minh và phong cách hành động quyết đoán, chắc chắn là người phù hợp nhất cho chức lại bộ thượng thư. Người này cũng chính là cánh tay đắc lực giúp vua lật đổ thế lực của Thái Hậu và quốc cữu sau này. Mặt khác, Thái Hậu biết rằng không thể kiểm soát được con hổ sắp tỉnh giấc này, liền gấp rút triệu hồi quốc cữu để báo cho ông ấy biết phải chuẩn bị đối phó triệt để với cuộc phản công của vua. Liệu sự hùng hậu khi cả hai chị em đã từng làm mưa làm gió tại triều đình có thể tiếp tục kéo dài hay không? Đến đây, hai phe lực lượng của triều đình đã hoàn toàn hình thành, phe của Thái Hậu, quốc cữu và Trinh Lan. Đại diện cho lực lượng Đại Yên, sắp tới sẽ đối mặt với thách thức từ phe của nhà vua, lão Giang và Thái Tuấn, đại diện cho lực lượng Đại Doãn. Đối mặt với tình thế bế tắc, Thái Hậu dự định sẽ trừ khử những kẻ làm dò dỉ tin tức đứng sau lưng nhà vua, cần phải tận gốc tận rễ. Sau khi quốc cữu đi, Thái Hậu lấy ra một cái châm từ ngăn kéo, có vẻ như đã nắm được manh mối. Đây là vật chỉ có những người phụ nữ từng được vua sủng ái mới có. Tại sao nó lại xuất hiện ở nhà tù? Liệu có phải trong cuộc thanh trừng năm xưa đã sót lại cái gì không? Thái Hậu lập tức ra lệnh cho thị vệ đưa tù nhi, người đã lớn lên ở nhà tù, tới để xem cô ấy có nhận ra vật này không. Tù nhi nhận lấy vật được đưa ra, suýt chút nữa đã mất bình tĩnh. Hóa ra đó là kỷ vật mẹ cô để lại, chỉ là gần đây vô tình được ông quản giáo nhà tù phát hiện và tặng cho Trịnh Lan như một món quà để nịnh bợ. Không ngờ nó lại lọt vào tay Thái Hậu. Tù nhi làm sao dám thừa nhận đã từng thấy thứ này, thú nhận sẽ mất mạng. Cô chỉ có thể nói rằng đây là lần đầu tiên thấy thứ đẹp đẽ đến nỗi hơi kích động một chút. Sau khi trở về, tù nhi lập tức kể lại sự việc cho Thượng Cung Kim. Cô khẳng định mẹ mình chính là người đã bị Thái Hậu và những người khác sát hại. Tuy nhiên, tù nhi không biết ý nghĩa của chiếc châm này và hiện Thái Hậu đang điều tra nguồn gốc của nó. Vì vậy cô hỏi Thượng Cung Kim về cha mình là ai, nhưng Thượng Cung Kim chỉ bảo tù nhi không được thừa nhận đã thấy chiếc châm. Về phần cha tù nhi, bà ấy cũng đang chờ người mang câu trả lời về. Bí mật thân thế tù nhi sắp được hé lộ. Nguồn gốc cha của tù nhi vẫn còn là một dấu hỏi, khi cha ruột của cô vẫn chưa rõ ràng, người cha nuôi lại gặp chuyện, dù chỉ là một viên chức nhỏ trong trại giam. Nhưng ông Ji Chun lại là một người tốt nổi tiếng, luôn làm những việc mà người khác không muốn làm vì có liên quan đến một số mặt hàng cấm. Trần Thọ Mẫn, một trong những lãnh đạo của đoàn thương nhân Trịnh Lan Trinh, bị giam giữ tại sở tù để cứu ông ta ra. Trịnh Lan đã phái bà chủ Min, người đứng đầu trong đoàn thương nhân, dùng quyền lực để ép quản giáo Dung tìm cách đưa lão Mẫn ra khỏi trại giam. Thấy đó là tay sai của phu nhân quốc cữu, ai dám phản đối, chỉ có thể làm theo. Vì vậy, ông ta đã ra lệnh cho cha nuôi tìm người thế mạng. Nhất định phải thả lão Mẫn ra, sau này chắc chắn sẽ có thưởng lớn. Ông Ji Chun cũng không nghĩ nhiều, toàn là chuyện nhỏ. Việc này giải quyết xong ngay. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là Trịnh Lan và bà chủ Min không phải định cứu lão Mẫn, mà lại đang dựng lên một âm mưu lớn. Quả nhiên vào tối hôm đó, ông Ji Chun dễ dàng đưa lão Mẫn ra khỏi trại giam và tìm người thay thế chỗ trống của lão Mẫn. Thao tác thành thục của ông ấy khiến người ta nhìn vào như thấy một kẻ chuyên nghiệp. Chắc chắn không ít lần lợi dụng cơ hội để kiếm lời. Mọi người tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng bất ngờ vẫn là không ngoài mong đợi. Chỉ vài ngày sau, tri phủ đã nhận được một vụ án mạng, nạn nhân chính là lão Mẫn, người phụ trách của đoàn thương nhân Trịnh Lan. Theo điều tra tại hiện trường,
Lão Mẫn bị đâm từ phía sau, lẽ ra ông ta phải đang ở trong trại giam, tại sao lại bị người khác sát hại tại nhà riêng khi tri phủ không biết phải làm gì? Lời khai của mọi người đã làm sáng tỏ vụ án. Mặt khác, một số người biết Lão Mẫn bị hại cũng phản ứng dữ dội, sử dụng quyền lực để đưa Lão Mẫn ra khỏi trại giam. Nhưng lại xảy ra án mạng, không ai có thể gánh vác trách nhiệm lớn như vậy. Trong lúc mọi người không biết phải làm gì, tri phủ đã dẫn đội nha môn ập vào và bắt giữ ông Ji Chun. Tất cả bằng chứng và lời khai đều chỉ về phía ông Ji Chun, xui xẻo đến mức uống nước cũng sặc. Ai bảo gần đây ông ấy thường xuyên tiếp xúc với Lão Mẫn, người nhát gan hơn cả chuột, làm sao có thể trở thành kẻ sát nhân? Mọi người đều không tin điều này. Tù Nhi rất nhanh nhận được tin tức và cùng với chuột con đến nha môn để xem xét tình hình. Tuy nhiên tri phủ đã ra lệnh không cho bất kỳ ai vào, ngay cả tri phủ cũng không thể giúp được gì. Tù Nhi cũng rất sốt ruột, làm sao cha nuôi có thể trở thành kẻ sát nhân? Đúng lúc này, Tù Nhi ở ngoài cửa nha môn lại vô tình nhìn thấy em trai của Trịnh Lan đang nói chuyện gì đó với tri phủ. Tất cả những điều này đều rất đáng ngờ, chuyện ở đây vẫn chưa xong. Bà Thái Hậu lại muốn triệu kiến Tù Nhi, thật là không yên ổn chút nào. Thật trùng hợp, Tù Nhi một lần nữa gặp lại kẻ thù cũ Trịnh Lan. Mối hận cũ chưa dứt, oán mới lại tới. Dù là thuộc hạ của Trịnh Lan, Lão Mẫn cũng không thể bị cha nuôi hại chết. Tù Nhi ngay lập tức tuyên bố, cô không quan tâm bà đang giở trò gì. Nếu bà định đổ tội giết Lão Mẫn lên người cha nuôi, cô sẽ điều tra rõ ràng và khiến bà phải trả giá. Trịnh Lan nghe xong hoàn toàn bối rối, Lão Mẫn bị hại từ khi nào? Hóa ra sự việc đã xảy ra từ lâu như vậy, Trịnh Lan không hề biết thuộc hạ của mình đã qua đời. Vội vàng gọi bà chủ Min và Lão Mạc đến hỏi, vì sao xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy mà không nói cho mình biết? Bà chủ Min thấy Trịnh Lan đã biết chuyện, vội vã lấp liếm vài câu và sau đó cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng. Trịnh Lan vẫn tin vào lời mù quáng, nội bộ bên trong đã hỗn loạn, bên ngoài vẫn phải đối mặt với thử thách từ Tù Nhi và Thế Quân. Kẻ phản diện cũng có khổ tâm của kẻ phản diện. Mặt khác, Thế Quân khi biết ông Ji Chun bị bắt cũng rất sốt ruột, dù sao đó cũng là cha của cô gái mình yêu, nhất định phải làm rõ chuyện này. Thế Quân ngay lập tức tìm Tù Nhi, đã hơn nửa năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Thế Quân không nói nhiều, anh sẽ tìm cách rửa sạch oan khuất cho ông Ji Chun và phương pháp đó chính là sử dụng tráng sư. Điều này khiến Tù Nhi cảm thấy nhiều cảm xúc hỗn hợp. Người yêu cũng là con trai của kẻ thù, trong lúc khó khăn nhất, anh ấy không ngại đứng về phía mình. Cô cũng đang cố gắng rửa sạch oan khuất cho cha nuôi. Cô dự định sẽ chuyển nghề làm tráng sư để tự mình điều tra vụ án này, nhưng quy định của pháp luật lại nêu rõ, các quan chức triều đình không được giữ nhiều chức vụ cùng một lúc, Tù Nhi không còn cách nào khác, đành phải quyết định từ chức. Vị trí quan chức nhỏ ở chính sách sở, vào lúc này, nhà vua và thái hậu cũng đang trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Quyền lực kéo co liên tục tại chính sách sở, phe Đại Yên lợi dụng chính sách sở để làm mê hoặc lòng người, tổ chức nhiều hoạt động tế lễ, thực sự vừa tốn kém vừa làm hại người dân. Điều này khiến cho giới trí thức rất bất mãn, đã nhiều lần tụ tập bên ngoài để phản đối. Họ yêu cầu nhà vua bãi bỏ chính sách sở và thúc đẩy chính sách khoa học trong quản lý đất nước. Dưới sự dẫn dắt của nhà vua, phe Đại Doãn cuối cùng cũng thấy được hy vọng đảo ngược tình thế. Đây là cơ hội tuyệt vời để làm suy yếu phe Đại Yên. Nhà vua đã ra lệnh cho Thái Tuấn giám sát việc này, nhất định phải bãi bỏ chính sách sở, một cơ quan vô dụng. Thái hậu và những người khác không ngồi yên chờ chết, ngay lập tức phản ứng, ra lệnh cho chính sách sở tổ chức hoạt động tế lễ trong 2 ngày tới, nhằm vững chắc quyền lực và thách thức nhà vua. Cuộc chiến giành giật chính sách sở giữa hai bên đã đến mức căng thẳng. Tù Nhi từ chức vào thời điểm này, dễ khiến người ta cảm thấy cô đang bỏ trốn trước trận chiến. Lão Mưu, người đứng đầu chính sách sở, tự nhiên không đồng ý với yêu cầu từ chức của Tù Nhi. Ông ta nói rằng, dù cha ngươi đang đối mặt với án tử, ngươi cũng không được từ chức. Nếu không ông sẽ hạ cô xuống làm cung nữ. Lão Mưu cũng rất kiên định, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tình hình nội bộ vào thời điểm then chốt này. Điều này khiến Tù Nhi phải làm sao đây? Mặt khác, Thế Quân cũng đã tốn không biết bao nhiêu sức lực mới tìm được tráng sư Lão La. Vì sự tồn tại của tráng sư đã khiến nhiều âm mưu của các đại thần triều đình bị bại lộ, nên cách đây 10 năm, tất cả tráng sư đều bị một số người tấn công tập thể, không chỉ buộc tội mà còn bị đày ra khỏi thành, một số người thậm chí tan cửa nát nhà. Vào lúc đó, tráng sư đấu tranh cho công lý, nay đều sống một cuộc sống khốn khó. Lão La từ chối lời đề nghị trở lại giang hồ, dù sao bản thân ông ấy cũng đã không còn gì ngoài mạng sống này. Hy vọng vừa mới được thắp lên lại lập tức tắt ngúm. Tù Nhi cũng không quan tâm nhiều, trước tiên bỏ qua chuyện ở chính sách sở, muốn trở thành tráng sư. Dù không cần bằng cấp hành nghề, nhưng nhất định phải nắm vững các kiến thức pháp luật. Thế là Tù Nhi bắt đầu chế độ học tập cật lực, nhất định phải trở thành một tráng sư hợp lệ trước khi xét xử cha nuôi. Vào lúc này, bắt đầu có tin tức, phiên tòa xét xử ông Ji Chun sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa. Điều này khiến mọi người khó hiểu, một vụ án mạng phải sau 1 tháng mới có thể mở phiên tòa, tại sao lại đột nhiên rời lên sớm như vậy? Hiện tại chỉ còn một chút thời gian, cần phải tìm ra đủ bằng chứng. Vì vậy Tù Nhi quyết định tự mình tiến hành khám nghiệm tử thi với sự hỗ trợ của bạn bè. Cô đã thành công lẻn vào nha môn, với võ nghệ cao cường, chỉ cần nhảy nhót vài cái là dễ dàng nhảy qua vài bức tường và qua điều tra thi thể của Lão Mẫn. Phát hiện ra các đầu ngón tay và ngón chân,
đều xuất hiện các dấu hiệu đen, rõ ràng là bị đầu độc, chứ không phải như điều tra ban đầu nói là bị đâm chết. Cái gọi là vết thương do đâm chỉ là giả mạo sau khi nạn nhân chết, vụ án của cha nuôi cuối cùng cũng đón nhận một bước ngoặt tại hiện trường xét xử. Gia đình nạn nhân gần như muốn xé xác hung thủ, theo lời khai của nha môn, ông Ji Chun tránh việc lão Mẫn đòi nợ. Đã trong cơn giận dữ mà tàn nhẫn sát hại người ta, kết quả giám định pháp y cho thấy lão Mẫn chính là bị ông Ji Chun đâm chết, toàn thân là vết thương. Phương pháp tàn nhẫn của hung thủ đơn giản làm người ta phẫn nộ, cũng có người chỉ điểm, mắt thấy ông Ji Chun sát hại lão Mẫn, con dao thường dùng của ông Ji Chun cũng được phát hiện tại nhà lão Mẫn. Hiện tại với chứng cứ và nhân chứng đầy đủ, hung thủ sắp sửa nhận được xét xử công bằng và đúng khi thẩm phán chuẩn bị đưa ra phán quyết. Hiện trường bỗng nhiên xảy ra tình huống bất ngờ, bên ngoài có cô gái trẻ bước vào phòng xét xử, dự định làm tráng sư để bào chữa cho người phạm tội này. Mặc dù bị chi phủ ngăn cản vì lý do cản trở, nhưng quan tòa tôn trọng công lý, kiên định nguyên tắc công bằng và công khai, không chỉ giải thích cho nạn nhân, mà còn không cho phép có một án oan sai, vì vậy đồng ý cho tù nhi làm tráng sư bào chữa, tù nhi cũng không giấu giếm. Trực tiếp phủ nhận kết quả điều tra của nha môn, mọi người đều ngạc nhiên, một tráng sư nhỏ bé, làm sao phủ nhận kết quả điều tra chính thức. Tù nhi không hề hoảng loạn, tiếp tục trình bày quan điểm của mình và đưa cho quan tòa sổ sách của nạn nhân lão Mẫn, sổ sách ghi chi tiết mọi khoản của lão Mẫn khi còn sống. Trong đó món nợ của ông Ji Chun đã hoàn toàn được thanh toán, hoàn toàn không phù hợp của người điều tra cho rằng ông Ji Chun vì nợ nần mà hại người, chi phủ liền đặt câu hỏi. Sổ sách của lão Mẫn làm sao lại ở chỗ cô, chẳng lẽ cô đã ăn cắp? Để tìm đủ chứng cứ nhanh chóng, tù nhi đã nhờ chuột con và đàn em lén vào nhà lão Mẫn, lấy đi sổ sách cá nhân, bây giờ có lấy hay không không quan trọng. Nếu nha môn không có sổ sách của lão Mẫn, làm sao có thể điều tra ra được? Ông Ji Chun nợ tiền lão Mẫn, nói rằng cuộc điều tra này hoàn toàn là hư cấu. Nghe đến đây, chi phủ có vẻ hơi hoảng và đã dùng những thủ đoạn xấu xa vì tù nhi là con gái nuôi của ông Ji Chun. Họ đã từ chối cho cô tham gia kiện tụng. Tù nhi nói rằng con gái nuôi thì sao? Cô đến đây để chứng minh sự trong sạch, tuyệt đối không vì quan hệ mà bỏ qua pháp luật. Quan tòa cũng đồng ý với quan điểm của tù nhi, việc chứng minh ông Ji Chun vô tội, không quan trọng là ai làm. Tù nhi bắt đầu trình bày về nghi vấn thứ hai, đó là nhân chứng vai phụ. Qua điều tra của một số người, vai phụ là người nổi tiếng bị cận thị nặng, thị lực chắc chắn không thấp hơn 8 độ. Và được biết, đêm lão Mẫn bị hại trời âm u, đến 8 giờ tối đã không thể nhìn thấy gì. Ông ta làm sao xác nhận thủ phạm giết người chính là ông Ji Chun? Ở thời đại không có kính mắt, thấy người đối diện đã tốt lắm rồi. Vai phụ lúc này đã gần như không thể chịu đựng nổi, dưới tiếng mắng nhiếc của quan tòa đã hoàn toàn mất tinh thần. Mọi người nghe xong cũng có sự dao động về quan điểm này, chi phủ cùng một số người khác cũng bắt đầu bất an. Và lúc này, tù nhi đưa ra điểm quan trọng nhất của vụ án này. Đó là nạn nhân không phải chết do bị đâm, mà là do bị đầu độc. Điểm then chốt là bác sĩ pháp y không theo quy trình, không tiến hành 3 lần khám nghiệm tử thi. Trước sự uy nghiêm của quan tòa, bác sĩ pháp y nhút nhát cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh, đã thừa nhận lỗi lầm của mình và nói rằng tất cả những gì ông ta làm là do chi phủ ép buộc. Chuỗi điều tra này tồn tại quá nhiều lỗ hổng, quan tòa hoàn toàn bác bỏ kết quả điều tra trước đó và quyết định mở lại điều tra vụ án này, bắt đầu từ việc khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ lại xảy ra, nạn nhân lão Mẫn đã được chôn cất. Thông tin này đã gây sốc cho mọi người, chi phủ để nhanh chóng kết thúc vụ án này, đã thuyết phục gia đình nạn nhân nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện. Và lúc này, tù nhi đưa ra một ý tưởng táo bạo, đào mộ người chết để khám nghiệm. Mọi người nghe xong đều kêu lên điên rồ, làm sao có thể làm những chuyện trái với lẽ thường như thế được. Ngay cả quan tòa cũng sững sờ, tù nhi lại rất bình tĩnh. Chúng ta không chỉ cần giải thích cho người đã mất, mà còn không thể để một người sống phải chịu oan ức. Vì tất cả cuộc điều tra trước đây đều tồn tại nghi vấn, điều này chứng tỏ đây rõ ràng là một vụ án oan sai. Dưới sự quát mắng của quan tòa, tình hình hỗn loạn lập tức được kiểm soát. Việc đào mộ người đã chôn cất thực sự trái với lẽ thường. Vì vậy quan tòa sẽ báo cáo với đức vua, lấy ý kiến của ngài, 2 giờ sau sẽ mở lại phiên tòa. Điều này khiến mọi người càng thêm lo lắng. Mấy người này đang run rẩy vì sợ, liệu âm mưu của họ đã bị lật tẩy hay chưa? Ông Ji Chun cũng cảm thấy khó xử, dù bị hại mà vẫn không thể yên nghỉ. Nhìn tù nhi nỗ lực bào chữa cho mình, cha nuôi cảm thấy cuộc đời của ông đã đáng giá, nhưng công lý là công lý, tù nhi sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Dù phải đối mặt với áp lực từ chi phủ, cô vẫn sẽ điều tra đến cùng. Thái độ của nhà vua đối với vụ việc này sẽ quyết định số phận của nhiều người. Quan tòa nhanh chóng nhận được phản hồi, theo lời khuyên của nhà vua, quyết định mở lại điều tra vụ án, vào ngày mai sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi lần nữa. Mọi người cuối cùng cũng thấy được ánh sáng chiến thắng, dù gia đình người qua đời khó có thể chấp nhận điều này, cũng phải điều tra sự việc đến cùng, sự thật sắp được phơi bày. Bà chủ Min hoàn toàn hoảng loạn, một khi vụ án được điều tra lại, bản thân bà ấy là kẻ chủ mưu, chắc chắn không thể trốn thoát. Nếu muốn sống sót thì chỉ có thể nói hết mọi chuyện với Trịnh Lan để cô em dâu ra mặt giải quyết chuyện này. Có thể còn chút hy vọng, nhưng chuyện bà và lão Mẫn tham ô cũng sẽ được công khai và chắc chắn sẽ đắc tội với Trịnh Lan.
Lão Mạc là anh trai của Trịnh Lan, chắc chắn sẽ không bị trừng phạt, nhưng tương lai của bà chủ Min thì khó nói. Mặt khác, Tù Nhi giúp cha nuôi tìm được hy vọng, cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có chút thời gian để quản lý công việc của thương đoàn. Nhưng tại thời điểm này, tai nạn lại xảy ra, Tù Nhi bị người của Chánh Sách Sở đưa đi, vì bào chữa cho cha nuôi mà tự ý rời khỏi Chánh Sách Sở, khiến Lão Mưu tức giận phát điên. Lão Mưu đã sai người khống chế Tù Nhi, Tù Nhi sẽ lại đối mặt với tình thế khó khăn, chỉ còn 2 ngày nữa là đến phiên tòa xét xử cha nuôi, liệu cô ấy có kịp trở lại? Gần đây nhà vua có ý định bãi bỏ Chánh Sách Sở, Lão Mưu sắp mất việc và đã xả hết giận dữ lên người Tù Nhi. Mặt khác, dưới sự điều tra của Lão Lục, nhà vua kinh ngạc phát hiện rằng trạng sư bào chữa cho vụ án ban ngày lại chính là Tù Nhi. Điều này khiến nhà vua càng thêm tò mò về Tù Nhi. Cô gái nhỏ này thật sự tài năng, vì vậy quyết định một lần nữa giả dạng làm quan để đến gặp Tù Nhi ngoài thành. Dưới sự sắp xếp của Lão Lục, nhà vua cuối cùng cũng gặp lại Tù Nhi. Vua đã nói thẳng vào vấn đề, nghe nói ban ngày cô làm trạng sư bào chữa cho một người bị oan, nhưng làm sao xử lý chức vụ tại Chánh Sách Sở? Cô không thể làm hai việc cùng một lúc được, hình như cô từng được giải thoát khỏi danh phận nô lệ để có cơ hội làm việc tại Chánh Sách Sở phải không? Tù Nhi không biết nên nói gì bây giờ, cô ấy lại bị điều động về một vùng xa xôi làm nô lệ. Nhà vua thì bình tĩnh nói với Tù Nhi đừng lo, mọi chuyện của cô sẽ được báo cáo lên nhà vua. Chắc chắn sẽ xin sự giúp đỡ của ngài, mặc dù có vẻ như không quan tâm, nhưng nhà vua trong lòng đã chửi Lão Mưu không sót từ nào, dám đem người con gái mà anh yêu thương làm nô lệ. Xem anh trừng trị ông thế nào, thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, bỏ qua những công việc rắc rối trong cung và người con gái mình yêu thương nói chuyện mãi không thôi. Khiến nhà vua rất vui vẻ, đúng lúc hai người chia tay, từ xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng, người đó chính là Lão Mưu. Ông lão này giữa đêm khuya lại theo dõi Tù Nhi, nhưng điều ông ta không ngờ tới là nhà vua thường xuyên rời cung nửa đêm chỉ để tìm gặp cô gái này. Biết được bí mật này, Lão Mưu có thể sẽ nhận được lợi ích lớn từ phe Đại Yên, nhưng điều lão không ngờ tới hơn là ngày hôm sau vua lại triệu tập ông. Nghe nói ông đã hạ cấp Tù Nhi thành nô lệ, dù sao thì Chánh Sách Sở cũng đã bị bãi bỏ, bây giờ vua yêu cầu ông ấy hủy bỏ quyết định hạ cấp Tù Nhi thành nô lệ. Còn lý do thì ông không cần biết, sau này vua sẽ sắp xếp công việc cho ông, ai có thể từ chối mệnh lệnh của nhà vua. Trên bề mặt, lão cung kính đáp ứng. Phiên tòa phúc thẩm vụ án giết người của cha nuôi diễn ra như kế hoạch. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi lần nữa, thẩm phán xác định tri phủ trong quá trình điều tra vụ án này đã có sơ suất nghiêm trọng, kết quả điều tra không trùng khớp với sự thật, ông Ji Chun cũng không phải là thủ phạm của vụ án này, vì vậy quyết định tráng án cho ông Ji Chun và tiếp tục điều tra hung thủ thực sự. Cả hội trường dậy sóng, nhờ vào sự cố gắng không mệt mỏi của Tù Nhi, ông Ji Chun cuối cùng đã được minh oan. Có người vui có người khóc, nếu cuộc điều tra tiếp tục, âm mưu của bà chủ Min sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Vì vậy, bà ấy quyết định kể hết mọi chuyện cho Trịnh Lan biết, dù sao Trịnh Lan cũng là em dâu của mình, người phụ nữ có địa vị cao trong gia đình quốc cữu, trực tiếp ra mặt giải quyết chuyện này. Biết đâu lại lặng lẽ qua mặt được, đúng lúc Trịnh Lan chưa biết xử lý ra sao, Lão Mưu, con cáo giả này tự tin bước đến. Xin được công nhận công lao, hy vọng có thể xin một chức vị nho nhỏ trong phe Đại Yên, lão đã kể lại một cách thêm mắm thêm muối. Việc vua ra ngoài cung gặp gỡ Tù Nhi cho Trịnh Lan nghe, Trịnh Lan bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra gián điệp của nhà vua để theo dõi bên ngoài chính là Tù Nhi. Không trách gần đây mọi động thái của phe Đại Yên đều nằm trong tầm kiểm soát của vua, biết được đối thủ là ai, việc loại bỏ mối họa lớn này đã trở nên cấp bách. Sau khi bàn bạc cùng vợ, thay vì xử lý cô gái ngay lập tức, họ quyết định tận dụng cô để kiềm chế vua, nhất định phải dập tắt thái độ ngang ngược gần đây của vua. Mỗi lần như thế, quốc cữu lại vào cung yết kiến vua, thái hậu vẫn đang tức giận vì vua quyết định bãi bỏ Chánh Sách Sở. Không ăn không uống, nhà vua phải tự tay mang đến bánh ngọt. Thái hậu không mở mắt cũng đuổi con trai đi, nghe nhà vua nói nếu bà không ăn, anh sẽ ở lại đây mãi. Cuối cùng thái hậu đành phải ngồi dậy, nhưng khi vua trao cho bà bát canh bổ dưỡng, thái hậu lập tức đổ đi. Đây chính là hành động tuyên chiến với nhà vua. Hai người đại diện cho phe Đại Yên và Đại Doãn. Lúc này đã là nước với lửa, không thể dung hòa. Hai bên vì tranh giành quyền lực mà đã nghĩ đủ mọi cách, thật trùng hợp. Quốc cữu đang đứng đợi bên ngoài cửa, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nhà vua, cơ hội này không phải đã đến sao? Lúc này, quốc cữu bắt đầu giả vờ diễn sâu. Hiện nay trong triều đình đang lan truyền tin đồn, ngài đã gặp gỡ một phù thủy hèn mọn bên ngoài cung và đã có tình cảm với nàng ấy. Nhà vua hơi mất bình tĩnh, ai đang bịa đặt vậy? Hóa ra quốc cữu coi Tù Nhi như một phù thủy hèn mọn. Vì Chánh Sách Sở tôn thờ mê tín và gần đây học giả cả nước hay phe Đại Doãn đều ủng hộ nhà vua chống lại mê tín, thúc đẩy chính sách khoa học. Và bây giờ, việc nhà vua gặp gỡ một phù thủy hèn mọn bên ngoài cung chắc chắn sẽ khiến người ngoài nghi ngờ. Dưới sự thúc giục không ngừng của quốc cữu, nhà vua thừa nhận đã gặp Tù Nhi bên ngoài và liên tục giải thích chỉ là để nói chuyện, nhưng quốc cữu không nghe lời giải thích đó vì đã nắm được điểm yếu của nhà vua. Cố gắng lôi kéo mạnh mẽ hơn nữa, hiện tại, khắp triều đình đều đồn đại rằng nhà vua đã có quan hệ tình cảm với phù thủy của Chánh Sách Sở, nhà vua bị quốc cữu dồn ép bất ngờ. Dù giải thích thêm bao nhiêu cũng vô ích,
ông ta ra sức khuyên vua, vì lợi ích của hoàng gia và dòng máu quý tộc, vua phải tự mình trừng phạt Tù Nhi, mới có thể chứng minh mình trong sạch. Với loạt chiêu trò danh mãnh này, vua đã bị đánh lừa đến mức hoang mang không biết làm sao. Quốc Cữu lại tiếp tục thúc ép bằng cách dọa sẽ từ chức nếu không được như ý, không để cho vua có cơ hội phản bác. Vua bị dồn đến bước đường cùng. Sau khi ra khỏi cung, nghĩ đến vẻ mặt xanh mét của vua, ông ta đã cười hả hê. Hai người đều yêu mến cùng một cô gái, nhưng đều vì lý do liên quan đến danh tính mà không thể yêu đương. Là một vị vua, để đảm bảo an toàn cho Tù Nhi, không chỉ phải giấu kín thân phận, mà cả việc gặp gỡ cũng phải lén lút. Về phần Thế Quân, anh ấy còn khổ sở hơn vì chính cha mình lại là kẻ thù giết mẹ Tù Nhi. Mặc dù trong lòng họ yêu nhau, nhưng thực tế lại trớ trêu như vậy. Mối quan hệ mập mờ này chỉ khiến Thế Quân phải lặng lẽ bảo vệ Tù Nhi, nhà vua bị đẩy đến bờ vực. Hoặc là tự tay trừng phạt cô gái mình yêu, hoặc lại một lần nữa bị lực lượng Đại Yên áp chế tại triều đình. Sự lựa chọn khó khăn đặt lên ai cũng sẽ lúng túng, để đảm bảo chuyện này không sai sót. Quốc Cữu đã gọi con trai Thế Quân đến, nói rằng cậu và Tù Nhi thường xuyên qua lại, cô ta giờ còn dám quyến rũ nhà vua, cô bé tiểu yêu tinh này thật là dai dẳng. Chuyện trước đây cậu và cô ta cùng nhau phá hoại kinh doanh của nhà Trịnh Lan, ông cũng không truy cứu, nhưng từ bây giờ cậu phải rời xa cô tiểu yêu tinh đó. Thế Quân nghe thế không chịu được, nói Tù Nhi không phải người như vậy, cô ấy cũng không biết thân phận thực sự của nhà vua. Hai cha con cãi nhau kịch liệt về việc này. Biết Quốc Cữu muốn lợi dụng Tù Nhi, Thế Quân vội vàng tìm đến cô, dặn dò cô đừng gặp người gọi là cố vấn hình sự nữa. Anh ta sẽ đưa cô vào nguy hiểm, dù đã hứa với nhà vua giúp giấu giếm thân phận, Thế Quân cũng không dám nói ra lý do thực sự. Tù Nhi cũng là một người có cá tính, không dễ dàng nghe theo. Cô nghĩ người đó khá tốt, nhiều chuyện có thể thông qua người đó để báo cáo với vua. Mặt khác, nhà vua cũng không muốn ngồi yên chờ chết. Dưới sự nỗ lực không ngừng của lão Giang, cuối cùng đã tìm được vị đại nội thị vệ lão Lý, người từng bảo vệ Tù Nhi và mẹ cô. Sau khi mẹ Tù Nhi bỏ trốn khỏi cung, người này đã luôn ở bên cạnh bảo vệ, nhiều lần đẩy lùi sát thủ do Quốc Cữu cử đến, nhưng cuối cùng vẫn bị thất lạc và trốn chạy đến tận bây giờ. Sau khi mẹ Tù Nhi sinh cô và qua đời, lão Lý hiện tại là người duy nhất biết rõ lai lịch cha của Tù Nhi. Dưới sự thẩm vấn của lão Giang, lão Lý cuối cùng đã tiết lộ bí mật động trời từ 20 năm trước. Mẹ Tù Nhi thực sự đã được vua chúa sủng ái, Tù Nhi chính là công chúa. Hóa ra cô gái từ nhỏ lớn lên trong tù này lại có danh phận cao quý như vậy, nghĩa là nhà vua hiện tại chính là chú của Tù Nhi mà không hề hay biết. Vua vẫn đang lo lắng vì theo đuổi chính cháu gái mình, liệu Tù Nhi có chấp nhận lời cầu hôn của nhà vua. Tù Nhi dựa vào sức hút cá nhân xuất sắc của mình đã nhận được sự yêu ái của nhà vua, nhưng vì muốn tiếp xúc với cô, nhà vua luôn giấu giếm danh tính của mình dưới sự đe dọa của nhiều lực lượng. Nhà vua không muốn Tù Nhi phải dính líu đến mình, nên đã tìm cơ hội để thử lòng cô ấy, hỏi cô có muốn sống trong cung không. Anh ta có thể xin phép nhà vua để cô làm người hầu trong đại điện của nhà vua, có thể còn có cơ hội trở thành quý phi. Không biết là ngạc nhiên hay sợ hãi, Tù Nhi nghe những lời của cố vấn hình sự trước mặt này có vẻ hơi bối rối. Cô nhanh chóng bình tĩnh và bày tỏ suy nghĩ của mình. Hóa ra trái tim cô đã sớm có chủ, và người ấy chính là Thế Quân. Nhiều năm trước, sự xuất hiện của Thế Quân đã khiến Tù Nhi, người chỉ có bạn tù làm bạn, mở lòng và dành tình cảm yêu mến. Theo thời gian, tình cảm ấy càng trở nên sâu đậm. Cô biết rõ Thế Quân cũng có tình cảm yêu mến cô, nhưng số phận trớ trêu. Cha của Thế Quân chính là kẻ đã sát hại mẹ cô. Mối quan hệ oán nghiệt này cũng chặn đứng tương lai của cả hai. Tù Nhi nói đến đây vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Những ngày này, cảm xúc nén chặt trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Dù sao thì trước mặt cố vấn hình sự, nói ra những điều trong lòng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhà vua nghe những lời này, rõ ràng có chút ghen tị, nhưng không có cách nào, chỉ đành tìm cơ hội khác vậy. Mặt khác, các liên minh thương nhân nhỏ đều bị Tù Nhi dụ dỗ, khiến liên minh của Trịnh Lan không còn đối tác kinh doanh nào, rơi vào tình trạng cô lập, từ đó gây ra tổn thất lớn. Mặc dù đã thống trị giới thương mại nhiều năm, cô cảm thấy nhận được sự sỉ nhục lớn, quyết tâm phải tiêu diệt tận gốc. Nhưng khi nghĩ đến lời Quốc Cữu từng nói, Tù Nhi vẫn còn giá trị lợi dụng, phải đảm bảo an toàn cho cô ta. Trịnh Lan càng nghĩ càng tức, mình bị cô ta bắt nạt mà vẫn phải bảo đảm an toàn cho cô ta thì không thể nào. Trịnh Lan phái thợ săn tiền thưởng, từng là mật vụ để ám sát Tù Nhi, vì chỉ có mật vụ mới có thể đối phó được với cao thủ như cô ấy. Tù Nhi hoàn toàn không hề biết mình đang bị đe dọa, vẫn đang lên kế hoạch cho tương lai của thương đoàn, không hay biết rằng nguy hiểm đã lén lút đến gần. Đối mặt với đội quân sát thủ hùng hậu, Tù Nhi dù võ nghệ cao cường, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại sự tấn công của hàng chục người và sớm bị đâm nhiều nhát kiếm bại trận. Dù có vệ sĩ chân nhi bảo vệ nhưng cũng vô ích. Đúng lúc sát thủ định giáng đòn sát thương chí mạng, Thế Quân kịp thời xuất hiện. Sau một hồi giao tranh, cuối cùng đã đẩy lùi được những kẻ tàn nhẫn. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng, Tù Nhi mất máu quá nhiều và ngất đi. Nhìn người con gái yêu quý bị thương nặng như vậy, Thế Quân đau đớn như dao cắt, và chẩn đoán của Lang Y càng khiến anh cảm thấy tuyệt vọng. Tù Nhi mất máu quá nhiều đã rơi vào trạng thái sốc, có thể tỉnh lại hay không chỉ có thể trông cậy vào số mệnh của cô ấy. Biết được Tù Nhi đã ở trên bờ vực sinh tử, Trịnh Lan vui mừng sắp bật cười thì Quốc Cữu đã xông vào.
Kỹ năng nói dối của nàng thật sự là giỏi, còn không quên nháy mắt vô tội của mình, dễ dàng lừa gạt Quốc Cữu. Tuy nhiên điều này vẫn chưa đủ. Trịnh Lan còn lợi dụng lúc người khác yếu ớt để tấn công, cô ta đã sử dụng quyền lực của mình để đưa một số chủ doanh nghiệp nhỏ trong thương đoàn của Tù Nhi về phía mình. Không phải là lôi kéo họ, mà giống như là ép buộc, đánh người ta không ra hình người mà vẫn nói về hợp tác. Trịnh Lan cuối cùng đã yên tâm. Không còn Tù Nhi can thiệp, cô ta có thể thoải mái bắt nạt dân lành. Trong khi đó ở một nơi khác, vua cuối cùng đã nghĩ ra cách đối phó với Quốc Cữu. Anh lập tức phái Lão Lục ra khỏi cung để tìm Tù Nhi, nhưng không ngờ cô ấy đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Thấy Lão Lục, Thế Quân không thể kiềm chế cơn giận, trách móc rằng đã hứa sẽ bảo vệ Tù Nhi, nhưng giờ đây cô ấy lại đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Lão Lục lập tức trở về cung báo cáo sự việc cho vua. Tin tức này khiến vua không kịp trở tay, vua muốn tự mình ra ngoài xem xét tình hình của nàng. Nhưng Lão Lục khuyên can, với sự hiện diện thường xuyên của sát thủ bên ngoài cung. Lão Lục cảnh giác cao độ, bởi ra khỏi cung lúc này đi kèm với nguy cơ tiềm ẩn, nhà vua đầy tự trách chỉ có thể ở trong cung sốt ruột, Tù Nhi hiện đã trở thành con bài chính trị. Đe dọa sức mạnh của nhà vua phải tìm cách cho Tù Nhi nhập cung, vì thế vua đã gọi Thượng Cung Kim đến. Nhất định phải tìm cách sắp xếp Tù Nhi vào hậu cung của mình, đây là phương pháp duy nhất để bảo vệ nàng. Nghe xong Thượng Cung Kim không khỏi kinh hoàng, bây giờ nguồn gốc của Tù Nhi vẫn chưa được xác định, không chừng cô ấy là công chúa, một khi vào cung liệu có trở thành trò cười cho thiên hạ không. Nhưng để bảo vệ danh dự của nhà vua, Thượng Cung Kim chỉ có thể tạm thời đồng ý. Thực tế là có quá nhiều điều bất ngờ. Ngay sau khi Thượng Cung Kim vừa đi để điều tra nguồn gốc của Tù Nhi thì Lão Giang trở về. Lão Giang kể cho mọi người về lai lịch của Tù Nhi. Chưa kịp ngạc nhiên, vệ sĩ của Tù Nhi vội vàng đến và kể cho mọi người về vụ Tù Nhi bị ám sát. Lượng thông tin dồn dập khiến mọi người hơi bị bất ngờ. Tại sao một người tốt lại bị tấn công? Theo như Chân Nhi điều tra, thủ lĩnh ám sát Tù Nhi chính là cựu mật vụ. Lão Giang có chút khó hiểu, hai người vốn không thủ không oán, tại sao lại muốn hại Tù Nhi? Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ cần bắt lại là ra thôi. Quả nhiên là thám tử, dễ dàng tìm ra tung tích của cựu mật vụ. Dưới sự đe dọa và là cấp trên của anh ta trước đây, cựu mật vụ cũng thú nhận người đứng sau là Trịnh Lan. Mối thù giữa mọi người đã đến mức đổ máu. Thế Quân cũng nhanh chóng biết được tin này và tức giận chạy đến trước mặt Quốc Cữu, từ bỏ chức vị đứng đầu Bình Thị Sở, quyết tâm toàn tâm toàn ý bảo vệ Tù Nhi. Nghe xong những lời này, Quốc Cữu tức điên lên, nếu ngày hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa này, mối quan hệ cha con chúng ta sẽ kết thúc ngay lập tức. Lúc này, Thế Quân đã nhìn thấu mọi chuyện, cha mình và Trịnh Lan đã không thể cứu chữa. Những gì anh có thể làm bây giờ là bảo vệ những người bên cạnh mình. Kẻ thù gặp nhau, vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Trịnh Lan. Hai người đã sẵn sàng chiến đấu, mọi hận thù cũ mới đều đã được ghi chép lại. Từ giây phút này, hai bên sẽ không còn che giấu hận thù trong lòng nữa. Một trận chiến từ thương trường đến cung đấu sắp sửa bắt đầu. Bất chấp đau đớn trên toàn thân, Tù Nhi vội vã đến nhà của Lão Lý vào đêm hôm đó. Lão Lý khi thấy Tù Nhi dù đã bệnh nặng, ngay lập tức nhận ra cô là con gái của Hiền Phi và không ngần ngại bái kiến công chúa. Tù Nhi giật mình bởi hành động này, cuối cùng cũng biết rằng mẹ mình thật sự đã được vua ban sủng và bản thân chính là con gái của ngài. Trước người ân nhân này, Tù Nhi cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao mẹ lại bị hại đến nông nỗi này. Lão Lý khi còn trẻ là thị vệ trong cung, tương lai của ông hứa hẹn sáng lạn. Khi đó Lão Lý và mẹ cô đã quen biết từ trước. Một dịp tình cờ, Hiền Phi chứng kiến Thượng Cung đầu độc nhà vua. Điều này đã làm cho cung nữ vô danh này vô cùng sợ hãi và cô lập tức quay người bỏ chạy. Trong cơn hoảng loạn, cô đã bị Thái Hậu và người hầu phát hiện. Không có cách nào khác, Hiền Phi chỉ có thể vội vàng trốn thoát để tránh khỏi nguy hiểm không biết trước. Nhưng khăn tay của cô lại vô tình rơi xuống đất. Thái Hậu biết rằng chỉ có cung nữ của Đông Cung mới có loại khăn tay như vậy. Âm mưu đầu độc nhà vua của bà tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, thà giết nhầm 1.000 người cũng không để sót một người. Thái Hậu đã kết hợp với em trai mình, triệu tập tất cả các cung nữ của Đông Cung để thẩm vấn từng người một. Tuy nhiên, theo những gì Lão Lý nhớ lại, không một cung nữ nào sống sót sau cuộc thẩm vấn. Vị trí của họ rất nhanh chóng được các cung nữ mới lặng lẽ lấp đầy. Trong lúc tuyệt vọng, Hiền Phi đã tìm đến Lão Lý ngoài cung và hy vọng ông có thể đưa cô ra nước ngoài, ngay cả khi phải trốn sang Đại Minh cô cũng sẵn lòng. Vì đưa cung nữ trốn đi là tội tử hình, vào thời điểm đó vì sợ hãi, Lão Lý đã từ chối yêu cầu của Hiền Phi. Vào thời điểm này, Hiền Phi đã hoàn toàn không còn ai dựa vào. Lão Lý nói với Hiền Phi rằng hãy đợi thêm 2 ngày nữa, ông sẽ tìm cách giúp đỡ. Tuy nhiên, chính quyết định này đã khiến Lão Lý phải hối hận suốt đời. Khi trở lại cung, Hiền Phi đã dành cả ngày để khóc lóc. Vào đêm hôm đó, nhà vua tình cờ phát hiện ra nàng cung nữ đáng thương này và đã đưa cô vào phòng ngủ của mình. Mặc dù Hiền Phi nhận được sự sủng ái của nhà vua, cô không dám tiết lộ âm mưu hại chết ngài của Thái Hậu nếu như nhà vua không tin lời cô. Đó sẽ là con đường cụt. Ngày hôm sau, bàn tay quỷ của Thái Hậu đã tìm đến. Lúc này Hiền Phi đã không còn sức chống đỡ. Nếu không hành động, chắc chắn cô sẽ bị Quốc Cữu hành hạ đến chết. Vào buổi tối, người hầu có kế hoạch đột kích kiểm tra, nhưng họ đã chậm một bước. Trong lúc đó, Hiền Phi đang chạy trốn khắp nơi trong cung,
và cuối cùng lão Lý đã quyết định phải hành động vì người mình yêu. Như vậy, hai người bắt đầu cuộc trốn chạy không có hồi kết, mặc dù không thể sống một cuộc sống yên bình. Nhưng việc có thể ở bên nhau một cách chân thành cũng đã cho họ động lực để tiếp tục sống. Chẳng bao lâu sau, Hiền Phi bắt đầu có dấu hiệu mang thai. Và mối quan hệ giữa ba người đã có những thay đổi tinh tế. Lão Lý đã hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Hiền Phi, việc bảo vệ Hiền Phi và đứa trẻ trong bụng trở thành nhiệm vụ chính của ông cho phần đời còn lại. Tuy nhiên, khi đứa trẻ trong bụng càng lớn lên từng ngày, con đường trốn chạy của họ càng trở nên gian nan hơn. Trong lần trốn chạy cuối cùng, những tay sát thủ không ngừng săn đuổi đã thành công, cuối cùng không còn cách nào. Lão Lý đành để Hiền Phi trốn vào thành để lẩn tránh, còn mình ở lại để ngăn chặn những tay sát thủ, dốc hết sức lực cuối cùng. Lão Lý cuối cùng đã đánh bại tất cả các sát thủ. Sau đó, lão Lý vừa điều tra tung tích của Hiền Phi, vừa trốn tránh sự truy đuổi, và như vậy đã kéo dài hơn 20 năm. Nghe đến đây, cả hai đều vô cùng xúc động. Bí mật về thân phận của tù nhi cuối cùng cũng được hé lộ. Cha mẹ cô đều là nạn nhân của Thái Hậu và Quốc Cữu. Thêm vào đó, sư phụ cũng bị Quốc Cữu sát hại. Mối thù này càng ngày càng sâu đậm. Tù nhi không ngừng nhắc nhở rằng thân phận của cô phải được giữ kín. Nếu để Thái Hậu và Quốc Cữu biết cô là công chúa, không chỉ bản thân cô sẽ trở thành mục tiêu, mà mọi người xung quanh cũng sẽ rơi vào khủng hoảng. Mọi người có thể nghĩ tù nhi muốn hành xử một cách kín đáo, nhưng hành động tiếp theo của cô lại khiến mọi người kinh ngạc. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ Chân Nhi, tù nhi trực tiếp đến cửa lớn nhà Quốc Cữu. Điều này đã làm Chân Nhi hoảng sợ. Chỉ có hai người mà lại đi đấu với người ta, không phải là tự sát sao? Tù nhi bình tĩnh bước vào sân, có lẽ đây là ý trời. Trịnh Lan lúc này cũng đang trong sân, thấy tù nhi bước từ ngoài cửa vào, hồn Trịnh Lan như lạc mất. Nhưng tù nhi chỉ mất ba bước đã đến trước mặt Trịnh Lan. Trịnh Lan lúc này đã không còn nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, người hay là ma. Rõ ràng đã sai người sát hại cô ấy, tại sao lại bình yên vô sự xuất hiện trước mặt mình? Tù nhi không nói nhiều mà trực tiếp tuyên chiến, sau đó quay lưng rời đi, để lại Trịnh Lan và người hầu trong cơn lộn xộn khó hiểu, chưa kịp lấy lại tinh thần sau nỗi kinh hoàng. Quốc Cữu cũng đang gặp rắc rối lớn, do gần đây liên tục xảy ra xung đột với Minh Quốc trên biên giới, mối quan hệ thương mại giữa hai nước rơi vào trạng thái bế tắc. Và để làm dịu tình hình bất lợi này, Minh Quốc đã cử một đại sứ đến để đàm phán hòa bình, do có quan hệ thân thiết cá nhân với vị đại sứ này. Quốc Cữu dự định tận dụng lòng tham của người này để nhờ đại sứ giúp mình loại bỏ lực lượng Đại Doãn để mua chuộc vị đại sứ này. Quốc Cữu cần 5.000 bạc trắng. Điều này khiến Trịnh Lan khá là khó khăn. Nhà họ bán nồi bán chảo cũng chỉ đủ gom được 2-3.000 lượng. Nghĩ đến đây, cậu em trai có ý tưởng, mới đây không phải vừa hợp nhất vài ông chủ thương đoàn sao, có thể yêu cầu họ đóng góp một ít. Trịnh Lan hiểu ra và lập tức triệu tập tất cả các ông chủ, kêu gọi tất cả đóng góp. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là cướp sao? Trịnh Lan giải thích, 3.000 này dùng để thương mại với Minh Quốc. Gần đây mối quan hệ thương mại giữa hai nước hoàn toàn bị đình trệ, chỉ cần các người góp đủ, một tháng sau cô ta sẽ trả lại gấp đôi. Dưới sức ép này, mọi người đành phải lấy hết tài sản ra, dù sao không nộp cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Cứ liều một phen, hóa ra trong thời gian gần đây, phán binh họ Lý dẫn đầu quân đội vượt qua biên giới Minh Quốc và tàn sát những tên cướp đã trú ngụ tại biên giới. Mối quan hệ giữa hai nước do đó trở nên căng thẳng ngay lập tức, sau đó chấm dứt mọi giao tiếp trong tình hình bất lợi này. Như một lãnh đạo của lực lượng Đại Doãn, phán binh đã trở thành người làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nước. Trong ngày tiếp đón đại sứ Minh Quốc, Quốc Cữu đã đi thẳng vào vấn đề, rút ra phong bì và gửi trước mặt đại sứ. Đại sứ vốn tham lam cũng là người dứt khoát, lập tức mở phong bì. 5.000 bạc trắng làm đại sứ sửng sốt, yêu cầu của Quốc Cữu cũng không cao. Hiện tại phán binh đã nhiều lần gây rối, lần này lại đến biên giới Minh Quốc gây sự, phe của ông ta đã không thể chịu đựng được nữa. Ngày mai trong đại điện, sứ thần chỉ cần coi xung đột này như là một cuộc xâm lược nước ngoài, báo cáo với nhà vua và đẩy toàn bộ tội lỗi lên phán binh là được. Đại sứ nghĩ việc này dễ làm. Ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Quốc Cữu, đại sứ đến trước mặt nhà vua thảo luận cách giải quyết xung đột biên giới. Thấy nhà vua là người tốt tính, đại sứ bắt đầu màn trình diễn của mình vì mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chuyện lớn có thể hóa nhỏ, yêu cầu của họ cũng không cao. Nguyên nhân chính của sự việc vẫn là do sai lầm của chỉ huy phán binh. Ông ta định sẽ đưa phán binh đi, dựa theo luật pháp Minh Quốc để trừng phạt người này. Nghe xong, nhà vua lập tức không thể bình tĩnh. Phán binh chính là tướng lĩnh đáng tin cậy của mình, làm sao có thể để người khác sai khiến? Nhà vua kiên quyết từ chối yêu cầu của đại sứ, nhưng đại sứ lúc này lại cứng rắn không tha. Ông ta có thể không đưa người này đi, nhưng nói nhà vua nhất định phải nghiêm phạt phán binh và đồng bọn, nhất định phải khiến họ nhận thức được sự nghiêm trọng của vụ việc này. Yêu cầu này khiến nhà vua không còn cách nào khác, vì quyền hành đã bị người khác nắm giữ, nhà vua chỉ có thể theo yêu cầu, bắt giữ tất cả các quan chức của lực lượng Đại Doãn. Lão Giang và Thái Tuấn cùng các thành viên quan trọng khác cũng bị bắt giữ, một hình phạt khắc nghiệt là không thể tránh khỏi. Quốc Cữu cuối cùng cũng đã chiến thắng một trận lật ngược tình thế, chỉ cần từ từ chờ đợi kết quả xét xử. Tin tức về việc Lão Giang và Thái Tuấn bị bắt khiến tù nhi kinh ngạc không thôi. Toàn bộ lực lượng Đại Doãn bị bắt, muốn lật ngược tình thế thực sự khó như lên trời. Để cứu những người này, Tù Nhi đã vắt óc suy nghĩ. Trong lúc cấp bách, cô nhớ ra
Trước đây khi cùng Thái Tuấn tìm kiếm di vật của sư phụ Park, từng có một chiếu thư do nhà vua Minh Quốc ban cho sư phụ. Vì sư phụ giúp Minh Quốc tiêu diệt nhóm thổ phỉ và có công lớn để duy trì tình bạn giữa hai nước, Tiên Hoàng cho phép quân lính Triều Tiên chỉ cần liên quan đến nhóm thổ phỉ, cho phép vượt biên tiêu diệt bọn cướp bất kỳ lúc nào. Chiếu thư này đã đóng vai trò quyết định trong việc lật ngược tình thế của sự việc. Nhưng chiếu thư lại được Thái Tuấn cất giữ tại nhà. Lúc này quân lính đã bao vây không cho một con kiến lọt qua, muốn lấy chiếu thư đơn giản như leo lên trời, nhưng đối mặt với khó khăn, Tù Nhi chưa bao giờ lùi bước. Chú ý xem những thanh niên này lại cãi nhau trước mặt quân lính. Thấy cuộc cãi vã càng lúc càng to, quân lính thực sự không thể đứng nhìn, đành phải tiến lên ngăn cản, và ngay tại góc không xa, hai người phụ nữ lợi dụng lúc quân lính không chú ý, lén lút đột nhập vào sân được canh gác. Hóa ra mọi người cố ý thu hút sự chú ý của quân lính, tạo cơ hội cho Tù Nhi và Chân Nhi đột nhập vào nhà. Và mọi việc họ làm đều vì tìm kiếm một bức thư từ 20 năm trước. Bằng hết sức lực, Tù Nhi cuối cùng tìm thấy kho báu này. Nhưng vấn đề lại đến, chiếu thư phải trực tiếp đưa đến tay nhà vua. Hiện tại tình hình khẩn cấp, Tù Nhi ngay lập tức tìm đến Thượng Cung Kim. Sau khi giải thích để bà ấy đưa mình vào cung gặp nhà vua, Thượng Cung Kim lần này thật sự khó xử vì đã giúp nhà vua giấu danh tính trước mặt Tù Nhi. Điều quan trọng là nhà vua lại còn yêu mến cô gái này, dự định để cô làm cung nữ, nhưng không còn cách nào. Hiện tại Lão Giang và Thái Tuấn sắp phải đối mặt với án tử, việc cứu người là ưu tiên. Dưới sự dẫn dắt của Thượng Cung Kim, Tù Nhi đã thành công trong việc vào cung. Bản thân bà ấy cũng là một người quản lý nội cung, lại phải đi đường tắt để vào. Thượng Cung Kim yêu cầu Tù Nhi đợi bên ngoài phòng. Bà ấy đi báo cáo với nhà vua. Trong khi đó, nhà vua cũng vì tướng lĩnh bị giam giữ mà chìm trong suy tư, lòng dạ bất an. Nghĩ thôi thì ra ngoài đi dạo một chút, vừa ra ngoài đã là một bất ngờ lớn, nhà vua cúi đầu. Lại thấy một bóng lưng quen thuộc trông rất giống Tù Nhi, chẳng lẽ mình nhìn nhầm, nhìn lại một lần nữa, thật sự là Tù Nhi. Không kịp giấu giếm thân phận, sau nhiều ngày, cuối cùng cũng gặp lại nàng. Tù Nhi biết được thân phận nhà vua cũng sửng sốt không kém, hóa ra là vị quan lại mà cô gặp suốt một năm chính là nhà vua, điều này khiến Tù Nhi sợ hãi không ít. Nhà vua cũng vô cùng ngạc nhiên, làm sao nàng lại xuất hiện trong cung mà anh không biết chứ. Sau một hồi giải thích, Tù Nhi trực tiếp vào vấn đề, cô đến đây chính là có cách cứu phán binh và những người khác, nhà vua rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng cũng quen biết Lão Giang và Thái Tuấn? Trong lòng Tù Nhi nghĩ, không chỉ quen biết, cô còn là chủ nhân của họ nữa. Tù Nhi lúc này không tiết lộ với nhà vua thân phận của mình, vì một khi nhà vua biết được, Thái Hậu và những người khác chắc chắn sẽ không ngần ngại mở cuộc phản công. Khi đó tình hình sẽ trở nên không thể kiểm soát. Sau khi xem xét chiếu thư của Tiên Hoàng nhà Minh, anh cuối cùng cũng nở nụ cười đã lâu không thấy. Tướng lĩnh yêu quý của mình lần này thực sự có thể được cứu. Tù Nhi quả thật là ngôi sao may mắn của mình. Mỗi khi bản thân rơi vào thế bị động, cô ấy luôn có mưu kế. Trên đường trở về, Tù Nhi nhớ lại những chuyện đã qua với nhà vua, đã từng có hiểu lầm, cũng từng bị người ta truy sát. Cô từng chế nhạo nhà vua một trận, nghĩ đến những điều này trong lòng thật sự sợ hãi. Mình lại không kính trọng người đứng đầu một quốc gia như vậy. Đây thực sự là tội lớn, Lão Lục thì không nghĩ như vậy, an ủi rằng không biết thì không tội, hơn nữa nhà vua yêu thương cô như vậy. Tù Nhi nghĩ quá khứ cứ để nó qua đi, sau này nhất định phải chú ý hơn, mặt khác, để triệt để diệt trừ tận gốc. Trong cuộc đàm phán cuối cùng, Quốc Cữu yêu cầu sứ thần dùng lý do điều binh để loại bỏ tất cả lực lượng Đại Doãn trong triều. Đại sứ nói điều này không thể làm được, đây không phải là giả truyền thánh chỉ sao. Quốc Cữu ngay lập tức giải thích rằng ông bây giờ đang ở Triều Tiên, làm gì có ai biết, đại sứ nói cũng có lý. Dù sao cũng đã nhận của người ta 5.000 bạc trắng, mình là đại sứ, lời mình nói chính là lời của vua. Cuộc đàm phán cuối cùng diễn ra đúng kế hoạch. Trên đại điện, Quốc Cữu và đại sứ nhìn nhau cười tủm tỉm. Một số thành viên của lực lượng Đại Yên cũng đang theo dõi và hò hét phía dưới. Thấy thái độ cứng rắn của nhà vua, không có ý định trừng phạt phán binh và những người khác, đại sứ chuẩn bị sử dụng chiêu thức mạnh theo thỏa thuận. Nếu điện hạ không trừng phạt tội nhân, thì bọn họ chỉ còn cách điều binh. Mọi người nghe xong hoàn toàn hoảng loạn, nhà vua cũng bị sốc không kém. Không ngờ sứ thần này lại dám lừa gạt bản vương, chỉ một ánh mắt đã khiến người hầu mang chiếu chỉ đến trước mặt đại sứ và bắt ông ta đọc từng chữ một. Đại sứ chưa đọc xong đã hoảng sợ, dưới tiếng gầm thét uy nghiêm của nhà vua, đại sứ không thể không đọc từng chữ một. Quốc Cữu và đại sứ đã mất hồn, lần này dù giải thích thế nào cũng không rửa sạch được dưới sự ép buộc của nhà vua. Đại sứ hoàn toàn phục tùng, dù có 10.000 Quốc Cữu cũng không cứu được ông ta, chỉ có thể rời khỏi đại điện một cách thất vọng và nhìn xuống các thành viên phe Đại Yên dưới đại điện. Nhà vua tức giận không thể kềm chế, các đại thần trong triều cuối cùng đã được cứu giúp, còn những kẻ gian thần thì hoàn toàn hoảng loạn. Trịnh Lan hoàn toàn không hay biết, vẫn đang chờ đợi phu quân chiến thắng trở về, nhưng không ngờ lại mang theo một đống hỗn độn trở về, chưa kịp chửi bới thì Thái Hậu đã triệu tập hai người. Vụ việc này đã trở thành một thất bại hoàn toàn, Thái Hậu tức giận không thể kềm chế, có ý định nuốt chửng Quốc Cữu. Thấy Thái Hậu sắp giận dữ, Trịnh Lan vội vàng giải thích, tất cả là do Tù Nhi gây ra, sau những lời biện minh của người này. Thái Hậu cuối cùng đã biết được rằng Tù Nhi đã nhiều lần giúp nhà vua phá hủy âm mưu của phe mình, điều này khiến lực lượng phe Đại Yên bị tổn thương nặng nề.
Bà không ngờ cô gái mình yêu thương lại có nhiều điều làm trái với mình đến thế. Thái hậu không thể chịu đựng được những thất bại liên tiếp, lên kế hoạch bắt đầu một cuộc phản công, khiến cô phải trả giá. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, Tù Nhi cuối cùng cũng đã xác định được mục tiêu của mình, đó chính là Thái hậu và Quốc Cữu cùng những người khác. Với sức mạnh hiện tại, cô rõ ràng không phải là đối thủ của họ, vì vậy cô lên kế hoạch bắt đầu từ thương đoàn của Trịnh Lan. Từ từ tiêu hao sức lực của đối phương, gần đây, Trịnh Lan đã vay 3.000 lượng bạc từ các thương đoàn địa phương, cấu kết với đại sứ Minh Quốc. Nhưng không ngờ đầu tư thất bại và mất trắng, khiến bản thân mất uy tín trước nhiều thương đoàn, đúng vào lúc này đang cần tiền gấp. Với sự giúp đỡ của Thế Quân, Tù Nhi dự định tận dụng cơ hội tuyệt vời này, mang lại đen đủi cho Trịnh Lan một phen, bắt giữ người đầu sỏ trong nhóm của Trịnh Lan là Đông Sương. Là bước đầu tiên trong kế hoạch, mặc dù Đông Sương có tính cách hung hăng, không làm điều gì tốt đẹp, nhưng sau khi bị Tù Nhi và những người khác đánh một trận, cũng đã nếm trải mùi vị của nắm đấm. Dưới sự đe dọa và lôi kéo của Tù Nhi, Đông Sương vì muốn bảo toàn mạng sống đã đồng ý hợp tác với Tù Nhi. Bước thứ hai là đào tạo lại các ông chủ thương đoàn mà trước đây bị Trịnh Lan đào mỏ, ông chủ Kim và ông chủ Ngân tưởng rằng hành động phản bội của họ sẽ nhận được sự trả thù. Không ngờ khi gặp lại Tù Nhi, cô ấy không chỉ không trách móc họ mà còn định hợp tác lại với họ và kiếm lại số tiền đã mất ở nhà Trịnh Lan. Nhiệm vụ mà Tù Nhi giao cho ông chủ Kim và ông chủ Ngân cũng rất đơn giản, đó là đến thương đoàn của Trịnh Lan gây áp lực và đòi lại số tiền đã chi ra trước đó. Điều này khiến bà chủ Min vô cùng hoảng loạn, 3.000 lượng bạc trắng đã bị em dâu cầm đi tiêu xài. Đối mặt với áp lực của các ông chủ thương đoàn, Trịnh Lan và bà chủ Min đón nhận mọi giao dịch kinh doanh không từ chối ai, cần gấp một khoản tiền để lấp đầy khoảng trống tài chính hiện tại. Đúng lúc bà chủ Min đang trầm tư suy nghĩ, Đông Sương lại tiết lộ một cơ hội kiếm tiền lớn, đó là gần đây Minh Quốc muốn nhập một lô nhân sâm ở Triều Tiên, trong khi hiện tại nhiều thương đoàn không biết tin này. Giờ mua hết nhân sâm trên thị trường, đến lúc đó bán với giá cao cho đoàn đại sứ Minh Quốc, sẽ thu được khoản lợi nhuận đáng kể. Bà chủ Min nghe xong, thông tin quan trọng thế sao không nói sớm. Mặt khác, Lão Triệu và một số người khác cũng đang âm mưu một vụ làm ăn lớn, đó là bịa đặt chuyện đại sứ Minh Quốc đến Triều Tiên mua nhân sâm. Hóa ra tất cả đều là sắp xếp của Tù Nhi, cô đã phái Tiểu Ngũ mua hết nhân sâm trên thị trường và bà chủ Min muốn mua nhân sâm thì phải qua tay Tiểu Ngũ. Lúc đó giá cả do mình quyết định, bà chủ Min không phải là kẻ ngốc, phải đảm bảo thông tin chính xác mới có thể hành động, vì vậy đã sử dụng mối quan hệ của em trai Quốc Cữu. Cô ta hẹn gặp quản lý của đại sứ quán Minh Quốc để xác nhận tính chân thực của vụ này, hai bên thống nhất gặp nhau tại lầu Tố Nga. Tuy nhiên tin tức lại một lần nữa bị Lão Triệu và những người khác tìm hiểu và một kế hoạch đánh lừa được diễn ra như vậy, bà chủ Minh cuối cùng cũng hẹn được đến đại sứ Minh Quốc, nhưng lại bị nhân viên phục vụ của lầu tráo đổi. Dù sao đại sứ cũng chưa gặp bà chủ Minh và bà chủ Minh cũng chưa gặp đại sứ, mọi chuyện diễn ra như thế này. Đại sứ đã được Tiểu Ngũ và Lão Triệu mời vào phòng riêng, uống một bữa rượu ngon và cùng ca hát, còn phía bà chủ Minh thì thật thú vị, lầu đã sắp xếp một vị đại sứ giả thông thạo tiếng Hán để gặp bà chủ Minh. Sau một hồi thẩm vấn, bà chủ Min được biết từ vị đại sứ giả này rằng thực sự sẽ có một đoàn đại sứ Minh Quốc đến Triều Tiên và dưới danh nghĩa Thái hậu nhập một lượng lớn nhân sâm. Điều này khiến bà chủ Min vô cùng vui mừng, vội vàng thông báo tin này cho Trịnh Lan. Người đang cần tiền gấp, thấy cơ hội kiếm tiền lớn, Trịnh Lan liền hốt hoảng, bảo ngay lập tức bán nồi bán chảo, đầu tư tất cả tài sản của thương đoàn vào việc mua hết nhân sâm trên thị trường. Trịnh Lan bị tiền làm mờ mắt, hoàn toàn sa vào bẫy mà Tù Nhi đã giăng. Khi còn đang tự tin gom vốn, Trịnh Lan không hề biết rằng Tù Nhi đã chi cho Tiểu Ngũ 10.000 lượng bạc để mua hết nhân sâm và dự định bán lại cho bà chủ Min với giá gấp 3. Tuy nhiên vấn đề mới lại xuất hiện. Làm thế nào để bà chủ Min biết được Tiểu Ngũ đang có nhân sâm? Lúc này vai trò của Đông Sương lại được phát huy khi những cậu em mua nhân sâm. Họ phát hiện ra rằng trên thị trường không còn một củ nhân sâm nào. Điều này khiến bà chủ Min vô cùng hoảng loạn. Không lẽ có người khác biết tin và theo thông tin từ Đông Sương, tại địa phương thực sự có một ông chủ tên là Tiểu Ngũ, tay ông ta đang giữ một lượng lớn nhân sâm, nhưng mục đích của ông ta không ai biết. Lúc này bà chủ Min không còn kịp suy nghĩ nhiều, bảo anh ta ngay lập tức tìm người này, chúng ta phải lấy hết nhân sâm trong tay ông ta là hy vọng duy nhất. Bà chủ Min đã bị cắn câu, thấy lưới sắp thu gọn, nhưng không ngờ rằng phía Tiểu Ngũ lại có sự cố, do tính tình hiền lành, thường ngày nói dối cũng khiến ông ta run sợ. Vào ngày hẹn gặp bà chủ Min, Tiểu Ngũ chưa kịp gặp mặt đã hoảng sợ. Dù một số người khác có cổ vũ thế nào, cơ thể ông ta vẫn không thể kiểm soát mà run rẩy, và sự xuất hiện của bà chủ Min mới thực sự là lúc thử thách. Họ chưa kịp nói vài câu, Tiểu Ngũ đã hoảng loạn, ánh mắt của bà chủ Min suýt nữa đã làm Tiểu Ngũ sợ hãi và thẳng thắn nói rằng Tiểu Ngũ có vẻ quen mắt. Và chỉ trong phút chốc, Tiểu Ngũ nhớ lại thời gian trước, tại hiện trường xét xử của ông Ji Chun, họ đã từng gặp nhau một lần. Điều này trực tiếp khiến Tiểu Ngũ hoảng sợ, bà chủ Min cảm thấy người này có phần kỳ quái, lần đầu gặp mặt. Hai bên đã đưa ra mức giá ban đầu và vội vàng kết thúc cuộc gặp, trở về thương đoàn, bà chủ Min càng nghĩ càng thấy không đúng, nghĩ mãi cuối cùng vẫn nhớ ra. Tại hiện trường xét xử trước đây, người đứng về phía Tù Nhi chính là Tiểu Ngũ, bà chủ Min bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hóa ra mình đã bị lừa một cách không hay biết. Vì thế, cô ta ngay lập tức thông báo sự việc này cho Trịnh Lan sau khi đi xác minh tại Đại sứ quán Minh Quốc. Phát hiện ra không có thông tin nào như đã nói trước đó về việc đến mua nhân sâm. Điều này chỉ là một cái bẫy mà Tù Nhi và những người khác đã dựng lên mà thôi. Biết được sự thật, bà chủ Min và Trịnh Lan không thể chịu đựng được sự khiêu khích lần này và dự định sử dụng vũ lực để giải quyết Tù Nhi. Nhưng Trịnh Lan lại không nghĩ vậy. Nếu đối phương muốn kinh doanh thì cứ để họ tiếp tục. Chúng ta cứ giả vờ như không biết gì, thương lượng với họ với giá cực thấp, ngay cả khi thương lượng không thành. Cũng có thể khiến nhân sâm trong tay họ hư hỏng. Con cáo già này thật là xảo quyệt. Mặt khác, Lão Triệu và một số người cuối cùng đã đợi được Tiểu Ngũ trở về chiến thắng. Nhưng nghĩ đến việc bà chủ Min có thể nhận ra Tiểu Ngũ, để không để lộ sơ hở, họ quyết định để hai vai phụ, những người có gương mặt mới, đi gặp bà chủ Min để thương lượng cuối cùng. Vài người này quả quyết, mong đợi bà chủ Min sẽ đưa bạc bằng hai tay. Vị chủ tịch này thật sự là quá lươn lẹo, hôm trước còn hứa mua nhân sâm với giá 90 lượng một cân, hôm nay lại đột ngột giảm giá xuống còn 15 lượng, thấp hơn nhiều so với chi phí, rõ ràng là đang cố tình ép giá, và tất cả những gì bà chủ Min làm đều nhằm để nhân sâm của đối phương hỏng trong tay họ. Sau khi bà chủ Min quyết định giá 15 đồng một cân, mọi người hoàn toàn hoảng loạn, nếu bán, thương đoàn sẽ mất một nửa vốn liếng, nếu không bán, nhân sâm sẽ thối rữa trong tay họ, đến lúc đó sẽ không còn gì cả. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm đến Tù Nhi để tìm giải pháp. Tuy nhiên vào thời điểm này, Tù Nhi đang giúp Lão Giang và những người khác chống lại Quốc Cữu. Ngay cả chuột già cũng không thể tìm thấy dấu vết của cô. Thấy nhân sâm sắp thối, việc bán chúng ra là cấp bách. Cuối cùng mọi người quyết định, để giảm thiểu thiệt hại, chỉ có thể bán theo giá mà bà chủ Min đưa ra. Phía bà chủ Min cũng không có ý định tha cho mọi người. Và cuộc đàm phán giữa hai bên lại một lần nữa bắt đầu. Hai vai phụ trong cuộc đàm phán này hoàn toàn bị động, dự định bán với chi phí 30 lượng một cân cho bà chủ Min. Nhưng bà chủ Min lại kiên quyết đòi 15 lượng, không chịu thêm một xu nào. Nhìn thấy thái độ cứng rắn của bà chủ Min, cuối cùng mọi người cũng phải chấp nhận mềm mỏng. Mất một nửa còn hơn mất tất cả, và bà chủ Min mua 3.000 cân nhân sâm không phải để kinh doanh. Sau khi âm mưu của Tù Nhi và những người khác bị bại lộ, việc ông chủ Kim và ông chủ Ngân giúp Tù Nhi cũng bị phanh phui. Để trừng phạt đối phương, bà chủ Min ép buộc hai người mua nhân sâm của thương đoàn mình với giá 30 lượng một cân, độc nhất vô nhị, trừng phạt cả hai bên, cô ta vẫn có thể kiếm được một ít bạc. Bà chủ Min quả thật đã học được không ít từ Trịnh Lan. Mặt khác, chuột già đã mất liên lạc với các cậu em trong một tuần. Và sau nhiều lần điều tra, cuối cùng tại kho hàng của bà chủ Min đã tìm thấy hai vai phụ, theo lời giải thích của hai người này. Lý do họ bị giam giữ là vì bà chủ Min đã phát hiện ra kế hoạch của họ và cố tình diễn kịch để làm tăng thiệt hại cho thương đoàn. Nghe được điều này, chuột già hoàn toàn hoảng loạn, đã bỏ ra sức lực của 9 con trâu và 2 con hổ. Cuối cùng đã tìm thấy Tù Nhi tại lầu Tố Nga, chuột già vội vàng kể lại cho Tù Nhi. Nghe về chuyện gần đây lừa đảo bà chủ Min và thất bại, Tù Nhi khi biết sự thật cũng không còn biện pháp nào, bởi thương đoàn của cô đã không còn lối thoát. Nhưng vào lúc này, Thế Quân lại tỏ ra tự hào và nói rằng không bán một củ nhân sâm nào cho bà chủ Min. Hóa ra trước đây, anh ấy đã nhận được thư từ một người bạn tốt ở Minh Quốc. Từ trong thư biết được rằng trong vài ngày tới, sẽ có một nhà buôn giàu có từ Minh Quốc đến Triều Tiên, mua một lượng lớn nhân sâm và đã nhờ Thế Quân chuẩn bị hàng trước, thật là trở họa thành phúc. Hành động bất ngờ của Thế Quân đã giúp Tù Nhi rất lớn. Và điều làm người ta phấn khích hơn là giao dịch giữa hai bên còn chưa chính thức bắt đầu và nhân sâm hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu một củ. Lần này thương nhân Minh Quốc thực sự sẽ đến mua nhân sâm, số hàng trong tay chắc chắn sẽ không đủ dùng, nhà buôn giàu có sẽ mua thêm từ các thương đoàn khác. Và trước đó, bà chủ Minh chắc chắn cũng đã mua một số nhân sâm từ nơi khác, bây giờ khi đối phương đã biết rằng nhân sâm không có ai thu gom. Tại sao không tận dụng cơ hội này, mua nhân sâm của họ với giá thấp, sau đó bán lại cho đoàn thương mại Minh Quốc, phải chăng đây là một mũi tên trúng hai đích? Chính vì thế, Tù Nhi và mọi người lại sắp xếp một người, giả làm ông chủ buôn đến chỗ bà chủ Min để mua nhân sâm với giá thấp, dự định mua toàn bộ nhân sâm của thương đoàn với giá 21 lượng một cân. Bà chủ Min nghe xong lập tức không thể bình tĩnh, 21 lượng một cân đơn giản là kinh doanh lỗ vốn, nhưng nghĩ lại, nếu mình không bán ra, tất cả nhân sâm trong tay sẽ thối rữa, dù sao nhân sâm của thương đoàn Tù Nhi cũng đã ứ động, mình chịu lỗ một chút cũng không sao. Cuối cùng bà chủ Min với một chút lỗ đã bán hết nhân sâm trong tay, mặt khác, nhà buôn giàu có từ Minh Quốc đã đến đúng hẹn. Dưới sự đón tiếp của Tù Nhi và Thế Quân, hai bên đã đạt được thỏa thuận, giao dịch 10.000 cân nhân sâm với giá 51 lượng một cân. Tù Nhi từ đó cũng thu lợi không nhỏ, Trịnh Lan và bà chủ Min vẫn đang hân hoan vì thương đoàn của Tù Nhi lỗ vốn. Nhưng Lão Mạc đã vội vàng mang tin này trở về, mọi người không thể ngờ Tù Nhi lại có thể lật ngược tình thế như vậy, chẳng lẽ đây là ý trời? Lần này Trịnh Lan thực sự tức giận, và khi biết Thế Quân là người chủ mưu của sự việc này, cuộc tranh chấp trong thương đoàn kết thúc với chiến thắng của Tù Nhi. Và cuộc đối đầu tiếp theo, cả hai bên sẽ trực tiếp tiến vào giới quan trường. Cung nữ vội vàng đến tìm Tù Nhi, hóa ra trong cung đã xảy ra chuyện lớn.
nhà vua do đau tim bất ngờ ngất xỉu. Những trung thần của triều đình này thật thú vị. Nhà vua vừa ngất xỉu được 3 tiếng. Họ đã bắt đầu bàn luận chuyện lên ngôi của vị vua mới. Phe Đại Yên thật là gan lớn. Hóa ra vào đêm hôm đó, do công việc quá nhiều và tình trạng nội bộ trở nên phức tạp, khiến nhà vua, người vốn đã yếu bị ngất xỉu, một vị vua còn trẻ. Làm sao có thể dễ dàng ngất như vậy? Sau khi được các thái y kiểm tra, hóa ra nhà vua bị bệnh tim, mặc dù tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu 3 ngày sau không tỉnh lại, rất có thể sẽ qua đời. Tin tức này như sét đánh ngang tai, lần đầu tiên Thái hậu cảm thấy con trai mình xa xôi đến vậy. Các quan chức thuộc phe Đại Yên đã chờ đợi từ lâu. Mặc dù mỗi câu nói đều toát lên sự lo lắng, nhưng mỗi người đều có ý đồ riêng. Sau khi nghe kết quả chẩn đoán của Thái Y, Quốc Cữu cũng hoảng sợ không kém. Là người dẫn đầu của phe Đại Yên, sau khi nhà vua mất ý thức, Thái hậu và Quốc Cữu có quyền lực tuyệt đối trong cung. Thái hậu lo lắng cho an toàn của con trai, tin tưởng rằng con trai chắc chắn sẽ không sao. Quốc Cữu thì lại chú trọng đến việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bởi vì bệnh tim thực sự không thể chữa trị vào thời điểm đó. Hơn nữa, sau khi thế tử qua đời thì vua không còn người kế nhiệm. Tuy nhiên, Thái hậu vẫn lo lắng cho an nguy của vua, tin rằng con trai mình chắc chắn sẽ bình an vô sự. Lần đầu tiên, hai chị em có sự bất đồng về quan điểm. Trở về nhà sau đó, Quốc Cữu lập tức thảo luận với Trịnh Lan về người kế vị ngai vàng, do hoàng tử duy nhất của nhà vua đã qua đời. Vì vậy, người kế vị sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Một khi con rối mà mình có thể kiểm soát lên ngôi, phe Đại Yên hoàn toàn có thể thống trị toàn bộ triều đình. Lúc đó ai còn quan tâm đến phe Đại Doãn nữa. Vì vậy, vợ chồng họ đã giấu Thái hậu và bắt đầu âm mưu. Tin tức về việc nhà vua ngất xỉu đã lan truyền trong cung. Cung nữ tìm thấy cơ hội liền rời cung, thông báo sự việc cho Tù Nhi. Tù Nhi đang gặp nhiều điều không như ý, nghe tin này cảm thấy như trời sập. Làm sao nhà vua trẻ tuổi có thể đột ngột ngất xỉu như vậy? Tù Nhi vội vàng tìm đến Thái Tuấn và Lão Giang, và Thái Tuấn cũng có cùng suy nghĩ với Quốc Cữu. Đó là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vì cha của mình cũng chết vì bệnh tim, căn bệnh không thể chữa trị này như một quả bom nổ chậm. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống của một người. Trong tình huống này, khi mất đi nhà vua làm chỗ dựa, một số người phải cảnh giác cao độ với phe Đại Yên. Sau khi trở về, Tù Nhi cảm thấy ăn năn hối hận không thôi, nhà vua nằm bệnh nặng, còn mình thì bất lực ở bên ngoài cung. Chưa kịp tiết lộ thân phận thực sự của mình, nếu nhà vua thật sự ra đi như vậy, thì cô sẽ hối tiếc suốt đời. Vì vậy, Tù Nhi quyết định lập tức vào cung để xem tình hình. Dù nguy hiểm đến mấy, cô cũng không muốn để lại bất cứ điều gì hối tiếc. Dưới sự dẫn dắt của Thượng Cung Kim, Tù Nhi cuối cùng đã lẻn vào Hoàng Cung và gặp Lão Lục, thị vệ thân cận của nhà vua. Trong lúc dẫn dụ người hầu đi nơi khác, Tù Nhi cũng tiến vào phòng ngủ của vua. Tuy nhiên khi gặp lại, nhà vua không còn vui mừng như trước nữa. Sự vất vả đã khiến sức khỏe của vị vua này kiệt quệ. Thêm vào đó, bệnh tim càng trở nên trầm trọng, nhà vua đã ngất xỉu suốt một ngày đêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Nhìn người thân duy nhất trước mắt, trái tim Tù Nhi như bị dao cắt. Đến tận hôm nay, cô vẫn chưa kể cho vua biết về nguồn gốc thực sự của mình. Nhớ lại tình cảm mà vua đã dành cho mình, Tù Nhi cảm thấy xấu hổ không thôi. Mối quan hệ của họ vừa mới bắt đầu đã xảy ra biến cố này. Tại sao số phận lại trêu ngươi con người như vậy? Tù Nhi khóc lóc kêu sự bất công của trời xanh, cũng như bày tỏ sự hối lỗi với nhà vua. Ai có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này? Tù Nhi đáng thương, cuối cùng không thể chịu đựng được những trò đùa của số phận, nắm chặt tay nhà vua và bật khóc. Vào lúc đó, có lẽ ông trời cũng không nỡ nhìn cô phải chịu đựng như vậy. Nhà vua đã kỳ diệu tỉnh lại, thấy cô gái yêu dấu của mình đang canh giữ bên cạnh, vua cảm thấy an ủi không ngừng. Nhưng càng như vậy, nhà vua lại càng lo lắng. Tù Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nếu các đại thần trong cung biết được, tính mạng của cô chắc chắn sẽ không được bảo toàn. Họ chưa kịp nói vài câu thì Thái hậu đã trên đường đến. Ai lại không thương con trai mình? Sau khi nhận được tin tức, Thượng Cung Kim ngay lập tức đến phòng ngủ để thông báo cho Tù Nhi. Thấy nhà vua tỉnh lại, bà cũng vô cùng vui mừng. Nhưng vào thời điểm này, Tù Nhi không còn thời gian để rời khỏi. Một khi bị Thái hậu phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cô chỉ có thể trốn sau bức bình phong. Còn để không làm động tĩnh, nhà vua chỉ có thể giả vờ chưa tỉnh lại. Và lần này Thái hậu đến, chính là để nói chuyện thẳng thắn với con trai yêu quý của bà. Và trong những lời nói đó, Thái hậu cuối cùng cũng thừa nhận rằng năm xưa, bà đã cùng với Quốc Cữu âm mưu đầu độc Tiên Vương và không tiếc bất cứ giá nào để mở đường cho con trai trở thành vua. Điều này đã khiến nhà vua vô cùng phẫn nộ. Làm sao mẫu hậu lại có thể tàn nhẫn như vậy? Thái hậu đi rồi, vua cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với Tù Nhi, bèn bảo hạ nhân đưa người trở về trước. Tù Nhi chỉ có thể mang theo tâm trạng phức tạp rời đi. Sau đó, vua gọi thái y để hiểu rõ tình trạng bệnh của mình, biết mình mắc bệnh tim và không thể chữa trị, có thể bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát, nguy hiểm đến tính mạng. Vua nghe xong chìm vào suy tư. Sau một thời gian dài suy nghĩ, nhà vua cũng cuối cùng đã nhận ra không thể để số phận của một người phá hủy cả một quốc gia, phải làm tốt công tác hậu sự trong những năm tháng còn lại. Và điều nhà vua lo lắng nhất vẫn là Tù Nhi. Vì vậy ngài đã ra lệnh cho Lão Lục triệu tập thế quân. Trước lệnh triệu tập của nhà vua, thế quân cũng tỏ ra bình tĩnh, dù sao mình cũng là em họ của nhà vua.
vua trực tiếp vào thẳng vấn đề, nói về tình trạng sức khỏe của mình và giải thích rằng một khi gặp sự cố, tù nhi không còn được bảo vệ sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Lần triệu tập này chính là để nhờ cậy Thế Quân, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tù nhi. Lúc này, Thế Quân cũng nhận ra những nguy hiểm tiềm ẩn là điều mình không thể tưởng tượng được. Tù nhi trở về nhưng biết rằng Trịnh Lan đã điều tra ra được thân phận thực sự của mình. Cô vừa tìm Lão Giang để nói về chuyện này, không ngờ Thế Quân xuất hiện phía sau. Thế Quân biết được thân phận công chúa của tù nhi, liền hoài nghi về cuộc đời mình. Mẹ và sư phụ của cô đều bị cha mình hãm hại. Sự chênh lệch thân phận càng khiến Thế Quân không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng tù nhi tốt bụng không hề vì thế mà oán trách. Cô vội vàng giải thích rằng bản thân cô giấu giếm thân phận chỉ để bảo vệ an toàn cho những người xung quanh. Cô yêu cầu Thế Quân tạm thời không tiết lộ thân phận của mình cho vua. Xét đến tình trạng sức khỏe hiện tại của nhà vua, không thể chịu nổi bất kỳ kích thích nào. Thế Quân đồng ý và quyết định từ đây không chỉ bảo vệ cô mà còn tích cực hợp tác với cô chống lại Trịnh Lan. Mặt khác, sau sự kiện này, phe Đại Yên trở nên nhạy cảm hơn. Các đại thần đến trước mặt Thái Hậu để thảo luận về vấn đề kế vị. Nghe những đại thần này nói ra những lời lẽ phản bội như vậy, Thái Hậu không nói nhiều, chỉ vài câu đã đuổi họ ra khỏi cung. Và phe Đại Doãn cũng không ngồi yên, đã nhận ra ý đồ của nhóm Đại Yên và quyết định hết sức giúp đỡ nhà vua củng cố ngai vàng. Nếu không, dân chúng lại phải sống trong cảnh khốn cùng, có vẻ như trong triều đình sẽ lại có nhiều xáo trộn. Trong giao dịch nhân sâm với Minh Quốc trước đây, tù nhi đã thu lợi nhuận tới 300.000 lượng bạc, khiến cho đoàn thương nhân nghèo khổ bỗng dưng trở nên giàu có. Tù nhi rút ra 30.000 lượng bạc để bù đắp cho đoàn thương nhân của Lão Khổng. Trước đây, Lão Khổng vì cô mà nhiều lần bị Trịnh Lan ức hiếp, tất cả những điều này là bồi thường cho Lão Khổng, giúp ông duy trì hoạt động của bộ phận ngoại vụ, sau đó tặng cho ông chủ Kim và ông chủ Ngân mỗi người 5.000 lượng bạc để bù đắp cho những tổn thất mà họ phải chịu tại nhà Trịnh Lan. Chuột già ở đây còn khác thường hơn, trực tiếp trở thành ông chủ, không cần phải làm những việc lén lút nữa, còn hai vai phụ như là những đầu mối chính trong đoàn thương nhân, gần đây càng thêm không thể thiếu, tiếp quản toàn bộ kinh doanh lụa tơ tằm ở địa phương. Hai người từng là lưu manh nhiều năm, cuối cùng không cần phải làm những công việc bẩn thỉu vất vả nữa. Lão Lâm và Lão Triệu như những trợ lý đắc lực của tù nhi, giá trị của họ tự nhiên tăng lên chóng mặt, điều này cũng vô tình đặt nền tảng vững chắc để chiến đấu chống lại Trịnh Lan. Mặt khác, nhà vua cho rằng thời điểm để vạch trần âm mưu của mẫu hậu và cậu ruột đã chín muồi, nhưng lực lượng của bản thân vẫn chưa đủ mạnh để lay chuyển đối phương. Vì vậy anh đã bí mật tìm gặp Thế Quân, quyết định trao lại chức vụ thanh tra cho Thế Quân để hai người tự tay trừng phạt cha mẹ của mình. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn đánh bại phe Đại Yên. Nhà vua ủy quyền cho Thế Quân tiến hành điều tra vợ chồng quốc cữu. Một nhóm quân lính xông vào nhà là bộ trưởng tư pháp. Thế Quân không nói hai lời, trực tiếp theo lệnh của nhà vua quản thúc quốc cữu và bắt giữ Trịnh Lan. Khi thấy người đến, khuôn mặt Trịnh Lan trở nên tức giận, nhìn thấy vợ mình bị dẫn đi, quốc cữu bất lực không thể làm gì, giờ hy vọng chỉ có thể đặt vào Thái Hậu. Thái Tuấn đã nắm trong tay đủ nhiều bằng chứng, chứng minh Trịnh Lan năm đó cùng quốc cữu hãm hại cung nữ của Đông Cung và có Thượng Cung Kim đến làm chứng. Lần này Trịnh Lan trinh thực sự là khó thoát, tin tức về việc quốc cữu bị quản thúc và vợ ông ta bị bắt nhanh chóng lan truyền đến tai phe Đại Yên. Các quan lại không có người lãnh đạo, việc Trịnh Lan bị bắt càng khiến mọi người nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình, hoảng loạn tìm đến Thái Hậu để xin giúp đỡ. Con cáo già vừa mới nghỉ ngơi được 2 ngày, không ngờ phe phái của mình đều bị vua loại bỏ, vì vậy quyết định tự mình gặp con trai, để xem con trai yêu quý của mình cuối cùng muốn làm gì. Vào lúc này, vua đã có đủ tự tin để đối đầu với mẫu hậu của mình. Anh cũng biết rằng chỉ có thể tự tay trừng phạt mẫu hậu mới có thể giải thoát cho nhân dân. Thái Hậu thẳng thừng yêu cầu con trai thả người và cáo buộc chính sách trừng phạt vợ chồng quốc cữu chính là trừng phạt bà. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của nhà vua, bà biết con trai mình đã cứng cánh, không còn phục tùng mình nữa. Thái Hậu phần nào khó chấp nhận sự thật này, vốn có thể hoàn toàn đánh bại lực lượng của Đại Yên, nhưng lại không ngờ rằng giữa chừng lại có sự xuất hiện tay sai của Trịnh Lan. Sau khi thăm dò nhiều phía, cuối cùng đã xác định được danh tính thực sự cô gái tên Tù Nhi. Lúc này dinh dự quốc cữu bị quản thúc nghiêm ngặt bởi quân đội. Anh ta đã mạo hiểm xông vào dinh thự và báo tin này cho quốc cữu. Tin tức này rất quan trọng đối với lực lượng Đại Yên, nếu Tù Nhi không bị loại bỏ, âm mưu nhiều năm trước sớm muộn gì cũng sẽ bị bới lên. Quốc cữu ngay lập tức gửi mật thư về danh tính thực sự của Tù Nhi. Thái Hậu vô cùng tức giận vì bấy lâu nay mình đã bị lừa. Bà ra lệnh ngay lập tức bắt giữ Tù Nhi. Nhìn thấy cô gái mà mình luôn quan tâm, hóa ra lại là con gái của vua trước, Thái Hậu muốn giết chết Tù Nhi ngay lập tức. Nhưng vì tình thế chung, để cứu Trịnh Lan, bà quyết định đàm phán với nhà vua. Khi biết Tù Nhi bị mẫu hậu bắt đi, vua đã tìm kiếm khắp kinh thành nhưng không tìm thấy dấu vết của Tù Nhi, liền lập tức đến đại điện đòi người. Thái Hậu cũng đưa ra tối hậu thư cuối cùng, muốn lấy lại Tù Nhi thì phải thả Trịnh Lan, một đổi một có vẻ công bằng, nhưng việc đánh đổi tương lai của phe Đại Doãn bằng một thường dân, lòng trung thành của các quan văn võ đối với nhà vua chắc chắn sẽ bị lung lay. Khi vua đang phân vân không biết quyết định thế nào, Thế Quân đã xin được gặp,
phá vỡ lời hứa giữ bí mật về Tù Nhi, trực tiếp tiết lộ danh tính thật của cô và giải thích rằng Tù Nhi giấu giếm danh tính là vì lo sợ ngài biết được người đã giết mẹ mình là Thái Hậu, ngài sẽ đau lòng và khó xử thế nào. Nhưng bây giờ Thái Hậu đã biết danh tính của Tù Nhi, nếu không cứu cô, Tù Nhi chắc chắn sẽ chết. Sau một hồi suy nghĩ, nhà vua không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với thực tế và một thỏa thuận công bằng chính thức được thực hiện, đổi tự do của Tù Nhi lấy việc thả Trịnh Lan. Vua và Thái Hậu không ngờ rằng cuộc xung đột cuối cùng lại kết thúc theo cách này. Nhìn thấy Tù Nhi bình an vô sự trở lại bên mình, vua cảm thấy trong lòng lẫn lộn đủ thứ tình cảm. Những năm qua, Tù Nhi luôn ở bên cạnh mình, nhưng bản thân không những không bảo vệ được cháu gái, còn để cô chịu sự nhục mạ của vợ chồng Trịnh Lan. Bây giờ, danh tính của Tù Nhi đã được công khai, trực tiếp quyết định tương lai của triều đình. Cuộc đối đầu giữa vua và Thái Hậu đã bước vào giai đoạn gay gắt, Trịnh Lan được thả ra không thể chịu đựng nổi. Vì thế, cô ta đã đưa ra một ý tưởng táo bạo, đó là sớm tìm kiếm người kế vị để hạ bệ nhà vua. Chẳng lẽ cô ta muốn tạo phản? Đúng lúc mọi người chuẩn bị cho một trận chiến lớn thì tình huống bất ngờ đã xảy ra trước. Vua lại vì chứng đau tim mà ngất đi. Thái Hậu khi nghe tin vội vàng đến, dù sao cũng là máu mủ, dù thế nào cũng là con trai ruột của mình. Nhìn con trai lại lần nữa đứng giữa ngã ba sinh tử, lo sợ một ngày nào đó con trai sẽ rời bỏ mình. Nhưng khi thái y giải thích rằng lần này triệu chứng của nhà vua nhẹ hơn, không nguy hiểm đến tính mạng và sẽ sớm tỉnh lại, điều này khiến Thái Hậu hoàn toàn nhẹ nhõm. Nhưng bà cáo già không chỉ quan tâm đến sự an toàn của con trai, mà còn nảy sinh một ý định độc ác. Vì vua đang trong trạng thái hôn mê, lực lượng Đại Doãn giờ đây không còn ai dẫn dắt, không bằng tận dụng cơ hội này để triệt hạ hoàn toàn các quan chức của lực lượng Đại Doãn. Vậy nên bà ấy tự mình ra khỏi cung đi tìm vợ chồng Quốc Cữu và đưa ra một danh sách, dự định sẽ dùng tội danh mưu phản để tiêu diệt tất cả lực lượng trung thành với con trai, nhằm mục đích khống chế hoàn toàn quyền lực quốc gia để mình thống nhất Giang Sơn. Ngẫu nhiên trong danh sách lại có cả Tù Nhi và Thế Quân, điều này khiến Trịnh Lan vô cùng phấn khích. Cuối cùng cũng có cơ hội để trừ khử bọn họ, nhưng Quốc Cữu lại bắt đầu lo lắng không yên. Thế Quân là con trai ruột của ông, bấy lâu nay dù ông làm nhiều chuyện xấu, nhưng nghĩ đến việc phải hạ thủ với con trai ruột thì ông cũng không dám nghĩ tới. Trịnh Lan tự nhiên hiểu rõ tính cách của chồng, vì vậy cô ta lại tìm đến sát thủ để trực tiếp loại bỏ Thế Quân và Tù Nhi. Lần này phải triệt để loại bỏ hai người kia, nếu không hậu quả sẽ không lường được. Có vẻ như lần này Trịnh Lan quyết tâm phải thấy máu, nhưng điều Trịnh Lan không ngờ tới là Quốc Cữu đã sớm lén lút tìm gặp Thế Quân. Thế Quân nghe xong thì hoàn toàn bối rối, không phải đã cắt đứt quan hệ sao, tại sao lại đuổi mình ra khỏi thành? Quốc Cữu cũng không dám nói ra lý do, dù sao cũng là cha con một nhà, ông chỉ có thể giúp con trai đến đây thôi. Nói xong ông lập tức bỏ đi. Thấy bộ dạng hoảng hốt của Quốc Cữu, Thế Quân mới nhận ra điều bất thường, vì được yêu cầu rời khỏi kinh thành, chẳng lẽ phe Đại Yên có động thái lớn? Nghĩ vậy, Thế Quân lập tức cho người báo tin cho Tù Nhi và tập hợp tại nhà Lão Giang. Tuy nhiên vào lúc này, người của Thái Hậu đã âm thầm ập đến, các quan chức trung thành với nhà vua đều bị bắt, trưởng lão của binh phán thượng thư còn bị chém ngay tại chỗ. Khi Thế Quân vừa đến nơi đã chứng kiến Lão Giang bị bắt, cuối cùng cũng hiểu rõ âm mưu của Thái Hậu, vì thế anh lập tức đến nơi ở của Tù Nhi. Nhưng vào lúc này, Tù Nhi đã bị người của Thái Hậu bao vây, đúng lúc Tù Nhi dần thua thiệt, Thế Quân kịp thời đến nơi, ngăn chặn đòn tấn công và cứu người. Thế Quân không kịp giải thích, đã kéo Tù Nhi bắt đầu cuộc lưu lạc không có hồi kết. Mặt khác, nhà vua cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng điều đầu tiên nghe được khi tỉnh dậy, những người tín nhiệm của mình không phải là bị bắt thì là bị giết, ngay cả Tù Nhi cũng mất tích. Biết là do mẫu hậu ra tay, nhà vua chưa kịp suy nghĩ sẽ giải quyết như thế nào, Quốc Cữu đã dẫn người xông vào. Ông ta nói phe Đại Doãn lợi dụng lúc ngài hôn mê không tỉnh để làm ra chuyện mưu phản, thật là vừa ăn cướp vừa la làm, nhà vua tức giận suýt ngất tiếp lần nữa. Sau khi hiểu rõ sự tình từ tay chân lão Lục, vua định đến tìm mẫu hậu để đối mặt, nhưng Thái Hậu đã tìm đến trước. Bà bình tĩnh quan tâm đến tình trạng bệnh của con trai, không nhắc một lời đến chuyện triều chính, nhưng vua khó chấp nhận sự thật, liên tục hỏi mẫu hậu tại sao lại tàn sát các đại thần triều đình. Nhưng Thái Hậu đã bị quyền lực làm mờ mắt, không nghe lời con trai giải thích, vẫn biện minh cho hành động của mình, thậm chí còn dạy dỗ con trai. Nhà vua không thể chịu đựng sự kiêu ngạo tự cho mình là đúng của Thái Hậu nữa, anh đã đưa ra quyết định phản lại tổ tiên, đó là quyết định nhường ngôi. Thái Hậu không thể tin được vào tai mình sau khi vua nhấn mạnh điều này nhiều lần, rằng ngay cả khi không cần vương vị, anh không muốn thấy ai phải hy sinh vì bất lực của mình, việc nhường ngôi vương này là lựa chọn tốt nhất. Thấy con trai quyết tâm như vậy, Thái Hậu hoảng loạn vô cùng, nghĩ rằng nếu con trai nhường ngôi thì tất cả những gì bà có cũng sẽ tan thành mây khói, 30 năm nỗ lực sẽ trôi theo dòng nước. Tuy nhiên, nhà vua đã quyết tâm từ bỏ ngai vàng, một vương vị chỉ là danh nghĩa, đã khiến anh cảm thấy chán nản. Dù Thái Hậu có van xin thế nào đi nữa cũng vô ích, có lẽ chỉ có cách này mới có thể chấm dứt cuộc tranh đấu này. Thái Hậu không ngờ con trai quyết liệt đến vậy, đến nỗi bà không thể kiểm soát được tình hình. Nhìn theo bóng lưng con trai rời đi, Thái Hậu hối tiếc không nguôi, nghĩ đến những nỗ lực của mình suốt bao năm nay sẽ đổ xuống sông xuống biển. Cuối cùng Thái Hậu không chịu nổi cú sốc lớn và ngất đi.
Hiện tại, hai phe lực lượng trong triều đều đã mất đi người đứng đầu, Tù Nhi và Thế Quân, như cánh tay phải của Hoàng đế, cũng đang bị Quốc Cữu và Trịnh Lan truy đuổi, bề ngoài tưởng như bình yên. Nhưng thực tế bên trong lộn xộn không thể tả, hệ thống cũng gần như sụp đổ, Quốc Cữu không hề biết Thái Hậu đã ngất xỉu, lại càng ra sức loại bỏ lực lượng của Đại Doãn. Khiến cả kinh thành đầy sóng gió, khắp nơi trong và ngoài thành đều dán thông báo truy nã. Theo tin từ viên chức lâu năm, Thái Tuấn cũng vì cáo buộc mưu phản mà bị bắt. Dù là trong triều hay dân gian, phe của mình cũng chịu những đòn chí mạng từ Quốc Cữu và Trịnh Lan, cũng rơi vào tình trạng không có người lãnh đạo. Dù cho nhà vua nghĩ rằng từ bỏ ngai vàng sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng một tin dữ lại đến như sét đánh ngang tai, chịu đựng cơn đau dữ dội. Nhà vua đến phòng của Thái Hậu, thấy mẹ mình đang hấp hối, anh lúc này cũng hối hận không thôi. Không ngờ quyết định của mình lại khiến mẹ phải chịu đựng đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Thái Hậu cố gắng thở hổn hển, vẫn dùng quan niệm sai lầm để an ủi con trai và mong con hòa giải với vợ chồng Quốc Cữu. Tình cảm của Thái Hậu dành cho con trai là sâu đậm, chỉ là cách bà làm đã sai lầm. Luôn cố gắng đảm nhận mọi việc, cuối cùng đã khiến mình và con trai trở thành kẻ thù, đầy ân hận đến cuối đời. Nhà vua không thể chấp nhận được cái chết bất ngờ của mẹ và lại một lần nữa ngất đi. Quốc Cữu nhận được tin tức cũng vội vàng đến, nhưng vẫn không kịp nhìn mặt chị gái lần cuối. Sau khi Thái Hậu qua đời, nhà vua bệnh nặng không dậy nổi, nay lực lượng của Quốc Cữu đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích và chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Trịnh Lan lại càng thúc giục Quốc Cữu ngay lập tức loại bỏ Thế Quân và Tù Nhi để củng cố quyền lực của mình. Trịnh Lan lại một lần nữa khuyên rằng bây giờ không phải lúc để nuối tiếc, chúng ta phải lợi dụng tình hình hỗn loạn để loại bỏ những kẻ còn sót lại và nhanh chóng chọn người có thể kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, Tù Nhi và những người khác không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt. Sau khi có cơ hội thở, Tù Nhi đã sai Chân Nhi điều tra tình hình trong cung. Hai người bỗng nhiên nhận ra, không trách mình gặp phải sự truy đuổi như vậy, không ai đến giúp đỡ. Hóa ra Thái Hậu và Quốc Cữu đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện từ trước. Rõ ràng là đối phương đang âm mưu phản loạn, nhưng tội danh lại rơi vào đầu mình. Đối mặt với sự áp bức vô lý này, Tù Nhi và Thế Quân không muốn tiếp tục bị dắt mũi. Hai người đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định chủ động tấn công, giúp Hoàng đế thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Còn ở phía bên kia, Trịnh Lan không hề hoảng loạn vì sự ra đi đột ngột của Thái Hậu. Ngược lại, cô ấy cho rằng đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để vợ chồng mình lật ngược tình thế, tiếp tục kiểm soát lực lượng phe Đại Yên, trong khi truy đuổi Tù Nhi và Thế Quân cũng tiến hành tái cấu trúc lại nội bộ triều đình, trông có vẻ nắm trong tay quyền lực. Nhưng không ngờ Tù Nhi và Thế Quân bên này cũng bắt đầu cuộc phản công của riêng mình dưới sự chạy đôn chạy đáo không ngủ của chuột con. Tù Nhi cuối cùng đã gửi được bức thư đến tay Lão Khổng và đoàn thương nhân của mình. Mọi người biết Thế Quân và Tù Nhi vẫn an toàn, không từ bỏ vì họ là những kẻ bị truy nã, mà quyết định mạnh mẽ giúp một tay. Cung nữ cũng đã thành công gửi thư của Tù Nhi đến tay nhà vua, biết rằng Thế Quân và Tù Nhi chưa bị ám sát. Vua vô cùng kinh ngạc, anh đã thấy được cơ hội xoay chuyển tình thế, liền viết một bức thư gửi cho Tù Nhi. Tại trại thương nhân, mọi người đến từ khắp nơi, từ các ông chủ lớn đến các tay sai trong đoàn thương nhân, cả những kẻ lưu manh đều đến để giúp đỡ một cách nhiệt tình. Vào thời điểm này, Tù Nhi đã chính thức công khai danh tính của mình, mọi người đều bất ngờ không thôi. Cô gái tốt bụng này lại có một danh tính quý tộc như vậy, quả thực là một người phi thường. Và dưới sự giải thích của Thế Quân, mọi người cuối cùng cũng hiểu được sự thật về phe Đại Yên. Do Quốc Cữu và Trịnh Lan đứng đầu gây nên nhiều tội ác, người dân bị hai người này áp bức lâu nay đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ, với sự tập hợp của Tù Nhi, cơn thịnh nộ càng dâng cao hơn nữa. Và vào lúc này, thuộc hạ cũng đã kịp thời đem thư của nhà vua đến. Với sự hậu thuẫn của nhà vua, trận chiến này chắc chắn phải thắng. Dưới bài phát biểu đầy đam mê của Tù Nhi, mọi người đồng lòng quyết tâm hết sức mình hỗ trợ Tù Nhi loại bỏ những kẻ hại dân. Mặt khác, do mọi người đều đang ở bên ngoài cung truy đuổi Thế Quân và Tù Nhi, cộng với việc Thái Hậu qua đời, lực lượng của Đại Yên trong cung đã cạn kiệt quyền lực và quân lực, vua quyết định tận dụng cơ hội này. Trước tiên ra lệnh thả tất cả các trung thần bị giam giữ trong ngục, sau đó từ từ tính sổ với phe Đại Yên. Đây là một cuộc đại thanh trừng chưa từng có trong lịch sử Triều Tiên. Nhà vua lợi dụng phe đối lập không có người lãnh đạo, dùng tội danh mưu phản để kiểm soát toàn bộ phe Đại Yên. Ở bên ngoài, Thế Quân và Tù Nhi đã dẫn dắt đoàn thương nhân phát động cuộc nổi dậy. Tận dụng khi các đại thần phe Đại Yên đang tổ chức tang lễ cho Thái Hậu để bắt giữ từng người một, với sự hợp tác từ bên ngoài, họ đã bất ngờ tấn công khiến đối phương không kịp trở tay, những nhân vật chủ chốt đều đã bị giam giữ. Khi biết Tù Nhi dẫn đội tư lệnh ập vào dinh thự, vợ chồng Quốc Cữu đã nghe được tin và trốn trước một bước, trở thành người duy nhất trong phe Đại Yên không bị bắt giữ, dù là trong hay ngoài cung. Nhà vua và Tù Nhi đều nhận được sự công nhận từ mọi người, sự sụp đổ của phe Đại Yên sẽ mang lại sinh khí mới cho quốc gia, mọi người đều vô tư giơ tay giúp đỡ. Điều này khiến Tù Nhi vô cùng biết ơn. Với sự hiện diện của Trịnh Lan, mối nguy hiểm sẽ không bao giờ biến mất, mọi người phải rất vất vả để cố gắng bắt giữ hai người này. Tuy nhiên, Thế Quân không coi đó là vấn đề, lực lượng của Đại Yên hiện đã tan rã, không có ai sẽ theo phe họ nữa. Sớm muộn gì cũng có người sẽ phản bội, quả nhiên để bảo toàn tính mạng, bà chủ Minh trở thành người đầu tiên phản bội Trịnh Lan.
Bản thân bà ấy theo Trịnh Lan những năm qua, có thể nói là làm nhiều điều ác, nếu bây giờ không tìm cho mình một lối thoát, rất có thể bà và Trịnh Lan sẽ cùng gặp phải một kết cục. Vì thế, bà đã tìm đến Thế Quân và đạt được một thỏa thuận, bà ấy có thể tiết lộ nơi ẩn náu của Trịnh Lan và Quốc Cữu. Nhưng Thế Quân phải đảm bảo an toàn cho mình. Trước sự lựa chọn khó khăn, bà chủ Min đã chọn phản bội em dâu. Thế Quân vì cục diện, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Thế Quân ngay lập tức dẫn đầu một đội quân lớn, xông vào nơi ẩn nấp của Quốc Cữu và Trịnh Lan. Dù đối phương có chống cự thế nào, cũng không thể chống lại được sự hung hãn của quân lính. Quốc Cữu không ngờ bị chính con trai mình kéo xuống ngựa. Thế Quân khuyên ông dừng lại và bỏ cuộc. Bây giờ không ai có thể cứu ông, chỉ có pháp luật mới có thể trừng phạt người cha làm nhiều điều ác. Ai có thể hiểu được sự giằng xé trong lòng Thế Quân lúc bấy giờ? Tại hiện trường thẩm vấn, tất cả các quan chức cao cấp của phe Đại Yên đều đang chịu tra tấn. Thú nhận những tội lỗi của mình trong những năm qua, sự kiêu ngạo trước đây đã không còn nữa. Riêng Trịnh Lan thì chưa được xét xử, bởi bà ta không giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào. Chỉ đơn thuần là người đứng sau, đưa ra lời khuyên và kế hoạch, những hành vi này đều khó để kết án. Đúng lúc Thế Quân bó tay không biết làm sao, người của Trịnh Lan lại đến cứu nguy. Sự phản bội của bà chủ Min và nhân viên của mình đã dập tắt hy vọng sống sót cuối cùng của Trịnh Lan. Tội ác của bà ta được lột tả từng chi tiết một. Mụ phù thủy làm nhiều điều ác không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị những người mình tin tưởng nhất lật đổ. Có lẽ chỉ có kẻ xấu mới có thể xử lý kẻ xấu. Sự sụp đổ của Quốc Cữu và Trịnh Lan khiến người dân vô cùng hả hê. Những khổ đau bao năm có lẽ sẽ kết thúc từ đây. Mặt khác, Tù Nhi đã chính thức bước vào cung. Với tư cách là công chúa, hai người cuối cùng có thể xuất hiện công khai trước công chúng. Nhưng trước vinh hoa phú quý, cô tạm thời không muốn vào cung. Tại sao Tù Nhi lại từ chối lời đề nghị của nhà vua? Tù Nhi đã từ chối lời đề nghị vào cung và chọn ra khỏi cung đi cùng Thế Quân, trở thành một tráng sư phục vụ nhân dân, sử dụng kiến thức pháp lý của mình để bảo vệ quyền lợi và công bằng cho những người dân không thể tự vệ. Sự dũng cảm và lòng tốt của Tù Nhi đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người và câu chuyện về cô tráng sư dần trở thành huyền thoại, được nhắc đến với lòng kính trọng và ngưỡng mộ.